Chào mừng các bạn lại đến với audio chuyện hay. Phát sóng trực tuyến lúc 9 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 7. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn tập 66 của Tu Tiên Thời Hiện Đại. Các bạn hãy cho tim mình một suất cà ri bê nhé. Vậy là chúng ta đã trải qua 66 tập của Tu Tiên Thời Hiện Đại. Hôm nay mình gom nốt vào thành một tập để con số tròn chính. Mình đang nghiên cứu một bộ Tu Tiên khác. Tim mình đang dịch và sửa văn bản theo phong cách giang hồ mạng, mình sẽ áp thử một tập, nếu các bạn thấy hay hơn các MC khác đọc thì cho mình xin ý kiến để mình có thêm động lực dịch tiếp bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương nhé. Có nhiều MC đọc bộ này rồi nhưng mình nghe qua thì thấy khó hiểu, có MC dịch chuẩn, dễ hiểu thì lại không hài hước không kịch tính, vì vậy mình quyết định thể hiện lại bộ này, các bạn nhớ ủng hộ cho audio chuyện hay nha. Ta vào tập hôm nay nào. Đại trưởng lão Cơ Gia vỗ ra một trưởng. Thời không xung quanh lập tức xuất hiện ngàn vạn trường ấn, mang theo khí thế ngập trời, phong bế hết tất cả đường lui của Diệp Trần. Thực lực cảnh giới độ kiếp hậu kỳ lập tức được thi triển đi ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Đại trưởng lão Cơ Gia đầy tự tin, cũng không có quá để Diệp Trần vào trong mắt, mà những người còn lại khác của Cơ Gia, tất cả cũng đều đang có vẻ mặt xem kịch vui. Hiển nhiên cũng đều cảm thấy Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn đại trưởng lão Cơ Gia, mà trực tiếp cong ngón búng ra, một chỉ này phát ra, khí thế hoành ép cửu thiên, giống như có thể gạt bỏ mọi thứ trên thế gian. Bành, ngàn vạn trường ấn kia của đại trưởng lão Cơ Gia lập tức bị một cái búng tay này của Diệp Trần chấn vỡ toàn bộ. Hơn nữa thế đi không có chiều hướng giảm, lại bắn về phía đại trưởng lão Cơ Gia. Cái gì? Đại trưởng lão Cơ Gia lập tức kinh hô một tiếng, hai mắt trợn lên thật lớn, hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của Diệp Trần vậy mà cường đại tới tình trạng như thế này. Đáng tiếc, còn không có đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại là có chuyện gì đang xảy ra. Bành, cả người đại trưởng lão Cơ Gia đã bị một chỉ này của Diệp Trần rõ ràng xuyên thủng. Sau đó thì thần hồn câu diện, những tên cường giả còn lại của Cơ Gia ôm tâm tư xem kịch vui thì tất cả lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt của mọi người hiện ra vô cùng chấn động, mà ngay cả lão tổ Cơ Gia kia vậy mà cũng đầy biểu cảm ngạc nhiên. Phải biết, vị đại trưởng lão Cơ Gia này chính là cường giả siêu cấp cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, ở trên toàn bộ núi Huyễn Diệt, thực lực cũng đủ để đưa thân vào 5 vị trí đầu, bây giờ thế mà bị một tên tiểu bối giết đi, hơn nữa chỉ dùng một chiêu trong nháy mắt giết chết. Chỉ sợ cho dù là lão tổ Cơ Gia, vị cường giả được công nhận là cường giả đệ nhất núi Huyễn Diệt cũng không có đủ thực lực kinh khủng như thế a. Cái này, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi là? Lão tổ Cơ Gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, dường như là nghĩ tới một loại khả năng nào đó, đột nhiên hai chân quỳ xuống dưới đất, cao giọng nói: "Chúc mừng chủ nhân đoạt xá thành công." Ở trong suy nghĩ của lão tổ Cơ Gia, thực lực của Diệp Trần trước đó tuy rằng không yếu, nhưng so với hắn vẫn phải kém mấy phần. Bây giờ thế mà ngay cả đại trưởng lão của Cơ Gia hắn cũng có thể giết chết một cách dễ dàng tới như vậy thì chỉ có thể có một khả năng, vì ở bên trong không gian của cây Bồ đề kia đã đoạt xá thành công thân thể của Diệp Trần. Hơn nữa phải biết, lão tổ Cơ Gia là được chứng kiến thực lực và thủ đoạn của hỗn độn thú, nếu như không phải đoạt xá thành công, Diệp Trần làm sao có khả năng từ bên trong vùng không gian kia chạy trốn được ra ngoài. Soạt, lão tổ Cơ Gia quỳ xuống như vậy, những người còn lại của Cơ Gia lập tức từng tên tất cả đều choáng váng. Những người kia vốn còn muốn mời lão tổ ra mặt xuất thủ, lời đến khóe miệng lại tất cả đều nuốt ừng ực trở vào, mà ngay cả Diệp Trần cũng hơi sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc thì đã hiểu ra được ý nghĩ của lão tổ Cơ Gia. Tuy nhiên hắn cũng không nói thêm gì, tuy rằng lấy thực lực hôm nay của hắn lại có thêm hỗn độn huyễn diệt bia đủ để treo lão tổ Cơ Gia lên tét mông đít một cách dễ dàng, thế nhưng là muốn giết chết hắn quả thực vẫn phải tốn nhiều sức lực. Hơn nữa việc quan trọng trước mắt là đi cứu bọn người Hy Nguyện, giữa hắn và lão tổ Cơ Gia cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn đã nghĩ nhà mình đã bị hỗn độn thú đoạn xá thành công, vậy thì không bằng đâm lao thì bay theo lao vậy, nếu như còn dám có lần sau, ta chắc chắn diệt sạch toàn tộc của ngươi. Diệp Trần bắt chiếc khẩu khí của hỗn độn thú, sau khi quẳng xuống câu này thì trực tiếp hướng phương hướng tuyệt ẩn cốc mà bay đi, mà Cơ Gia lão tổ kia tự nhiên không nghi ngờ gì, vội vàng dập đầu như dã tỏi, vâng, cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Một mực chờ đến khi thân ảnh của Diệp Trần đã biến mất hoàn toàn không thấy, lão tổ Cơ Gia lúc này mới từ dưới đất run lẩy bẩy mà đứng dậy, trên mặt đều là vẻ nghĩ mà sợ, có thể thấy được hỗn độn thú lưu lại ở trong lòng của hắn là một cái bóng ma cực kỳ đáng sợ. Lão tổ, ngài vừa rồi làm sao? Tiểu tử kia mặc dù có chút tà môn, nhưng Cơ Gia chúng ta có nhiều người như vậy, ngài cũng không cần phải như thế chứ. Sau khi mọi người của Cơ Gia phản ứng lại thì có người ngay lập tức nhịn không được mà đưa ra ý kiến bất đồng trong lòng mình. Các cường giả còn lại của Cơ Gia cũng lập tức thi nhau âm thầm gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía lão tổ Cơ Gia đã thiếu đi mấy phần kính nể, nhiều hơn mấy phần coi thường, thậm chí là xem thường. Nói cho cùng thì phải biết Cơ Gia là đại thế lực đệ nhất núi Huyễn Diệt, đã từng thống trị núi Huyễn Diệt tới gần 10 vạn năm, mà lão tổ Cơ Gia thân là cường giả tôn quý nhất của Cơ Gia bọn họ, bây giờ vậy mà hướng một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch quỳ xuống đất dập đầu, tự xưng mình là nô bộ, thực sự làm cho Cơ Gia rất mất thể diện. Hừ, lão tổ Cơ Gia nghe xong lời nói của người kia thì lập tức lạnh lùng hừ một cái, sau đó không nói hai lời, ngay lập tức đưa tay chính là một trưởng. Bành, người vừa nói ra ý kiến bất đồng kia lập tức bị một trưởng của lão tổ Cơ Gia trực tiếp đánh nổ. Các cường giả còn lại của Cơ Gia hiển nhiên không nghĩ tới, vị lão tổ này của bọn họ vậy mà nói ra tay thì ra tay. Sắc mặt của từng tên đều thay đổi lớn, nhịn không được mà thi nhau lùi lại, ai cũng không dám nói thêm câu nào. Lão tổ Cơ Gia nhìn mọi người ở xung quanh một vòng, lạnh giọng nói, sau này nếu như ai còn dám bất kính đối với chủ nhân, giết chết không tha. Cùng lúc lão tổ Cơ Gia nói ra lời này, còn nhịn không được hướng phương hướng Diệp Trần rời khỏi. Sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ kiêng dè vô cùng nồng đậm, hắn nhưng là đã từng tận mắt chứng kiến sự cường đại của hỗn độn thú, thậm chí hắn có thể có được thực lực như ngày hôm nay, trở thành đệ nhất nhất trên núi Huyễn Diệt thì cũng đều là may mắn mà có hỗn độn thú chỉ điểm. Bây giờ tưởng Diệp Trần đã bị hỗn độn thú đoạt xá, cho nên căn bản không dám có bất kỳ ý định phản kháng nào,
Điều này cũng không khó để lý giải, dù sao hỗn độn thú kia thế nhưng là tồn tại vượt qua cả cường giả cấp đại đế, hơn nữa bất tử bất diệt, cường đại tới nghịch thiên, tuyệt ẩn cốc, bên ngoài mấy vạn dặm, vào lúc này, hơn 100 tên cường giả Cơ gia và Đoan Mộc gia, tất cả đều đã bao vây toàn bộ tuyệt ẩn cốc thành từng vòng, hai bên đang kịch chiến, trong sơn cốc phía dưới, Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng, tất cả đều đã mang theo vết thương trên người, người của Lạc Hà Tông cũng đã có chỗ tử thương, khặc khặc, đại mỹ nhân, lấy ngươi chỉ có thực lực cảnh giới phản hư, bản công tử coi như đứng để cho ngươi đánh, ngươi cũng không làm gì được bản công tử a. Hắc hắc, Hi Nguyệt lúc này đối chiến rõ ràng chính là một tên đệ tử trẻ tuổi của Cơ gia, tuy rằng không thể so sánh với thiên tài như Cơ Vô Cương, Cơ Vô Trương thế nhưng thực lực cũng đã có tới cảnh giới hợp đạo trung kỳ. Hà Hi Nguyệt ở trong khoảng thời gian này, tuy rằng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ có cảnh giới phản hư mà thôi, xa xa không cách nào có thể đánh đồng với tên thanh niên của Cơ gia này. Thanh niên Cơ gia lại vỗ ra một chưởng nữa, Hi Nguyệt lập tức liên tục lùi lại, khóe miệng đã bắt đầu hiện ra một vệt tơ máu. Hắc hắc, đại mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thanh niên Cơ gia cười cả một tiếng, một cái dây thừng dài trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đã trói chặt Hi Nguyệt đã bị thương lại. Hi Nguyệt, Quỳnh Bích Lạc ở nơi xa cũng rất chật vật, nhìn thấy idol của mình bị bắt thì lập tức kinh hô một tiếng, đáng tiếc bà ta bây giờ cũng đang bị một tên cường giả của Đoan Mộc gia cuốn lấy, căn bản không có lực để tiến lên cứu, mà Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng bị một đám cường giả vây công, cũng bất lực. Ngay vào lúc Hi Nguyệt đã cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhiên một giọng nói như sấm sét đột nhiên từ trên trời cao truyền tới, dám đụng đến nữ nhân của ta, chết. Sư, cùng với giọng nói như tiếng sấm trời này rơi xuống, một đạo ánh sáng sáng chói hướng về phía tên thanh niên Cơ gia kia nổ bắn mà tới, bành. Thanh niên Cơ gia kia căn bản không kịp phản ứng lại, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì cả người trong nháy mắt đã hóa thành một đám xương máu, hoàn toàn biến mất khỏi trên thế giới này. Đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người thi nhau nhìn về phía bên này, chỉ thấy một bóng người từ trên trời cao chậm rãi bay xuống tới, rơi vào trước mặt Hi Nguyệt, Diệp Trần. Hi Nguyệt lập tức vui mừng hô lên một tiếng, bay nhào vào trong ngực Diệp Trần, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã không cầm được mà chảy xuống. Ngoan, có ta ở đây rồi thì không sao nữa rồi. Diệp Trần vỗ vỗ bả vai Hi Nguyệt, nhẹ giọng an ủi một câu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên liếc nhìn mọi người ở xung quanh một lần. Tôn thượng, sau khi Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng nhìn thấy Diệp Trần thì cũng cảm thấy ngạc nhiên mà hô to một tiếng. Sau đó thừa dịp các cường giả của Cơ gia và Đoan Mộc gia còn đang ngây người, nhanh chóng lùi lại tới bên cạnh Diệp Trần, mà những người còn lại của Lạc Hà Tông cũng vội vàng co vào một nhóm về tới cạnh Diệp Trần. Hai bên lại kéo dài khoảng cách ra một lần nữa. Khặc khặc, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới mạng ngươi thật đúng là lớn, thế mà vẫn còn chưa chết. Trong đám người, một giọng nói tràn ngập sự chế giễu đột nhiên vang lên. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng, người vừa mới mở miệng nói chuyện này bỗng nhiên chính là Đoan Mộc Phong. Hóa ra, hôm mà hỗn độn thú bạo động, dẫn tới núi Chu Hoàng xảy ra thay đổi lớn, hai đại thiên tài khác từ bên trong không gian phong ấn chạy ra ngoài, duy chỉ có Diệp Trần là không thấy xuất hiện, mọi người đều cho rằng Diệp Trần đã chết ở bên trong, bởi vì Diệp Trần trước đó xuất chiến thay cho Đoan Mộc gia. Hơn nữa ở bên trong hội võ bảy tộc liên tiếp giết đi hai đại thiên tài của Cơ gia, sau đó Cơ gia tự nhiên tính món nợ này lên trên đầu của Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Phong thì lo ngại thế lực của Cơ gia, hơn nữa cho rằng Diệp Trần đã chết, thế là quả quyết bán đứng Diệp Trần, một mạch nói ra tung tích của đám người Hi Nguyệt, cho nên lúc này mới có cục diện hai đại gia tộc cùng nhau vây quét như bây giờ. Diệp Trần cười lạnh, ta không chết, mà ngươi lại cách cái chết không xa. Đoan Mộc Phong nghe được điều này, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười lên ha ha, giống như là nghe được chuyện cười hài hước nhất trong đời. Họ Diệp, ngươi nói mạnh miệng như vậy mà không sợ đau đầu lưỡi của mình sao? Chỉ dựa vào ngươi cùng với một đám phế vật này mà cũng muốn chống lại hai đại gia tộc chúng ta sao? Nếu như ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không ngoi đầu lên vào thời điểm này, thật sự là không biết sống chết. Đoan Mộc Phong nói xong lời này thì trong trận doanh của Cơ gia ở một bên có một người đàn ông trung niên đi tới. Đoan Mộc Phong, không cần phải nói lời vô nghĩa, giết những người này, ân quá hai nhà chúng ta như vậy mà kết thúc. Người đàn ông trung niên nói xong lời này, hai bên nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng về phía Diệp Trần đột nhiên vỗ ra một cái. Tiểu tử, ngươi giết hai đại thiên tài của Cơ gia chúng ta, vậy thì nạp mạng đi cho ta. Sau khi người đàn ông trung niên kia vỗ ra một chưởng, từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nở bắt ra một cây trường thương màu đỏ, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, đột nhiên tăng vọt đến mấy ngàn mét, hướng Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Người đàn ông trung niên này hiển nhiên cũng là một tên cường giả đỉnh cấp có cảnh giới độ kiếp trung kỳ, mà cái pháp bảo trường thương này thì cũng là một kiện tiếp khí cấp bậc cực phẩm. Cho dù là Hỗn Thế Ma Viên hay là Cửu U Thôn Thiên Mãng đối mặt với một kích này thì vẻ mặt cũng không thể không hiện ra vẻ ngưng trọng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hỗ trợ Diệp Trần. Cẩn thận, Hi Nguyệt vẫn còn đang ở trong vòng tay Diệp Trần, cũng không thể không kinh hô một tiếng, mở miệng nhắc nhở Diệp Trần, đồng thời cũng chuẩn bị xuất thủ toàn lực, thay Diệp Trần chia sẻ một chút áp lực, nhưng không ngờ, Diệp Trần một mặt bình thản, như thể căn bản không để một kích kinh khủng kia của đối phương vào trong mắt, thậm chí một cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của Hi Nguyệt, mà đợi đến khi một kích hủy thiên diệt địa kia sắp rơi xuống tới nơi thì lúc này Diệp Trần mới giơ một cánh tay khác lên, hư vô chi thủ, ầm ầm, sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một đạo trường ấn to lớn như mộng như ảo, vững vàng chặn lại một kích kinh khủng kia của đối phương. Cái gì? Không những vị cường giả này của Cơ gia sợ ngây người, mà tất cả người của hai đại gia tộc đều vì đó mà trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà Tông cũng đều không có nghĩ tới Diệp Trần vậy mà đã chặn lại được một kích cường hãn tới có thể hủy thiên diệt địa kia một cách dễ dàng như thế. Đồng nát sắt vụn, cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta. Diệp Trần cười chế giễu một tiếng, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, bành, trường thương tiên khí tỏa ra ánh sáng chói mắt kia thế mà ở dưới một nắm của Diệp Trần lại giống như con rối được nhào nặn từ bùn,
trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một đám không khí. Cái này, tất cả mọi người thấy cảnh này thì lập tức từng tên giống như thể gặp quỷ. Đây chính là một kiện tiên khí cực phẩm, thế mà bị Diệp Trần dùng tay không bóp nát dễ dàng như thế. Thực lực của người này cũng quá đáng sợ tới nghịch thiên đi. Bạch bạch bạch, pháp bảo bị Diệp Trần hủy diệt đi một cách dễ dàng. Tên cường giả Kera kia cũng bị dính một cỗ lực lượng phản phệ lớn, trên không trung liên tiếp lùi lại mấy chục bước, khóe miệng đã tràn ra một chút máu tươi, hiển nhiên cũng đã bị nội thương không nhẹ. Đây là bởi vì Diệp Trần sử dụng lực lượng của mình tác dụng lên pháp bảo, cho nên cường giả Kera kia mới may mắn trốn qua một kiếp. Thực lực của hắn làm sao lại trở nên mạnh tới như vậy? Không chỉ tên cường giả Kera kia ở trên mặt hiện ra vẻ mặt vô cùng trắng bệch, mà Đoan Mộc Phong ở một bên hai mắt cũng trợn lồi ra thật lớn. Quả thực chính là không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy. Thực lực Diệp Trần trước đó biểu hiện ra đã để cho hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, mà bây giờ Diệp Trần lộ ra chiêu này lập tức xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn vừa kinh vừa sợ, thân thể đã không nhịn được mà bắt đầu run rẩy lên. Đoan Mộc Phong, sau khi Diệp Trần xuất thủ chấn nhiếp mọi người, cũng không có thừa thắng truy kích, mà lại nhìn về phía Đoan Mộc Phong một lần nữa, mở miệng nhàn nhạt nói, từ lúc ngươi phản bội ta, ngươi chắc phải biết sẽ có kết quả gì rồi chứ, nể tình trước đó ngươi cũng coi như đã giúp ta. Ta cho ngươi một chút thể diện, ngươi tự sát đi. Đoan Mộc Phong nghe được lời này của Diệp Trần thì hai con ngươi lập tức co rụt lại, sau đó thì ngửa mặt lên trời cười ha ha. Họ Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một câu nói thì có thể để cho ta tự sát. Hiện tại bên chúng ta có khoảng 9 vị độ kiếp đế quân, mà các ngươi chỉ có 3 vị mà thôi. Chúng ta những người này cùng nhau công kích, ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được sao? Tên cường giả cơ gia kia lúc này cũng từ trong hoảng sợ trước đó mà bình tĩnh trở lại, lập tức hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta, đồng loạt ra tay. Diệt tiểu tử này. Vâng, các cường giả của hai đại gia tộc lập tức thi nhau gọi ra pháp bảo, trên không trung hình thành xu thế kết hợp lại, vây đám người Diệp Trần ở phía dưới vào, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Diệp Trần thấy thế, vẻ mặt vẫn như cũ không có một chút rung động nào, lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, thôi được, hôm nay ta sẽ lấy các ngươi để luyện tay một chút, thử uy lực của hỗn độn linh bảo kia một lần. Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bia nhỏ màu xám, bỗng nhiên chính là hỗn độn huyễn diệt bia. Một kích hợp lực của chính cường giả độ kiếp đế quân hướng về phía đám người Diệp Trần ở phía dưới ép xuống tới. Chính cường giả độ kiếp đế quân này, tất cả đều đã tìm hiểu được lực lượng pháp tắc, chính cỗ lực lượng cường hãn dung hợp vào một chút đủ để hủy thiên diệt địa, vượt xa ngũ đại cường giả của cơ gia ngày trước vây công bọn họ. Ngay vào lúc hỗn thế ma viên, cửu u thôn thiên mãng và người của Lạc Hà Tông, tất cả đều thay đổi lớn sắc mặt, chuẩn bị ra sức chống lại. Hô, mọi người thấy một tấm bia đá màu xám từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần bay ra, sau đó nhanh chóng cao lớn lên, ngăn ở trước mặt mọi người, cản lại một kích hợp lực của chính tên cường giả độ kiếp đế quân. Ầm ầm, trên tấm bia đá màu xám kia, mang theo một cỗ khí tức to lớn cao ngạo khó mà hình dung. Như thể đây là lực lượng không thuộc về thế giới này, phá hủy một kích hợp lực của chính tên cường giả độ kiếp đế quân một cách dễ dàng, hơn nữa còn hướng bọn họ hoành ép tới. Bành bành bành, hỗn độn huyễn diệt bia ở trên không trung quét ngang mà đi, trong nháy mắt đã có 3 tên độ kiếp đế quân vốn không kịp phản ứng lại thì đã bị tấm bia đá khổng lồ kia nện cho nổ tung. Cái gì? Đây là pháp bảo gì? Làm sao lại mạnh tới như vậy? Mau lui lại, nhanh nhanh lui lại. 6 tên cường giả độ kiếp đế quân còn lại nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, sau khi phản ứng lại thì lập tức thi nhau nhanh chóng lùi lại phía sau. Tuy nhiên, ngay sau đó thì hỗn độn huyễn diệt bia giống như xuyên qua thời không, trực tiếp quét ngang mà tới. Bành bành bành, lại có thêm 3 tên độ kiếp đế quân nữa bị hỗn độn huyễn diệt bia đập trúng, rõ ràng đập cho nổ tung lên. Ngoài đó ra, những nơi hỗn độn huyễn diệt bia đi qua, nhưng tên cường giả bình thường của hai đại gia tộc kia càng trông giống như giấy, đụng phải lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mười mấy tên cường giả hóa thành từng đám xương máu. Lực lượng một kích của hỗn độn huyễn diệt bia kinh khủng như vậy, chỉ như thế, đây là Diệp Trần còn chưa có luyện hóa hoàn toàn món hỗn độn linh bảo này, bằng không uy lực chắc chắn còn khủng bố hơn nữa. Chết. Cùng lúc đó, Diệp Trần đã phi thân nhanh chóng lao tới, lại đuổi kịp 2 tên độ kiếp đế quân, trực tiếp cong ngón búng ra 2 lần lập tức tiêu diệt 2 tên cường giả độ kiếp đế quân. Đến tận đây, chẳng qua mới chỉ trong nháy mắt, chính cường giả độ kiếp đế quân đã bị Diệp Trần tiêu diệt mất 8 người, vẻn vẹn chỉ còn lại có Đoan Mộc Phong kia. Diệp huynh đệ, ta sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi à. Đoan Mộc Phong sớm đã bị dọa sợ đến hốn vía như muốn bay lên mây, vừa điên cuồng chạy trốn, vừa hướng về phía sau hét lớn lên, hướng Diệp Trần cố gắng cầu xin tha thứ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng cũng không nói một lời, nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc cũng đã đuổi kịp tới đằng sau Đoan Mộc Phong. Vùng hỗn độn huyễn diệt bia lên, hướng Đoan Mộc Phong hung hăng đập xuống dưới. Đối với những kẻ phản bội mình, Diệp Trần thế nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ biết mềm lòng là gì. Không, Đoan Mộc Phong thấy vậy thì lập tức phát ra một tiếng hét lớn không cam lòng, đồng thời hai tay bỗng nhiên đẩy về phía sau, oanh, một viên châu màu xanh tỏa ra hào quang óng ánh, từ trong thân thể Đoan Mộc Phong nổ bắn mà ra. Ồ, ở bên trong hỗn độn huyễn diệt bia lập tức truyền đến tiếng kinh hô của khí linh, sau đó khí linh thông qua thần thức truyền âm vào trong đầu của Diệp Trần, đây chính là hỗn độn nguyên châu. Ầm ầm, viên bảo châu màu xanh kia với hỗn độn huyễn diệt bia va chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh trên bảo châu lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Tuy nhiên, Đoan Mộc Phong nhân cơ hội này đã bỏ chạy đến bên ngoài hơn mấy ngàn dặm, mặc dù Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ tới món pháp bảo này của Đoan Mộc Phong vậy mà có thể ngăn cản hỗn độn huyễn diệt bia. Tuy nhiên hắn lập tức lại vỗ ra một trường bổ sung, hư không chi thủ. Đoan Mộc Phong vốn cho rằng mình có thể chạy thoát, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, không thể không quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy loáng thoáng qua có một cái bàn tay to lớn, giống như ở trong hư không đằng sau bất ngờ lao tới trên đỉnh đầu của hắn, hung hăng đập xuống dưới. Không, Đoan Mộc Phong giống lớn một tiếng, cả người ngay lập tức bị đập thành một đám xương máu, chết không thể chết thêm lần nữa. Mà các cường giả còn lại của hai đại gia tộc thì sớm đã bị sự cường đại của Diệp Trần làm cho vô cùng rung động, mắt thấy toàn bộ chính cường giả độ kiếp đế quân tất cả đều đã ngã xuống, bọn họ nơi nào còn dám ở lại, từng tên thi nhau chạy như điên. Diệp Trần cũng lời đuổi theo,
thuận tay hướng kiện pháp bảo mà trước đó Đoan Mộc Phong lấy ra bắt lấy. Viên bảo châu tỏa ra ánh sáng màu xanh kia đã được Diệp Trần nắm vào trong lòng bàn tay. Thật ra thì Diệp Trần trước đó đã từng thấy Đoan Mộc Phong dùng qua pháp bảo này, lúc ấy hắn cảm thấy viên bảo châu này không đơn giản, bây giờ xem ra hiển nhiên so với sự tưởng tượng của hắn còn vô cùng không đơn giản. Ong ong, sau khi viên bảo châu màu xanh kia rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Trần thì lập tức dãy dụa kịch liệt, hiển nhiên là khí linh của pháp bảo muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Trần. Diệp Trần tâm niệm vừa động ngay lập tức xóa đi tinh thần lạc ấn mà Đoan Mộc Phong lưu lại trên viên bảo châu này, sau đó thì viên bảo châu này lập tức im lặng lại. Khí linh tiền bối, ngươi vừa rồi nói nó là hỗn độn nguyên châu, chẳng lẽ cũng là một cái hỗn độn linh bảo? Diệp Trần thu hồi hỗn độn huyễn diệt bia vào trong cơ thể, dùng thần niệm câu thông với khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia. Không sai, chuẩn xác mà nói, thứ này có lẽ cũng chỉ là một bộ phận của hỗn độn nguyên châu. Khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia lập tức bắt đầu giải thích cho Diệp Trần nghe. Lúc trước lão chủ chân dùng thần thông vô thượng phong ấn mảnh tinh vực này, chắc là đã đoán trước chắc hắn sẽ có một ngày con người sẽ tới nơi đây, cho nên mới chia hỗn độn nguyên châu có năng lượng to lớn ra làm 8 phần, phân tán ở bên trong mảnh tinh vực này. Chỉ cần tìm được toàn bộ 8 viên bảo châu này, ngưng tụ thành hỗn độn nguyên châu một lần nữa, thì khi đó năng lượng cường đại của hỗn độn nguyên châu có thể phá vỡ phong ấn của mảnh tinh vực này. Diệp Trần nghe xong lời này, lập tức mừng rỡ. Tuy rằng bây giờ hắn đã thu được hỗn độn huyễn diệt bia và hỗn độn thú, thế nhưng lại phát hiện phong ấn của mảnh tinh vực này thực sự quá mức cường đại, căn bản không cách nào có thể pháp vỡ. Dựa theo cách nói của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia thì hắn chỉ cần đi tìm được thêm 7 viên đồng châu khác, hợp thành hỗn độn nguyên châu một lần nữa thì có thể phá vỡ được phong ấn của tinh vực huyễn diệt này, sau đó mới có thể mang theo mọi người rời đi. Chỉ là không biết 7 viên đồng châu khác hiện tại đang ở nơi nào. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, ở nơi xa, hô, 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 từng đạo khí tức cường hãn đột nhiên hò hét mà tới. Đảo mắt một cái cũng đã đi tới trước mặt Diệp Trần, mà người dẫn đầu kia bỗng nhiên chính là lão tổ Cơ Gia mà trước đó bị Diệp Trần lừa. Mà ngoài lão tổ Cơ Gia và các cường giả Cơ Ra Gia thì các cường giả của 6 đại gia tộc còn lại, thế mà tất cả cũng đều tới đây, có tới hơn 10 vị cường giả độ kiếp đế quân. Người của Lạc Hà Tông vừa mới được thở dốc một lúc thì sau khi nhìn thấy đội hình này ngay lập tức vẻ mặt của tất cả lại biến sắc, nhịn không được mà run lẩy bẩy, có người thậm chí còn suýt chút nữa vì sợ quá mà ngất đi. Có tới hơn 10 vị độ kiếp đế quân, đội hình bực này, sao mà kinh khủng, tiểu tử ngươi rất giỏi, thế mà ngay cả lão phu cũng bị ngươi lừa. Lão tổ Cơ Gia đầu tiên là nhìn người của Lạc Hà Tông ở phái dưới một cái, sau đó lại nhìn vào Diệp Trần một lúc, bên trong đôi mắt hiện ra ngọn lửa giận vô cùng nồng đậm. Chuyện cho tới bây giờ, xem như thằng ngu cũng có thể nhìn ra, Diệp Trần tuyệt đối không bị hỗn độn thú đoạt xá, bằng không cần gì phải quan tâm tới sự sống hay cái chết của những người ở dưới này. Diệp Trần đảo mắt quét qua các cường giả của 7 đại gia tộc, trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Cường giả đỉnh cấp của 7 đại gia tộc vậy mà tất cả cũng đều tới, mà tới tận hơn 10 vị độ kiếp đế quân, nhất là thực lực của lão tổ Cơ Gia kia, đã có thể so với cường giả cấp đại đế cũng không kém nhiều lắm. Diệp Trần cho dù có hỗn độn huyễn diệt bia ở trong tay thì cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Đúng lúc này, hỗn độn huyễn diệt bia trong cơ thể của Diệp Trần bỗng nhiên khẽ run lên, hô, một đạo hư ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Trần. Đây là quái vật gì? Mọi người ở xung quanh lập tức giật nảy mình, thi nhau kinh hô lên, mà lão tổ Cơ Gia kia thì sắc mặt càng là thay đổi lớn, không thể không liên tục lùi lại. Chỉ thấy đạo hư ảnh này giống như một con trâu rừng to lớn, tuy nhiên lại có khuôn mặt của con người, bỗng nhiên chính là con hỗn độn thú kia. Tuy nhiên đây cũng không phải là bản thể của hỗn độn thú, chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần mà thôi. Hỗn độn thú mặc dù không có cách nào chạy ra khỏi không gian phong ấn của hỗn độn huyễn diệt bia, nhưng lại có thể dùng thần niệm của chính mình thông qua khe hở chiếu hình ra ngoài. Hắn bây giờ cũng đã ở cùng một trận doanh với Diệp Trần, tự nhiên không thể để Diệp Trần gặp phải nguy hiểm. Nhỡ đâu xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn sẽ bị nhốt ở bên trong hỗn độn huyễn diệt bia mãi mãi. Nô bộc ti tiện, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ à. Một đôi mắt lớn tròn trịa của hỗn độn thú chừng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão tổ Cơ Gia ở phía dưới, nói ra lời khiển trách lạnh lùng. Lão tổ Cơ Gia nhìn thấy hỗn độn thú hiện thân thì lập tức suýt chút nữa bị dọa cho tè dầm. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì lại phát hiện hỗn độn thú trước mắt chẳng qua chỉ là một đạo hình chiếu bằng tinh thần mà thôi, trong nháy mắt lại thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vẻ mặt dao động một lúc, bỗng nhiên cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi thế mà bị một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch thu phục, xem ra ngươi cũng không có lợi hại như ta tưởng tượng a. Trước kia hắn sở dĩ thần phục hỗn độn thú, chẳng qua là muốn từ chỗ của hỗn độn thú thu hoạch được chỗ tốt cho việc tu luyện của mình. Bây giờ thấy hỗn độn thú đã bị Diệp Trần thu phục, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục tự cho mình là nô bộc. Hơn nữa, hắn thấy tu vi và thực lực của mình cũng không kém Diệp Trần, chỉ cần phối hợp với cường giả của 7 tộc giết chết Diệp Trần, nói không chừng có thể đạt được pháp bảo của Diệp Trần, sau đó xoay người trở thành chủ nhân của hỗn độn thú. Hỗn độn thú thấy ngày thường lão tổ Cơ Gia khúm núm trước mặt mình, bây giờ vậy mà cũng dám nói với mình như vậy thì lập tức tức giận nổi trận lôi đình. Đáng tiếc hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp tiểu tử, ngươi nhanh diệt cái tên tiện nô này cho ta. Hắn bây giờ chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần, không có một chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể dựa vào Diệp Trần. Diệp Trần không thể không lắc đầu, tuy nhiên hắn vẫn gọi ra hỗn độn huyễn diệt bia, hung hăng hướng lão tổ Cơ Gia mà đánh tới. Ầm ầm, hỗn độn huyễn diệt bia trong nháy mắt bành trướng tới độ cao gần vạn mét, mang theo khí tức hỗn độn kinh người, hoành ép cửu thiên, hướng lão tổ Cơ Gia chấn áp tới. Lão tổ Cơ Gia hiển nhiên cũng không nghĩ tới món pháp bảo trong tay Diệp Trần vậy mà cường đại như vậy, thậm chí đều vượt qua uy năng của thần khí Chu Hoàng Kiếm. Lão tổ Cơ Gia không dám chủ quan chút nào, lập tức gọi là pháp bảo vô thượng của Cơ Gia bọn họ. Cùng với một đạo ánh sáng vàng sáng chói xông thẳng lên trời cao, một thanh kiếm khổng lồ bay lên không trung, hướng hỗn độn huyễn diệt bia mà ngăn cản. Ba ba ba, các cường giả của 7 đại gia tộc ở xung quanh thấy cảnh này thì lập tức thi nhau lùi lại, trên mặt của mọi người đầy vẻ kinh hãi. Bia đá kia là pháp bảo gì? Khí tức làm sao lại nghịch thiên tới như thế? Lão tổ Cơ Gia ngay cả Chu Hoàng Kiếm cũng buộc phải lấy ra,
Chu Hoàng Kiếm thế nhưng là thần binh đệ nhất của trong núi Huyễn Diệt, ở bên trong hàng ngũ thần khí cũng thuộc về thượng phẩm, lão tổ Cơ gia chắc là có thể thắng a. Cái vấn đề này cũng khó mà nói, pháp bảo của tiểu tử kia có phần tà môn, dường như cũng không kém hơn so với Chu Hoàng Kiếm đâu. Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người ở xung quanh, hai đại pháp bảo định cấp Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia và Chu Hoàng Kiếm đã điên cuồng va chạm vào nhau tới ngàn vạn lần, thời không trong phạm vi vạn dặm xung quanh cũng sớm đã bị ảnh hưởng vỡ nát không chịu nổi. Hai người bây giờ hoàn toàn là đánh nhau ở bên trong hư không, tay trên dây, đánh nát thời không thì hóa thành hư không, hư không chỉ tồn tại trong thời gian ngắn sẽ bị thời không lấp đầy. Không thể không nói, thực lực của lão tổ Cơ gia này cũng rất chi là mạnh, không hổ là lão quái vật sống ở trên núi Huyễn Diệt mấy vạn năm, thực lực đã gần tiếp cận với các đại đế. Ở trước khi Diệp Trần chưa có đốn ngộ, căn bản xa xa không cách nào đánh đồng được với ông ta. Cho dù là bây giờ, nếu không phải trong tay Diệp Trần có Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia thì chỉ sợ sớm đã rơi vào thế hạ phong từ lâu rồi. Đồ đần, quả thực là đồ đần, trong tay có Hỗn Độn Linh Bảo đỉnh cấp mà còn không đối phó được một tên phế vật, vẫn là để ta tới giúp ngươi đi. Trên đỉnh đầu hai người, hình chiếu tinh thần của Hỗn Độn thú nhìn chiến đấu của hai người vào trong mắt thì lập tức vừa vội vừa tức, trong nháy mắt hóa thành một sợi ánh sáng trắng, lập tức vui vào trong đầu của Diệp Trần. Tiểu tử, không cần phản kháng, cẩn thận lĩnh ngộ ảo diệu trong một chiêu này của ta. Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được thức hải của mình khẽ run lên, hơi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận sợi năng lượng tinh thần này của Hỗn Độn thú. Hỗn Độn thú bây giờ với hắn cũng coi là cùng chung mối thù, cũng không thể ở vào thời điểm này mà gây ra chuyện bất lợi cho hắn. Ông, sau khi Diệp Trần tiếp nhận đạo lực lượng tinh thần này của Hỗn Độn thú, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một chiêu mà Hỗn Độn thú trước đó dùng hai cái sừng công kích hắn, tuy nhiên lại hiển thị chậm lại vô số lần, để Diệp Trần có thể nhìn thấy rõ huyền bí được ẩn giấu trong một chiêu này. Thì ra là thế, không nghĩ tới Hỗn Độn thú đối với việc vận dụng áo nghĩa hỗn độn đã đạt tới tình trạng huyền diệu như thế này. Bỗng nhiên, Diệp Trần từ bên trong một chiêu này, dường như đã lĩnh ngộ được áo nghĩa tinh túy của hỗn độn, mặc dù mới chỉ hiểu được một chút vẻ bề ngoài mà thôi, thế nhưng lại đi so với trước đó thì đã có sự tiến bộ hơn rất nhiều. Không thể không nói, nếu như lúc trước hắn không phải trùng hợp may mắn mà tìm hiểu được lực lượng vĩnh hằng, thì cho dù là 100 tên Diệp Trần ở cùng một chỗ cũng tuyệt đối chắc chắn không phải là đối thủ của Hỗn Độn thú. Hỗn Độn nhất kích, sau khi sự hiểu biết đối với hỗn độn pháp tắc đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới, Diệp Trần lập tức vung Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lên, lấy bia đá bắt trước hai cái sừng của Hỗn Độn thú, hướng lão tổ Cơ gia hung hăng đập xuống tới. Sao lại thế? Lão tổ Cơ gia kia hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần sẽ lập tức đột nhiên tăng mạnh, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, lập tức giơ Chu Hoàng Kiếm nằm ngang trước mặt, toàn lực ngăn cản. Cạch, thần khí Chu Hoàng Kiếm và Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lại hung hăng va chạm vào nhau, tuy nhiên công kích lần này của Diệp Trần rõ ràng sắc bén hơn rất nhiều. Răng rắc, dưới sự va chạm mạnh của cái bia đá khổng lồ kia vào trên thanh thần khí Chu Hoàng Kiếm, thanh Chu Hoàng Kiếm kia thế mà đứt gãy ra. Phốc, lão tổ Cơ gia phải gánh chịu phản vệ ngay lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người lập tức bay ngược ra đằng sau, khí tức nhanh chóng giảm xuống rất nhiều, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Cái này, những người đang đứng quan sát ở xa xa xung quanh trên trời, thậm chí cả những người ở trong sơn cốc phía dưới thấy cảnh tượng này thì tất cả ngay lập tức đều trợn mắt há hốc mồm. Thật ra thì từ lúc hai người giao thủ cho đến lúc phân ra thắng bại, trước sau chẳng qua cũng chỉ trong hơn một cái chớp mắt, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, lão tổ Cơ gia lôi ra cả thần khí thượng phẩm rồi vậy mà vẫn thua tới một cách nhanh chóng như thế. Cường giả bảy tộc ở xa xa, thấy cảnh này thì hai mắt lập tức nhìn nhau, từng tên giống như tưởng mình đang nằm mơ. Mà Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và đám người Hy Nguyệt ở phía dưới, sau khi phản ứng lại thì thi nhau hưng phấn kinh hô lên. Thế mà lại thắng, tu vi của Tôn Thượng bây giờ chỉ sợ so với lão chủ nhân ngày xưa trước lúc chưa mở ra thế giới cũng chẳng kém bao nhiêu đi. Cửu U Thôn Thiên Mãng nhịn không được mà cảm khái một tiếng, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng kích động. Lão tổ Cơ gia, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Diệp Trần giơ Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia trong tay lên cao, lạnh lùng nhìn số gờ lão tổ Cơ gia đã bị thương ở phía dưới, nhàn nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới, lão tổ Cơ gia lại cười lạnh, tiểu tử, lão phu quả thật là coi thường ngươi, tuy nhiên, ngươi cho rằng hủy đi Chu Hoàng Kiếm thì lão phu không làm gì được ngươi sao? Nói xong lời này, bàn tay lão tổ Cơ gia bỗng nhiên lật một cái, oanh, từ trong lòng bàn tay của lão tổ Cơ gia bỗng nhiên xuất hiện một viên bảo châu phát ra ánh sáng trắng, cùng với viên bảo châu trong tay Diệp Trần kia ngoài khác nhau về màu sắc ra thì có thể nói là giống nhau y như đúc, cũng không phải chỉ có mình ngươi là có Hỗn Độn Linh Bảo, lão phu cũng có. Lão tổ Cơ gia hừ lạnh một tiếng, chân nguyên rót vào bên trong viên bảo châu màu trắng kia, lập tức phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Diệp Trần nhìn thấy viên bảo châu màu trắng thần bí kia thì hai mắt lập tức trừng một cái. Lúc này, giọng nói của khí linh Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lại truyền vào trong đầu Diệp Trần một lần nữa, đây chính là một trong 8 bộ phận của Hỗn Độn Nguyên Châu. Hỗn Độn Nguyên Châu kia được lão chủ nhân chia làm 8 bộ phận, phân biệt đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang. Viên trong tay của ngươi là Phong Nguyên Chi Châu, mà viên trong tay lão già này thì Quang Nguyên Chi Châu. Giọng nói của khí linh vừa mới rơi xuống, lão tổ Cơ gia bỗng nhiên hướng về phía 6 đại tộc còn lại cao giọng la lên, 6 vị gia chủ, lấy thần châu của các ngươi ra đi. Tiểu tử này là kẻ địch chung của 7 đại gia tộc chúng ta nhất định phải lấy 7 viên thần châu ra phối hợp với nhau thì mới có thể diệt đi kẻ này. 6 người cầm lái của 6 đại gia tộc còn lại cũng đã ý thức được sự cường đại của Diệp Trần. Nghe thấy lời này của lão tổ Cơ gia thì sau khi hai mắt nhìn nhau, tất cả đều thi nhau khẽ quát lớn một tiếng, ầm, từng viên bảo châu sáng chói thi nhau từ trong tay của 6 gia chủ 6 đại gia tộc bắn ra, Mộc Nguyên Chi Châu, Thủy Nguyên Chi Châu, Hỏa Nguyên Chi Châu, 7 đại gia tộc vậy mà gọi ra 7 viên Nguyên Châu, cùng với Phong Nguyên Chi Châu trước đó mà Diệp Trần đạt được, Bát Đại Nguyên Châu vậy mà đều tập trung ở đây, thật đúng là vừa mới nghe thấy còn chưa kịp đi tìm thì tất cả đã có đầy đủ ở đây. Diệp Trần thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì nhịn không được mà cười lên ha ha.
Vừa rồi hắn còn đang sầu muộn, không biết đi nơi nào tìm kiếm 7 viên nguyên châu còn lại, không nghĩ tới vậy mà ở trong tay của 7 đại gia tộc, hơn nữa bây giờ xuất hiện cùng một lúc ở trước mặt hắn. Hóa ra, 7 gia tộc sở dĩ có thể trở thành 7 đại gia tộc của núi Viễn Diệt cũng là bởi vì trong tay bọn họ phân biệt nhau nắm giữ lấy một bộ phận của Hỗn Độn Nguyên Châu. Phải biết, Hỗn Độn Nguyên Châu tuy rằng được chia ra làm 8, nhưng vẫn là hỗn độn linh bảo, hơn nữa đều không kém thần khí chút nào, là một trong những bảo vật trấn tộc của 7 đại gia tộc. Hơn nữa, ở trên núi Viễn Diệt này vẫn luôn lưu truyền một cái truyền thuyết, khi 8 viên thần châu tập trung lại là có thể mở ra phong ấn của tinh vực Viễn Diệt. Đáng tiếc là 7 đại gia tộc đạt được 7 viên thần châu, duy chỉ có viên thần châu thứ 8 Phong Nguyên Chi Châu thì vẫn luôn không có người tìm thấy. Trước đó, Đoan Mục Phong sở dĩ bị cường giả Cơ Ra truy sát cũng là bởi vì hắn đạt được viên thần châu thứ 8 Phong Nguyên Chi Châu kia, chỉ có điều bây giờ lại rơi vào trong tay của Diệp Trần. Cường giả của 7 tộc thấy Diệp Trần bỗng nhiên bật cười thì lập tức thi nhau ngạc nhiên một lúc, hiển nhiên không biết là Diệp Trần đang cười vì cái gì. Tiểu tử này chẳng lẽ bị hóa điên rồi sao? Sắp chết đến nơi rồi thế mà còn cười ra sảng khoái như vậy. 7 viên thần châu kết hợp, ta cũng không tin lần này hắn còn có thể sống. Người cầm lái của 7 đại gia tộc vừa kêu gào đồng thời đã đối với Diệp Trần hiện lên chiều hướng vây quanh. Phải biết, tuy rằng gia chủ 6 đại gia tộc khác thực lực không bằng lão tổ Cơ Gia, nhưng chít ít thì cũng đều là cường giả độ kiếp hậu kỳ. Lão thêm lão tổ Cơ Gia vị cường giả cấp chuẩn đại đế này cấp nửa bước đại đế, hơn nữa 7 người này mỗi người còn có một cái hỗn độn linh bảo, cho dù là thật đối mặt với cường giả cấp đại đế cũng có sức đánh một trận, không cần phải nói lời vô nghĩa với tên tiểu tử này. Chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Lão tổ Cơ Gia hét lớn một tiếng, thúc giục Quang Nguyên Chi Châu trong tay đối với Diệp Trần xuất thủ trước. Quang Nguyên Chi Châu mang theo lực lượng hỗn độn vô cùng to lớn hướng về phía Diệp Trần nổ bắn mà tới, mà 6 gia chủ của 6 đại gia tộc còn lại cũng theo đó mà thi nhau hướng về phía trước. Oanh, 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 lục đại nguyên châu còn lại cũng thi nhau được gọi ra hướng về phía Diệp Trần mà công kích tới. 7 đại cường giả đỉnh cấp vận dụng 7 viên hỗn độn linh bảo, trong nháy mắt phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần, giống như ngưng kết thời gian lại, phong ấn lại không gian, để Diệp Trần muốn tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì. Hỗn Thế Ma Viên ở phía dưới thấy thế, không nhịn được muốn xông lên phía trước giúp một tay thì lại bị Cửu U Thôn Thiên Mãng ở một bên kéo lại. Lão Vượn, ngươi bình tĩnh một chút, loại chiến đấu cấp bậc này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay vào, ngươi và ta bây giờ mà đi lên, chẳng những không giúp đỡ được gì, còn sợ sẽ làm vướng víu cho tôn thượng. Hỗn Thế Ma Viên nghe được điều này thì lập tức vừa tức vừa gấp, song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, cuối cùng vẫn là nhịn được. Cửu U Thôn Thiên Mãng nói không sai, 7 đại cường giả đỉnh cấp tăng thêm 7 viên hỗn độn linh bảo, một kích hợp lực của đội hình cường đại như thế, đã có thể so với cường giả cấp đại đế, xa xa không phải thực lực ở cấp độ như bọn họ có thể nhúng tay. Hi Nguyệt thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch từ lâu, thân thể mềm mại lại phải lung lay như thể sắp đổ, tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Ầm ầm, một kích hợp lực của 7 đại cường giả đỉnh cấp, 7 cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, toàn bộ tập trung vào trên người Diệp Trần, lập tức phát ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói, xen lẫn tiếng vỡ vụn của thời không, vang vọng thật lâu không thôi. 7 cỗ lực lượng hỗn độn minh mông kia, sau khi tập trung vào một chỗ, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, như thể rơi xuống vực thẳm vô biên, thiên địa đang thay đổi, dường như đã mất đi khả năng khống chế, ngay cả lực lượng pháp tắc dường như cũng đang vỡ tan một cách nhanh chóng. Lực lượng này thật là khủng khiếp, một kích hợp lực của 7 đại thần châu vậy mà cường đại đến tình trạng này, tiểu tử kia lần này chắc chắn phải chết. Cường giả của 7 đại gia tộc còn lại sớm đã lùi ra ngoài hơn ngàn dặm, nhìn qua cảnh tượng một kích hợp lực cường đại của 7 đại cường giả đánh nát bấy không gian mà thi nhau kinh hô cảm khái, mà đám người Hi Nguyệt ở phía dưới thì mọi người đều có vẻ mặt trắng bệch, nhất là Hi Nguyệt, mặt nghiệt ra như mất sổ gạo, nhưng đôi mắt đẹp vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hào quang óng ánh ở trên trời cao, hy vọng lại có thể có kỳ tích xảy ra. Tuy nhiên đợi một lúc lâu, cái gì cũng không thấy xảy ra, thậm chí cũng đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng được khí tức của Diệp Trần. Trần, ngươi thật sự cứ bỏ ta ở lại như vậy sao? Trên mặt Hi Nguyệt trắng bệch không chút máu, thân thể lay động một lúc, như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống đất, ngay vào lúc trong Tuyệt Ảnh Cốc là một mảnh tuyệt vọng, lúc cường giả của 7 tộc vô cùng phấn chấn. Ầm ầm, từ bên trong đoàn hào quang sáng chói thật lâu vẫn chưa tán đi kia, đột nhiên có một tấm bia đá khổng lồ màu xám bay ra, hướng một tên cường giả bên trong 7 đại cường giả hung hăng đập xuống. Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia thế mà không chết. Mọi người bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hoàn toàn sợ ngây người, thi nhau kinh hô lên, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, 7 đại cường giả đỉnh cấp sử dụng 7 kiện hỗn độn linh bảo cùng nhau hợp kích, thế mà vẫn như cũ không thể giết chết Diệp Trần. Chẳng lẽ tiểu tử này đã trở thành cường giả cấp đại đế rồi hay sao? Bọn họ lại làm sao biết được rằng Diệp Trần bây giờ đã lĩnh hội vĩnh hằng, có thể siêu thoát ra khỏi pháp tắc bất cứ lúc nào, ngay cả cường giả cấp đại đế cũng không ở trong thế giới của hắn thì cũng tuyệt đối không làm gì được Diệp Trần. Mà vị cường giả bị hỗn độn huyễn diệt bia công kích, sau khi phản ứng lại đã né tránh không kịp, lập tức gầm nhẹ một tiếng, lập tức giơ nguyên châu trong tay lên để ngăn cản. Người này chính là Đoan Mộc Thọ, gia chủ của Đoan Mộc gia, gọi ra thì chính là Mộc Nguyên Chi Châu. Tuy rằng Mộc Nguyên Chi Châu này cũng là hỗn độn linh bảo, nhưng dù sao chỉ là 1/8 của hỗn độn nguyên châu, so với hỗn độn huyễn diệt bia kia thì căn bản không có cùng một cái cấp bậc. Hơn nữa sau khi Diệp Trần bước vào pháp tắc thì đột nhiên tập kích, Đoan Mộc Thọ căn bản cũng không kịp phản ứng. Ầm ầm, dưới áp lực của hỗn độn huyễn diệt bia lập tức áp chế mũi nhọn của Mộc Nguyên Chi Châu xuống, sau đó thì hung hăng đập vào trên người của Đoan Mộc Thọ. Bành, Đoan Mộc Thọ ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người đã bị Diệp Trần nện cho ngay lập tức nổ tung. Mộc Nguyên Chi Châu thu ở trong nháy mắt, sau khi giết chết Đoan Mộc Thọ chỉ trong nháy mắt, Mộc Nguyên Chi Châu trước tiên cũng bị Diệp Trần bỏ vào trong túi, sau đó thì hướng 6 đại cường giả khác đột kích mà đi. Diệp Trần thừa dịp mấy đại cường giả còn lại còn chưa có hoàn toàn phải ứng lại thì lập tức lại ra liên tiếp 3 đòn. Bành, 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 ngay lập tức lại có 3 tên gia chủ bị Diệp Trần hùng hỗn độn huyễn diệt biên nện cho nổ tung. Thủy Nguyên Chi Châu, Hỏa Nguyên Chi Châu, Thổ Nguyên Chi Châu, chẳng mấy chốc lại có 3 viên nguyên châu rơi vào trong tay của Diệp Trần.
Đến tận đây, 8 viên Nguyên Châu thì đã có 5 viên được Diệp Trần bỏ vào trong túi của mình. Tiền bối bất giận, ta chính là bị lão thất phu của Cơ gia ép buộc, cũng không phải cố ý là địch với tiền bối, cầu ngài. Sau khi gia chủ của Hiên Viên gia phản ứng lại thì vừa nhanh chóng chạy như điên, vừa ngoái đầu hướng Diệp Trần đang đuổi theo ở phía sau mà điên cuồng hò hét, cố gắng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc không đợi hắn nói xong thì đã bị Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia kia hung hăng đập xuống không lưu tình một chút nào. Gia chủ Hiên Viên gia này so với những gia chủ của những gia tộc trước đó thì có tu vi mạnh hơn rất nhiều. Một kích của Diệp Trần vậy mà chưa thể đập chết hắn, tuy nhiên ngay sau đó lại bổ sung thêm một nhát, gia chủ Hiên Viên gia cuối cùng vẫn là không thể gánh vác, bị Diệp Trần dùng bia lớn nện thẳng vào mà nổ tung lên, Kim Nguyên Chi Châu, viên Nguyên Châu thứ 6 vào tay. Diệp Trần lại thừa thế xông lên hướng gia chủ Văn Nhân gia kia, "Diệp tiền bối, trước đó là vãn bối có mắt không chồng, khẩn cầu ngài tha ta một mạng. Văn Nhân gia chúng ta nguyện ý quy thuận Diệp tiền bối vĩnh viễn." Gia chủ Văn Nhân gia đã chạy như điên ra tới bên ngoài được mấy vạn dặm, nhìn thấy Diệp Trần hướng hắn mà truy sát tới thì lập tức dọa đến hồn vía như muốn lên mây, lập tức cũng hò hét lớn lên, "Hừ!" Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm chút nào, không có mở miệng trả lời. Gia chủ Văn Nhân gia lập tức cuống lên, lập tức hô to lần nữa, "Cháu cái của vãn bối là Văn Nhân Nguyệt, chính là mỹ nữ đệ nhất trên núi Huyễn Diệt, chỉ cần Diệp tiền bối chịu tha cho ta một mạng, ta bằng lòng tôn nữ kia của ta cho Diệp tiền bối." Vị gia chủ Văn Nhân gia này hiển nhiên là nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần đối đãi với Hi Nguyệt, còn tưởng là Diệp Trần ham mê sắc đẹp cho nên ngay cả cháu gái của mình cũng hiến đi ra. Đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ tới một chút, lấy cảnh giới và tâm trí của Diệp Trần bây giờ, chỉ là sắc đẹp thì làm sao có khả năng hấp dẫn được hắn. Chết đi, Diệp Trần thi triển ra thời không pháp tắc, trong nháy mắt đã đuổi kịp gia chủ Văn Nhân gia, lại vung Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lên lần nữa, dùng ra một chiêu mà trước đó Hỗn Độn Thú đã truyền cho hắn. Bành, chỉ cần một kích, vị gia chủ Văn Nhân gia kia đã chết thảm ở dưới Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia. Luân Nguyên Chi Châu thu. Sau khi viên Nguyên Châu thứ 7 rơi vào tay, trong tay Diệp Trần bây giờ chỉ còn lại có viên Quang Nguyên Chi Châu trong tay lão tổ Cơ gia kia mà thôi. Diệp Trần trước sau giết chết 6 đại cường giả dùng chính là thủ đoạn lôi đình, chẳng qua chỉ là một cái vung tay, ngay cả một phút cũng không dùng đến, mà ngay ở bên trong mấy chục giây ngắn ngủi này, lão tổ Cơ gia thế mà đã trốn không thấy tăm hơi đâu. Tuy nhiên, lấy sự mạnh mẽ của thần niệm Diệp Trần bây giờ, trong nháy mắt đã có thể bao trùm mấy trăm vạn dặm xung quanh, chẳng mấy chốc thì đã tìm được tung tích của lão tổ Cơ gia, thế mà cũng đã bay ra khỏi núi Huyễn Diệt. Lão già này chạy thì ngược lại là rất nhanh, Diệp Trần đối với tốc độ kinh người của lão tổ Cơ gia thì có hơi chút kinh ngạc, lúc này dùng toàn lực để đuổi theo tới, mà một số cường giả của 6 tộc chạy trốn khắp nơi để Diệp Trần gặp được ở ven đường đi, cũng bị Diệp Trần thuận tay giết chết. Trải qua trận này, đoán sơ qua một chút thì cường giả cảnh giới độ kiếp hóa thần trên toàn bộ núi Huyễn Diệt, ít nhất thì cũng phải mất đi hơn nửa. Về phần tu sĩ cảnh giới hợp đạo, thậm chí cảnh giới phản hư càng là tử thương vô số kẻ, ở trên mặt đất la hét thảm thiết khắp nơi, cả ngọn núi Huyễn Diệt lớn như vậy, gặp phải một trận hạo kiếp trước nay chưa từng có. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần thúc giục toàn lực khởi động thời không pháp tắc, tốc độ tiếp cận với tốc độ của ánh sáng, đảo mắt cũng đã bay ra khỏi núi Huyễn Diệt, bước vào bên trong hư không vô tận kia. Thế nhưng là để cho Diệp Trần hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, khoảng cách giữa hắn và lão tổ Cơ gia kia thế mà đang dần dần bị kéo ra xa. Nói cách khác, tốc độ di chuyển của lão tổ Cơ gia kia còn cao hơn cả Diệp Trần, chuyện này làm sao có thể? Ở bên trong thế giới pháp tắc, tốc độ của vật thể tuyệt đối không cách nào vượt qua tốc độ của ánh sáng, bằng không thời không sẽ sụp đổ, mọi thứ không còn tồn tại, tốc độ của ta đã tiếp cận tới tốc độ của ánh sáng, vậy mà tốc độ của lão tổ Cơ gia kia còn nhanh hơn cả ta, chẳng lẽ hắn vậy mà có thể vượt qua tốc độ của ánh sáng hay sao? Lại hay là bởi vì trong tay của hắn có Quang Nguyên Chi Châu. Diệp Trần âm thầm buồn bực nhưng cũng chỉ có thể ra sức đuổi theo, bây giờ 8 viên Nguyên Châu hắn đã có được viên thứ 7. Chỉ còn thiếu viên Quang Nguyên Chi Châu cuối cùng này, việc liên quan tới có thể thoát ra khỏi tinh vực Huyễn Diệt này hay không, hắn tự nhiên không thể từ bỏ. Chẳng mấy chốc, sau khi Diệp Trần đi ra vòng ngoài của bích chứng linh lực, Diệp Trần đã bước vào trong khu vực hố đen một lần nữa. Vừa tiến vào khu vực hố đen, Diệp Trần lập tức cảm thấy đằng sau truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, muốn kéo hắn trở về, tốc độ cả người cũng lập tức giảm xuống. Cũng may tốc độ của lão tổ Cơ gia ở phía trước cũng theo đó mà giảm đi, nhưng vẫn như cũ còn nhanh hơn Diệp Trần. Lão gia hỏa kia chắc là dùng lực lượng trong Quang Nguyên Chi Châu kia rồi, cho nên tốc độ mới có thể nhanh hơn ngươi được. Ngươi có thể dùng Phong Nguyên Chi Châu và Luân Nguyên Chi Châu cùng một lúc gia trì vào trên người của ngươi thử một lần. Ngay vào lúc Diệp Trần có chút buồn bực thì khí linh của Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia bỗng nhiên nhắc nhở với Diệp Trần một câu. Diệp Trần lập tức lấy Phong Nguyên Chi Châu và Luân Nguyên Chi Châu ra, rót chân nguyên vào và gia trì ở trên người. Sư, tốc độ của Diệp Trần lập tức tăng vọt, mơ hồ đã vượt qua tốc độ của ánh sáng, khoảng cách giữa hắn và lão tổ Cơ gia cuối cùng cũng bắt đầu dần dần được thu hẹp. Sau khi hai người càng thâm nhập vào trong hố đen thì tốc độ của cả hai người cũng càng ngày càng chậm, thẳng đến hấp lực cường đại đã để cho bọn họ gần như không cách nào tiến lên. Diệp Trần cuối cùng cũng đuổi kịp lão tổ Cơ gia kia. Các hạ cứ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như vậy hay sao? Lão tổ Cơ gia nhìn thấy Diệp Trần đuổi theo thì lập tức vẻ mặt trở nên tái mét, thực lực của Diệp Trần cường đại, vượt xa dự đoán của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cường giả liên hợp cường giả của 7 đại gia tộc và kết hợp 7 viên thần châu, vậy mà vẫn như cũ thua ở dưới tay Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, nếu ngươi không có gây rắc rối cho ta, ta vốn cũng không muốn động tới ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi gieo gió gặt bão. Trong khi nói chuyện, Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia đã được gọi ra lần nữa, lại muốn hướng lão tổ Cơ gia hung hăng đập xuống một lần nữa. Lão tổ Cơ gia thấy thế thì bên trong đôi mắt lập tức lóe lên vẻ điên cuồng, tiểu tử, đây là ngươi ép ta, quang minh hiến tế. Sau khi lão tổ Cơ gia quát lớn một tiếng, trên dưới quanh người hắn lập tức bộc phát ra một đạo ánh sáng màu trắng vô cùng sáng chói, chiếu rọi hố đen vô tận xung quanh, như thể là mặt trời ban trưa, ý trời không có gì làm không được, mời tiếp nhận hiến tế thành kính nhất của ta. Trừng phạt nhân loại đối địch với ngài đi. Sau khi lão tổ Cơ gia ngâm sướng một lúc, không gian hố đen ở xung quanh, thậm chí toàn bộ tinh vực Huyễn Diệt, dường như tất cả đều bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng to lớn bỗng nhiên rót vào trong cơ thể của lão tổ Cơ gia,
làm khí tức của hắn trong nháy mắt xảy ra biến chất, giống như là hoàn toàn biến thành một người khác. Không được, khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia lập tức kinh hô một tiếng, giọng nói lại truyền vào trong đầu Diệp Trần một lần nữa. Không nghĩ tới, cái tên này ở bên trong Quang Nguyên Chi Châu tìm hiểu được gia thuật Quang Minh Hiến Tế, hơn nữa thế mà câu thông tới thiên ý của tinh vực huyễn diệt. Diệp Trần lập tức kinh ngạc, trong lòng nhảy lên sóng to gió lớn, đồng thời vừa nghi hoặc không hiểu, một tinh vực cũng có thiên ý. Khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia buồn bã nói, mảnh tinh vực này bị phong ấn gần 100 cái kỷ nguyên, hơn nữa hoàn toàn ngăn cách với tu chân giả, đản sinh ra thiên ý của mình cũng không hiếm lạ, giống với những thế giới nhỏ kia, sau khi trải qua thời gian nhất định thì sẽ đản sinh ra thiên ý. Tiểu bối, tuy rằng thiên ý của mảnh tinh vực này xa xa không cách nào đánh đồng với thiên ý của những thế giới nhỏ kia, nhưng là ở trong phạm vi tinh vực này, chính là tồn tại vô địch tuyệt đối, ngươi lần này sợ là có rắc rối. Giọng nói của hỗn độn huyễn diệt bia vừa mới rơi xuống bên trong thức hải của Diệp Trần, lão tổ Cơ Gia kia gánh chịu thiên ý của tinh vực huyễn diệt, và lúc này giống như là chúa tể thế gian, cúi đầu nhìn xuống Diệp Trần giống như nhìn xuống một con kiến hôi. Tiểu tử, lão phu vốn không muốn đi tới bước này, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ngươi không cho lão phu một con đường sống. Hiện tại lão phu hiến tế tính mạng của mình cho thiên ý của mảnh tinh vực này, chính là vì để đồng quy vu tận với ngươi. Lão tổ Cơ Gia nói xong lời này thì bên trong đôi mắt hiện ra lửa giận nồng đậm, đồng thời giơ bàn tay lên hướng về phía Diệp Trần hung hăng đập xuống. Ầm ầm, một trường này nhìn như bình thường, nhưng là lực lượng bao hàm trong đó quả thực sâu không lường được. Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy, một trường này phảng phất như là cả ngọn núi huyễn diệt hướng chính mình đập xuống, như thể chính mình đang chống lại với toàn bộ thế giới. Vĩnh hằng chi thể, Diệp Trần vừa nhanh chóng lùi lại, đồng thời trước tiên phải nhảy ra khỏi pháp tắc, đến tránh né một kích vô cùng cường đại này. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần phát hiện một chiêu chính mình đứng ở thế bất bại này vào lúc này thế mà hoàn toàn mất linh. Sao lại thế? Ta thế mà không cách nào nhảy ra khỏi pháp tắc. Đến lúc này, Diệp Trần lập tức bắt đầu có chút luống cuống. Vĩnh hằng chi thể, bây giờ là con át chủ bài mạnh nhất của hắn, thế nhưng giờ lại đột nhiên lại mất đi hiệu lực. Sự đả kích này đối với Diệp Trần mà nói thì thực sự là quá lớn. Vô dụng, ở bên trong tinh vực này, thiên ý là chúa tể tuyệt đối, thân ngươi ở trong đó thì bị nó dùng pháp tắc tới hạn chế. Trừ khi ngươi có thể phá vỡ tinh vực này, khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia mở miệng giải thích nguyên nhân ở trong đó cho Diệp Trần nghe. Cái này, Diệp Trần nghe xong lời này thì lập tức cảm thấy nguy cơ lớn từ trước tới nay chưa từng có. Mắt thấy một trường của đối phương đã đập xuống, Diệp Trần đã không còn có kế nào có thể dùng, đành phải trước tiên gọi Thôn Thiên Đỉnh ra trước tiên muốn ngăn cản một lát. Bành, Thôn Thiên Đỉnh đã bước vào cấp bậc chuẩn thần khí, ở dưới một trường khổng lồ của đối phương, thậm chí ngay cả một phần vạn giây cũng không chịu nổi, ngay lập tức bị đánh nổ, trong nháy mắt hóa thành một đống phế thải, mà Diệp Trần cũng rơi vào lực lượng phản phệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng không thể không tuyệt vọng một trận, đành phải lấy hỗn độn huyễn diệt bia ra, toàn lực đi lên ngăn cản. Oanh, hỗn độn huyễn diệt bia dù sao cũng là tồn tại đỉnh cấp bên trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo, cuối cùng vẫn là thay Diệp Trần chặn lại một chưởng. Tuy nhiên ánh sáng trên tấm bia đá này lập tức ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên cũng nhận lấy một lực tác động rất lớn, mà Diệp Trần thì lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, khí tức cả người cũng đê mê đi rất nhiều. Một kích ngưng tụ lực lượng của toàn bộ tinh vực thì cho dù là hỗn độn huyễn diệt bia ngăn cản cũng có chút miễn cưỡng. Sao lại thế? Ngươi vậy mà chặn lại công kích của thiên ý, điều này sao có thể? Lão tổ Cơ Gia thấy Diệp Trần thế mà không chết, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết, bây giờ hắn hiến tế chính mình cho thiên ý của mảnh tinh vực thế giới này, hắn bây giờ chính là chúa tể tuyệt đối của thế giới này, hắn chính là thiên, hắn có thể điều động toàn bộ sức mạnh của tinh vực huyễn diệt đi tới đối phó Diệp Trần. Hắn vốn cho rằng đến trình độ này, giết chết Diệp Trần hẳn là một cái chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà có thể ngăn cản một kích của thiên ý, đây quả thực là thực sự muốn nghịch thiên a. Lão phu hiến tế thiên ý, hẳn là có thể vận dụng 3 lần thiên ý công kích, ta còn cũng không tin, ngươi chẳng lẽ có thể ngăn cản được 3 lần công kích của thiên ý sao? Lão tổ Cơ Gia gầm nhẹ một tiếng, lại giơ cánh tay lên một lần nữa, toàn bộ lực lượng của mảnh tinh vực này lại tập trung vào trên cơ thể của lão tổ Cơ Gia một lần nữa, sau đó lại hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống. Hơn nữa, lực lượng của một trường này dường như so với một trường trước đó còn cường đại hơn. Lúc này Diệp Trần đã bị thương không nhẹ, thế nhưng phải đối mặt với một kích này của thiên ý, Diệp Trần chỉ có thể cắn răng kiên trì, lại tế ra hỗn độn huyễn diệt bia đi lên ngăn cản. Oanh long 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 long, làn này Diệp Trần ngay cả người lẫn bia trực tiếp bị một tát này của đối phương đập bay ra ngoài. Không chỉ Diệp Trần trong nháy mắt biến thành một người đầy máu, toàn thân máu thịt be bét, mà ngay cả hỗn độn huyễn diệt bia vậy mà cũng xuất hiện một đạo vết rách nhỏ xíu. Cùng lúc đó, hỗn độn thú bị phong ấn ở bên trong hỗn độn huyễn diệt bia dường như cũng phát giác được cơ hội để lợi dụng, thế là cũng ở thời điểm này bắt đầu ngo ngoa muốn động, muốn xông pháp phong ấn mà ra. Tiểu bối, nếu như tên kia lại tới một lần nữa thì ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Giọng nói của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia lại vang lên trong thức hải Diệp Trần một lần nữa. Tuy nhiên, giọng nói của khí linh vừa mới rơi xuống, lão tổ Cơ Gia kia đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần một lần nữa, tức hổn hển giống lên. Tiểu tử, lão phu cũng không tin, ngươi thật đúng là có thể nghịch thiên được hay sao? Ầm ầm, một kích của thiên ý lại giáng xuống một lần nữa. Xong, Diệp Trần thấy cảnh này thì lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, hắn mượn nhờ lực lượng của hỗn độn huyễn diệt bia, có thể liên tiếp ngăn cản 2 lần thiên ý công kích thì đã rất khó được, bây giờ đã đến cực hạn, thật muốn nghịch thiên, cuối cùng chỉ là vọng tưởng, chết đi. Lão tổ Cơ Gia liên tiếp phát động 2 lần thiên ý công kích, bây giờ cũng đã đến cực hạn, hắn hiến tất cả bản thân mình cho thiên ý của mảnh tinh vực này, cũng chỉ có thể đổi lấy 3 lần thiên ý công kích mà thôi. Theo lý thuyết, dưới công kích của thiên ý thì bất kỳ sự vật gì đều bị loại bỏ, Diệp Trần thế mà có thể ngăn được 2 lần công kích liên tiếp của thiên ý mà không chết, thì đây thật làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho nên một kích cuối cùng hắn chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại, bằng không việc hắn hiến tế thật đúng là không có bất kỳ một chút ý nghĩa nào. Ầm ầm, mắt thấy đạo công kích thứ 3 của thiên ý sắp rơi xuống, Diệp Trần thậm chí cũng đã chuẩn bị từ bỏ chống lại, đến bảo toàn hỗn độn huyễn diệt bia. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, toàn bộ tinh vực huyễn diệt không biết bởi vì nguyên nhân gì mà đột nhiên hung hăng chấn động một cái,
dường như bị một cỗ lực lượng vô cùng to lớn cao ngạo va chạm vào. Bạch, bởi vì biến cố bất ngờ này, thiên ý của tinh vực Huyễn Diệt theo bản năng phải phòng ngự loại lực lượng tập kích này, thế là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ khỏi trong thân thể của lão tổ Cơ Gia. Không, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng còn có một cơ hội công kích thiên ý nữa, tại sao có thể như vậy? Làm sao? Sau khi lực lượng trong cơ thể của lão tổ Cơ Gia bị rút sạch, cả người bắt đầu khô héo một cách nhanh chóng, trở nên nhàn nhạt. Cuối cùng, bởi vì hiến tế lúc trước, cả người tính cả thần hồn đều hoàn toàn dung nhập vào trong hố đen. Ngay cả Diệp Trần sống sót sau tai nạn cũng phải sửng sốt một lúc lâu, còn chưa kịp hiểu chuyện này là xảy ra như thế nào. Mắt thấy một giây trước hắn sẽ bị công kích của thiên ý giết chết, ngay một giây sau công kích của thiên ý đột nhiên tan biến, lão tổ Cơ Gia cũng chết đi như vậy. Chắc là người bên ngoài muốn phá vỡ phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt, cho nên mới sẽ rời đi lực chú ý của thiên ý, để chúng ta may mắn thoát chết. Hỗn độn Huyễn Diệt bia cũng đồng dạng tránh được một kiếp, mở miệng nói ra phân tích của mình. Diệp Trần không thể không sững sờ, sau đó trong đầu lập tức hiện ra một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ đám người Vân Thương Sinh ở bên ngoài muốn mở phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt ra, ngược lại gián tiếp đã cứu tính mạng của ta? Cùng lúc đó, bên ngoài tinh vực Huyễn Diệt, Vân Thương Sinh và các cường giả của Bát Đại Tiên Môn vào lúc này vẫn ở trước màn ánh sáng kia. Tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài tinh vực Huyễn Diệt rất chậm chạp, bên trong đi qua mấy tháng mà bên ngoài thì chẳng qua chỉ đi qua mấy ngày mà thôi. Ở trong khoảng thời gian mấy ngày này, Vân Thương Sinh đã thành công dung hợp hai đại hỗn độn linh bảo Trường Sinh Thần Kiếm và Diệt Thế Ma Đạo làm thành một thể, hóa thành một kiện hỗn độn linh bảo đỉnh cấp không thua kém hỗn độn Huyễn Diệt bia một chút nào, tên là Sinh Diệt Chi Nhận. Sau khi nắm giữ được hỗn độn linh bảo đỉnh cấp này, thực lực của Vân Thương Sinh đột nhiên tăng mạnh, thế là muốn dùng pháp bảo này phá vỡ phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt. Chỉ có điều hắn nhìn tính vạn tính thế nào cũng không có nghĩ tới, công kích mà hắn vừa mới dùng Sinh Diệt Chi Nhận đánh ra, lại ở trong vô ý ngược lại cứu Diệp Trần một mạng. Nếu như việc này mà để cho hắn biết được, chỉ sợ không phải tức giận đến thổ huyết thì mới là lạ. Vân Thương Sinh gọi Sinh Diệt Chi Nhận ra, sau khi công kích liên tiếp mấy trăm lần nhưng lại không thể phá vỡ phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt. Tại sao có thể như vậy? Căn cứ theo ghi chép trong cổ tịch, Sinh Diệt Chi Nhận có thể phá vạn pháp trên thế gian, thế mà không phá nổi phong ấn của mảnh tinh vực này. Sau khi công kích mấy trăm lần không có kết quả, Vân Thương Sinh cho mày, không thể không tự lẩm bẩm, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng khó hiểu. Vân tông chủ, xem ra việc này đã không thể làm được a, đã không cách nào phá mở phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt, ta nghĩ các vị ai cũng không dám mạo hiểm tiến vào bên trong a. Xem ra tiểu tử kia chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Chu Thánh đại trưởng lão của Kình Thương Tông ung dung mở miệng thở dài. Sau khi Chu Thánh nói ra lời này thì lập tức đạt được các cường giả khác tán thành. Không sai, phàm là người nào tiến vào bên trong cái tinh vực Huyễn Diệt này, cho tới bây giờ còn chưa có ai có thể ở bên trong đó đi ra. Tiểu tử kia nói không chừng đã chết ở bên trong đó. Chúng ta chờ đợi ở chỗ này chẳng qua cũng chỉ là phí thời gian mà thôi. Đã không cách nào mở ra được phong ấn, vậy cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi a. Thấy các cường giả đều có ý lui, Vân Thương Sinh cũng không thể không cho mày lại, trên mặt ít nhiều hiện lên vẻ không cam lòng. 3 ngày, các vị lại cho ta khoảng thời gian 3 ngày, nếu như ta vẫn không thể nào phá mở phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt, vậy chuyện này coi như thôi. Như thế nào? Các cường giả thấy Vân Thương Sinh cũng đã nói tới mức này rồi thì sau khi liếc nhau một cái cũng thi nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên, ngay vào lúc Vân Thương Sinh chuẩn bị tiếp tục đi nghiên cứu làm sao để có thể phá giải được phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt, cái màn sáng to lớn mà thần bí ở phía trước kia lập tức bắt đầu đung đưa kịch liệt, mà dường như làm cho người ta có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này, tình huống này là như thế nào? Vân Thương Sinh thấy cảnh này thì lập tức cảm thấy choáng váng, lúc trước hắn dùng Sinh Diệt Chi Nhận thử qua vô số lần đều không thể phá vỡ lực lượng phong ấn kia, bây giờ hắn còn chưa có xuất thủ thì lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Các cường giả còn lại của Bát Đại Tiên Môn cũng là trợn mắt há hốc mồm, mà đám người Vân Thương Sinh cũng không biết, vào lúc này ở bên trong tinh vực Huyễn Diệt, sau khi lão tổ Cơ Gia thân tử đạo tiêu, pháp bảo của hắn tự nhiên để lại rơi xuống, sau khi Diệp Trần tìm ra được viên Quang Nguyên Chi Châu kia thì 8 viên Nguyên Châu cũng đã được tập trung đầy đủ. Diệp Trần dựa theo nguyên lý sinh khắc chế hóa, cuối cùng hội tụ 8 viên nguyên châu có thuộc tính khác nhau này lại với nhau, 8 viên nguyên châu có sắc thái khác nhau cuối cùng ngưng tụ làm một thể, hóa thành một viên nguyên châu không mài, tản ra nhàn nhạt ánh sáng thần bí. Đây chính là hỗn độn nguyên châu thực sự, là hỗn độn linh bảo đỉnh cấp chân chính. Diệp Trần có thể cảm ứng được, viên châu này trong suốt không dễ thấy, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ khó mà hình dung, cường đại đến đủ để hơn cả hủy thiên diệt địa. Hỗn độn nguyên châu, phá vỡ phong ấn cho ta đi. Sau khi Diệp Trần rót chân nguyên của bản thân mình vào hỗn độn nguyên châu, sau đó thì hướng bên trong bóng tối vô tận kia bỗng nhiên đẩy một cái, răng rắc, phía trước bên trong một mảnh hư không đen như mực kia đột nhiên hiện ra một đạo điện quang, giống như sét đánh ra chớp giật, sau đó, ở bên trong bóng tối vô tận kia xuất hiện một con đường ánh sáng, thật phá vỡ rồi. Diệp Trần hết sức vui mừng, mặc dù không có phá giải hoàn toàn phong ấn của tinh vực Huyễn Diệt, nhưng ít ra đã đả thông một cái thông đạo. Vui mừng qua đi, Diệp Trần dọc theo con đường ánh sáng kia chậm rãi bước ra ngoài. Mà lúc này, các cường giả của Bát Đại Tiên Môn đứng ở bên ngoài quan sát, bên trong màn sáng to lớn mà thần bí kia đột nhiên đã nứt ra một cái khe mở. Sau đó một bóng người từ bên trong đó chậm rãi đi ra, là tiểu tử họ Diệp kia, hắn thế mà không có chết, hơn nữa vậy mà có thể từ bên trong tinh vực Huyễn Diệt đi ra, hắn là làm được như thế nào? Trên người tiểu tử này thực sự có quá nhiều bí mật, trước tiên bắt hắn lại rồi từ từ tra hỏi hắn. Diệp Trần vừa mới bước ra tới thì đã bị cường giả của Bát Đại Tiên Môn vây quanh, hơn 10 tên cường giả độ kiếp của Bát Đại Tiên Môn vây quanh Diệp Trần, thần uy như biển, khí thế phách lối, từng đạo khí tức cường hãn thì nhau hướng về phía Diệp Trần mà gây áp lực tới. Tuy nhiên, Diệp Trần đối mặt với các cường giả của Bát Đại Tiên Môn thì lại một mặt hờ hững. Sau khi nhìn mọi người ở xung quanh một lần thì khóe miệng hiện ra một đường cong nhàn nhạt. Nếu như là trước khi tiến vào tinh vực Huyễn Diệt, những cường giả Bát Đại Tiên Môn này, bất kỳ một tên nào ở trong mắt hắn cũng đều là tồn tại khó có thể chống lại. Hắn lúc trước chính là bị những tên cường giả này mà buộc phải tiến vào tinh vực Huyễn Diệt, mà bây giờ, những người này ở trong mắt hắn lại sớm đã không đáng giá nhắc tới. Các cường giả của Bát Đại Tiên Môn hiển nhiên cũng đều hết sức kinh ngạc.
Ở dưới khí tức áp bách của những người như bọn họ, Diệp Trần thế mà còn giữ được bình tĩnh như thế. Lúc này mới trôi qua có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, vì sao thực lực của tên tiểu tử này lại có một loại cảm giác sâu không lường được tới như vậy? Chẳng lẽ hắn ở bên trong tinh vực huyễn diệt chiếm được kỳ ngộ gì sao? Khí tức này dường như đã bước vào cảnh giới độ kiếp a. Trong vòng vài ngày từ cảnh giới phản hư đột phá đến cảnh giới độ kiếp, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hừ, cho dù hắn đã bước vào được cảnh giới độ kiếp thì lại như thế nào? Những người như chúng ta cùng nhau thì chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Sau khi các cường giả thốt lên một tràng, Chu Thánh đại trưởng lão của Kình Thương Tông là người đối với Diệp Trần hận tới thấu xương, dẫn đầu ra tay với Diệp Trần. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ầm ầm, Chu Thánh hét lớn một tiếng, trên không trung hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, hướng Diệp Trần hung hăng chụp tới, trong nháy mắt rơi vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần ung dung thở dài một cái, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Chu Thánh một cái, trực tiếp cong ngón búng ra. Bành, bàn tay lớn màu vàng óng mà Chu Thánh thi triển ra còn chưa rơi vào trên người Diệp Trần thì đã bị một chỉ này của Diệp Trần phá vỡ một cách dễ dàng. Từng khúc nứt toác ra, ầm ầm, bành, một chỉ nhìn như rất bình thường này của Diệp Trần ở sau khi phá vỡ một trường của Chu Thánh vậy mà thế đi không giảm. Một lần hành động bắn nổ đầu Chu Thánh, cái gì? Các cường giả còn lại nhìn thấy cảnh này thì lập tức từng cái tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị chấn động. Bản thân Chu Thánh vốn là đại trưởng lão Kình Thương Tông, vô luận là thực lực hay là sự từng trải ở trong những người này thì cũng là tồn tại đỉnh cấp, bây giờ thế mà không thể địch nổi một chiêu của Diệp Trần. Kết quả này thực sự quá rung động, nằm ngoài vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, cho dù là ai cũng thật không ngờ, cảm thấy như thể là đang nằm mơ. Sau khi thân thể của Chu Thánh bị một chỉ của Diệp Trần làm cho nổ tung thì lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một sợi tàn hồn đã trốn thoát khỏi. Các vị, thực lực của tiểu tử này vượt xa độ kiếp sơ kỳ, hôm nay chúng ta nếu không thể cùng nhau giết chết người này thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của bát đại tiên môn chúng ta. Một sợi tàn hồn của Chu Thánh vừa hô to vừa nhanh chóng chạy trốn, lại có thần khí phòng ngự linh hồn, đáng tiếc vẫn là phải chết. Diệp Trần nhìn thấy nguyên thần của Chu Thánh trốn qua một kiếp, sau khi cảm thấy hơi ngoài ý định thì trực tiếp vẫy tay một chảo, một đạo trường ấn mờ nhạt từ bên trong hư không bay ra, một bắt thì đã bắt được sợi tàn hồn kia của Chu Thánh. Không muốn, không, bành, kèm theo đó là một tiếng giống không cam lòng của Chu Thánh. Một sợi tàn hồn hay còn gọi là sợi nguyên thần còn sót lại kia cũng đã bị tay của Diệp Trần bóp nát, hoàn toàn thần hồn câu diệt. T, các cường giả còn lại thấy cảnh này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người đều có vẻ mặt vô cùng khó tin, có ít người càng là hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhịn không được mà kinh hãi giống lên, làm sao có thể, trời ạ, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, rõ ràng hắn mới chỉ có cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, đại trưởng lão Chu Thánh thế nhưng là đã bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, là tồn tại mà lúc nào cũng có thể phải đứng trước thiên kiếp, thế mà bị một chiêu của hắn trong nháy mắt giết chết rồi. Ngay cả Vân Thương Sinh đã đạt được sinh diệt chi nhận, vốn cho là mình đã có thể vô địch trong tu chân giới, sau khi thấy cảnh này thì toàn thân cũng không thể không run rẩy lên một trận, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra bây giờ đã vượt qua hắn, thậm chí, cho dù trong tay hắn có hỗn độn linh bảo sinh diệt chi nhận này thì hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, tiểu tử này ở trong tinh vực huyễn diệt đến cùng đã trải qua cái gì a? Sau khi Vân Thương Sinh bình tĩnh lại thì trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm, chính như Chu Thánh nói, Diệp Trần vừa mới bước vào cảnh giới độ kiếp thì đã có được thực lực như thế, nếu như hôm nay không thể giết chết kẻ này thì sau này chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Các vị, xuất ra tất cả con át chủ bài của chính mình đi, cùng nhau xuất thủ đi. Vân Thương Sinh hét lớn một tiếng, đồng thời cũng lấy sinh diệt chi nhận ra, một cỗ khí tức hủy diệt nghịch thiên từ trên sinh diệt chi nhận phát ra, xông thẳng lên chính tầng trời cao. Các cường giả còn lại thấy Vân Thương Sinh xuất thủ thì tất cả lập tức chấn động tinh thần, lại dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa, cho dù thực lực của Diệp Trần nằm ngoài vượt xa dự đoán của bọn họ, thế nhưng là ở dưới sự phối hợp của những cường giả đỉnh cấp như bọn họ, chẳng lẽ còn không có lực đánh một trận? Mọi người đều ôm cái ý nghĩ này, thì nhau lấy ra pháp bảo của mình, từng đạo khí tức cường hoành bắt đầu tập trung lại một chỗ ở trên không trung, giống như có thể phá hủy tất cả, hướng về phía Diệp Trần mà đánh tới. Trên mặt Diệp Trần cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cánh tay ngay lập tức nhấc lên, ngay sau đó hỗn độn huyễn diệt bia đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần, lập tức nổi lên từng vòng ánh sáng, tạo thành một cái lồng ánh sáng rất lớn, bảo vệ Diệp Trần vào trong đó. Ầm ầm, cuộc tấn công chung của hơn 10 độ kiếp đế quân, đủ để phá hủy xung quanh vùng không gian này vô số lần. Tuy nhiên đối mặt với lồng phòng ngự mà hỗn độn huyễn diệt bia kia hình thành, nhưng thủy chung không cách nào đột phá vào trong được. Diệp Trần trong đám người, ngang nhiên mà đứng, giống như tảng đá vạn năm lù lù bất động. Cái gì? Các cường giả thấy cảnh này thì sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi lớn, nhất là Vân Thương Sinh kia thì càng là hai mắt trợn lên thật lớn, quả thực không thể tin được, chỉ dựa vào những người như các ngươi mà cũng muốn giết ta. Thực sự là nực cười, Diệp Trần cười lạnh, sau khi ngăn trở một kích chung của tất cả cường giả độ kiếp thì cầm lấy hỗn độn huyễn diệt, bia hướng hơn 10 tên cường giả độ kiếp đế quân kia hung hăng quét ngang mà đi qua, tất cả hãy chết đi cho ta, bành, 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 những nơi mà hỗn độn huyễn diệt bia đi qua, mấy tên độ kiếp đế quân vẫn còn trong lúc khiếp sợ trước đó, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng thì lập tức thi nhau bị bia đá đập nổ, hóa thành từng đám xương máu, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã hoàn toàn chết đi. Má ơi, chạy mau, đến lúc này, các cường giả của bát đại tiên môn cuối cùng mới phản ứng lại, biết được thực lực của Diệp Trần mạnh hơn nhiều so với những gì bọn hắn tưởng tượng thì từng tên đều hoàn toàn không có dũng khí chống lại, thi nhau quay người thì co cẳng là chạy, còn muốn chạy, Diệp Trần cầm hỗn độn huyễn diệt bia liền truy sát theo, bành, 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 mỗi lần bia đá rơi xuống thì sẽ có một tên độ kiếp đế quân bị Diệp Trần nện cho nổ tung. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 tên độ kiếp đế quân gần như đều đã mất mạng, duy chỉ còn lại một mình Vân Thương Sinh là chạy nhanh nhất, tuy nhiên chẳng mấy chốc thì cũng bị Diệp Trần đuổi theo. Hỗn độn linh bảo, hắn thế mà cũng có một cái hỗn độn linh bảo, hơn nữa dường như không kém hơn so với sinh diệt chi nhận của ta. Điều này sao có thể? Vân Thương Sinh cuồng hống trong lòng, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, trong tay Diệp Trần vậy mà cũng có hỗn độn linh bảo.
hơn nữa trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 tên độ kiếp đế quân, quả thực cường đại tới không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự hoảng sợ, Vân Thương Sinh mặc dù đã thúc giục tốc độ tới cực hạn, thế nhưng Diệp Trần ở đằng sau vẫn đang nhanh chóng tới gần. Chết đi, Diệp Trần đuổi theo đến đằng sau, lại nâng Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia trong tay lên một lần nữa, hướng Vân Thương Sinh hung hăng đập xuống dưới. Ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia phát ra uy năng ảnh hưởng thì đã trực tiếp trùng kích làm vỡ vụn một số tinh cầu nhỏ ở gần đây. Vào lúc này, Vân Thương Sinh lập tức cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn, thậm chí sinh ra một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua cảnh giới độ kiếp, đạt tới đại đế rồi hay sao? Thế nhưng là hắn rõ ràng còn chưa có vượt qua thiên kiếp a. Trong lòng Vân Thương Sinh lòi ra trăm mối nhưng vẫn không có cách giải. Đối mặt với một kích kinh khủng đến cực điểm này của Diệp Trần, chỉ có thể nâng Sinh Diệt Chi Nhận trong tay lên, toàn lực ngăn cản đi lên. Ầm ầm, Sinh Diệt Chi Nhận và Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia, hai đại đỉnh cấp hỗn độn linh bảo này, trong tinh không hung hăng va chạm vào nhau, hư không xung quanh lập tức vỡ nát hoàn toàn, đồng thời lực trùng kích to lớn lan tràn tác động đi khắp bốn phương tám hướng. Bành bành bành, ở nơi xa từng viên tinh cầu có thể so với mặt trời, ở dưới lực trùng kích to lớn cũng thi nhau sụp đổ xuống, một mảnh tinh vực nhỏ cũng bị hai người trực tiếp hủy đi. Phốc, sau khi Vân Thương Sinh điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì lập tức bay ngược ra đằng sau, trọn vẹn thối lui đến hơn ức vạn dặm, ở trong hư không lưu lại một đạo cầu vòng dài đỏ như máu. Vân Thương Sinh, Diệp Trần cũng không nghĩ tới, Vân Thương Sinh này thế mà ngăn trở được một kích của chính mình, đành phải vung Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lên truy sát tới lần nữa. Chẳng lẽ hôm nay lão phu thật phải chết ở nơi này sao? Ngay vào lúc Vân Thương Sinh tuyệt vọng một trận, ầm ầm, ở phía trên tinh không vô tận bỗng nhiên truyền đến một trận rung mạnh. Sau đó trên đỉnh đầu Diệp Trần, ở phía trên bên trong trăm vạn dặm tinh hà, thế mà tất cả đều bị lôi vân che đậy. Răng rắc, một đạo lôi điện kinh khủng dài mấy chục vạn mét từ trong lôi vân ở phía trên hung hăng bổ xuống Diệp Trần ở phía dưới, vừa vặn ngăn cản đường truy kích của Diệp Trần. Diệp Trần lập tức khẽ cho mày, lôi kiếp sao, không nghĩ tới thế mà lại tới vào lúc này. Hóa ra, Diệp Trần trước đó ở trong tinh vực huyễn diệt, đầu tiên là từ cảnh giới phản hư đột phá tới cảnh giới hợp đạo, sau đó lại từ cảnh giới hợp đạo đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Bởi vì trong tinh vực huyễn diệt có thể che giấu pháp tắc của thiên địa, cho nên đột phá hai đại cảnh giới liên tiếp hai lần đều không có đưa tới lôi kiếp, mà như thế, một lần nữa trở lại tu chân giới, Diệp Trần hiển nhiên đã bị thiên ý phát hiện, thế là lôi kiếp liền giáng xuống. Hơn nữa, hai lần lôi kiếp chồng lên nhau, lại thêm tu vi Diệp Trần vượt xa cảnh giới độ kiếp bình thường, lôi kiếp mà hắn đối mặt kinh khủng khác thường, đoán chừng đều nhanh muốn vượt qua cảnh giới độ kiếp đối mặt với thiên kiếp. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia trong tay lên, chặn lại đạo lôi kiếp kinh khủng kia. Tuy nhiên, Diệp Trần tuy rằng chặn lại lôi kiếp, nhưng cũng bởi vậy bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết chết Vân Thương Sinh. Thiên cũng giúp ta. Vân Thương Sinh kia vốn đã phải tuyệt vọng khi thấy cảnh này thì lập tức cuồng hỉ không thôi, thừa dịp lúc Diệp Trần ngăn cản lôi kiếp, cả người vội vàng thúc giục pháp bảo không gian nhanh chóng chạy đi, chớp mắt cái thì đã vượt qua hơn 10 cái tinh vực. Răng rắc, không đợi Diệp Trần tiếp tục truy kích thì đạo lôi kiếp thứ hai cũng đã hạ xuống. Ai, Diệp Trần cũng hiểu rõ, chính đạo lôi kiếp một đạo mạnh hơn một đạo, hết lần này tới lần khác không rơi lúc nào khác lại đi rơi xuống vào lúc này. Hôm nay hắn muốn giết chết Vân Thương Sinh thì rõ ràng rất không có khả năng. Thôi được, dù sao tiếp theo ta còn phải đạp lại mối thù kiếp trước, đi diệt Bát Đại Tiên Môn, hủy đi 8 cái thần trụ chống trời kia, hôm nay tạm thời tha lão cẩu kia một mạng, sau này ta tự mình đạp vào Vô Cực Trông, lại lấy tính mệnh của hắn cũng không muộn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần dứt khoát thu Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia vào, đối mặt với đạo thần lôi thứ hai, trực tiếp dùng thân thể của mình đi chống lại. Lôi kiếp có thể rèn luyện thân thể, tuy rằng thân thể của Diệp Trần bây giờ đã vô cùng cường đại, tuy nhiên vẫn còn chưa có đạt tới cảnh giới tối cao là bất hủ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, chính đạo lôi kiếp kinh khủng liên tiếp đánh vào trên người Diệp Trần, cả người Diệp Trần ngay lập tức bị đánh thành khô quắt như một cây than đen, dường như chỉ còn lại xương cốt, huyết nhục hoàn toàn bị thần lôi oanh thành cạn bã. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, xì xì xì, sau khi Diệp Trần điều động ra tạo hóa pháp tắc, những cạn bã màu đen kia đã bắt đầu nhanh chóng rời đi, trên xương cốt lại sinh ra huyết nhục một lần nữa, chỉ là trong một cái chớp mắt, huyết nhục đã khôi phục hoàn toàn, thân thể Diệp Trần đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Hơn nữa nhục thể rõ ràng càng cường hãn hơn, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, giống như mỹ ngọc. Không chỉ bây giờ, tu vi của Diệp Trần cũng ở sau khi phải hứng chịu lôi kiếp lần này thì lại tăng vọt lên lần nữa, trực tiếp một lần hành động tăng lên tới độ kiếp trung kỳ. Đó vẫn là kết quả mà sau khi Diệp Trần cố gắng áp chế lại, phải biết, tu vi một khi bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, đạt tới cảnh giới đỉnh phong về sau thì sẽ dẫn tới thiên kiếp. Lấy cảnh giới của Diệp Trần bây giờ, cùng với các loại át chủ bài khác, Diệp Trần tự nhiên không sợ thiên kiếp, chỉ có điều, một khi vượt qua thiên kiếp thì sẽ bị thiên ý của tu chân giới bài xích, đến lúc đó khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, cho nên, Diệp Trần nhất định phải ở trước khi thành công vượt qua thiên kiếp làm xong những chuyện nên làm. Trước tiên đưa đám người Hy Nguyệt bọn họ về Hạo Thiên giới, sau đó lại tìm Bát Đại Tiên môn tính sổ sách. Sau khi trong lòng đã quyết định, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, đảo mắt đã vượt qua ức vạn tinh hà về tới tinh vực Huyễn Diệt. Tinh vực Huyễn Diệt tồn tại chính là vì phong ấn Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia để Hỗn Độn thú vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đây. Bây giờ ta đã mang Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia ra ngoài, vậy tinh vực này cũng không cần thiết phải phong ấn nữa. Sau khi Diệp Trần thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại tế ra Hỗn Độn Nguyên Châu một lần nữa, hướng về bên trên màn ánh sáng kia bắn ra, mở cạch, đạo màn sáng cấm chế kia đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên. Ở dưới sự va chạm của Hỗn Độn Nguyên Châu, xua khi chấn động một trận, cuối cùng vỡ vụn ra, oanh long 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 long, tinh vực Huyễn Diệt bị phong ấn vô số kỷ nguyên, một lần nữa trở về trong tu chân giới, tinh vực bên trong ức vạn dặm xung quanh, lập tức thi nhau rung động, dường như là đang chào đón tinh vực Huyễn Diệt trở về. Hô, một cỗ linh lực mênh mông vô cùng nồng đậm từ bên trong tinh vực Huyễn Diệt mà tỏa ra. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ tu chân giới đều bởi vì tinh vực Huyễn Diệt trở về mà có thêm mấy phần sinh cơ giạt rào. Ong ong,
Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng thần bí tràn vào trong cơ thể của mình, như thể nó phù hợp hơn với cả thế giới. Cái này, ta thế mà đạt được sự chúc phúc của thiên ý tu chân giới. Diệp Trần là diệt thế chi tử, tương lại phải tự tay kết thúc sự tồn tại của tu chân giới. Bây giờ thế mà bởi vì để tinh vực huyễn diệt trở về tu chân giới mà đạt được sự chúc phúc của thiên ý tu chân giới, thực sự có chút vượt ra ngoài ý định của Diệp Trần. Mấy ngày sau, Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt và mọi người về tới Hạo Thiên giới. Mấy tháng rời khỏi này, trên trái đất càng có thêm rất nhiều người của tu chân giới xâm nhập. Tuy nhiên loại cường giả đỉnh cấp như Vân Thương Sinh và những thế lực đỉnh cấp khác của tu chân giới sớm ở sau khi ba người tông chủ Kình Thương Tông gặp nạn thì cũng đã không dám bước vào Hạo Thiên giới một cách tùy tiện, cho nên sau này xâm lấn trái đất cũng chỉ là một số thế lực cấp thấp, cũng không đáng lo lắng. Mà trải qua mấy tháng đối kháng này, lại thêm linh lực của Hạo Thiên giới càng lúc càng nồng nặc, thực lực của người trên trái đất cũng đều đang tăng nhanh như gió. Thực lực tổng hợp của Diệp Trần so với lúc rời đi thì đã cường đại hơn nhiều lần. Cuồng Tiên môn dựa theo Diệp Trần phân phó, ở các nơi trên thế giới thành lập đại học tu chân, hôm nay sớm đã trải qua trở thành thế lực vượt qua trên cả quốc gia đệ nhất. Thực lực của mấy người Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã bây giờ ở trong quá trình chiến đấu với tu chân giả của tu chân giới cũng đều có sự bay vọt về chất. Bởi vậy, Diệp Trần cũng không có tham dự vào trận chiến đấu giữa người trái đất và người xâm nhập, mà là lựa chọn thuận theo tự nhiên, bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể khích lệ người trái đất trưởng thành. Hơn nữa, chuyến đi tu chân giới lần này, cảnh giới của Diệp Trần lại kéo lên một lần nữa. Sau khi trở lại Hạo Thiên giới thì hắn rõ ràng cảm nhận được lực khống chế của mình đối với Hạo Thiên giới cũng thay đổi mạnh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm thì đã đạt đến trình độ trưởng khổng giả cấp 6. Diệp Trần cũng không có vội trở về tu chân giới đi tìm Bát Đại Tiên môn để tính sổ sách, bởi vì lượng lớn linh khí tràn vào, toàn bộ Hạo Thiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với trước đó thì ít nhất phải nhiều hơn không chỉ gấp đôi, thế giới nhanh chóng mở rộng, thậm chí đều đánh vỡ một loại cân bằng nào đó của vũ trụ. Nếu như để cho Hạo Thiên giới phát triển mù quáng tùy ý tiếp thì chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Thời gian mấy năm sau đó, Diệp Trần gần như dồn hết tất cả tinh lực đặt ở trên việc tạo dựng sự cân bằng cho vũ trụ, nhưng là hiệu quả lại cũng không quá lý tưởng. Một phương diện, Hạo Thiên giới nhất định phải tận khả năng hấp thu năng lượng của tu chân giới, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Bây giờ đã làm lớn ra mấy chục lần, nhưng cùng lúc đó, vũ trụ nhanh chóng mở rộng thì ca hức chắn sẽ đánh vỡ một loại cân bằng nào đó. Diệp Trần ở trước khi không có trở thành trưởng khống giả tuyệt đối của Hạo Thiên giới thì rất khó có thể giải quyết được vấn đề này một cách triệt để. Khó trách Nguyên Thủy Đại Đế năm đó phải dùng Vĩnh Hằng Chi Thạch tới kiến tạo 8 cây thần trụ chống trời mới có thể duy trì sự ổn định của tu chân giới. Có lẽ ta cũng phải cân nhắc loại phương pháp này. Sau khi Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định quay về tu chân giới hủy đi thần trụ chống trời trong Bất Đại Tiên môn, cướp đoạt 8 khỏa Vĩnh Hằng Chi Thạch kia, sau đó dùng đến vì Hạo Thiên giới chế tạo loại hình thần khí giống với loại hình thần trụ chống trời. Dù sao thì tiến vào thế giới hỗn độn tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Thạch, độ khó hệ số quá cao, hơn nữa nguy hiểm cũng không nhỏ, nào có đơn giản hơn so với trực tiếp cướp đoạt thứ có sẵn. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lại trở về trái đất trước một chuyến. Trải qua mấy năm này phát triển, không chỉ thực lực tổng hợp của người trên trái đất lại tăng lên một nấc thang mới, nhân khẩu cũng nhanh chóng tăng trưởng. Bây giờ đã có rất nhiều tu chân giả có cảnh giới kim đan trở lên, bắt đầu rời khỏi trái đất, thậm chí xông ra ngoài hệ Thái Dương, thậm chí là giải ngân hà, bắt đầu ở trên những tinh vực khác khai khẩn mở ra thế lực của mình. Cái gì? Anh lại phải trở về tu chân giới, còn muốn tiêu diệt Bát Đại Tiên môn? Sau khi Hy Nguyệt nghe xong ý nghĩ của Diệp Trần, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ khẩn trương. Lần trước trở lại tu chân giới thì chính là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng cuối cùng Diệp Trần đã thành công cứu mọi người của Lạc Hà Tông trở về Hạo Thiên giới, thế nhưng là Hy Nguyệt bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Bây giờ nghe nói Diệp Trần không những muốn trở lại tu chân giới còn có ý định đi tiêu diệt Bát Đại Tiên môn, trong lòng Hy Nguyệt lập tức sinh lòng sầu lo, không thể không nắm cánh tay của Diệp Trần thật chặt. Diệp Trần mỉm cười, chậm rãi ôm Hy Nguyệt vào lòng, nhẹ giọng an ủi, nói: "Yên tâm, dựa vào tu vi cảnh giới của anh bây giờ thì coi như Bát Đại Tiên môn cùng một chỗ với nhau thì cũng không làm gì được anh." Thế nhưng là, Hy Nguyệt còn muốn tiếp tục khuyên, Diệp Trần lại cúi đầu xuống, dùng miệng của mình ngăn chặn làn môi đỏ kia. Sau khi hôn sâu một lúc lâu, Diệp Trần lúc này mới từ từ buông gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Hy Nguyệt từ trong ngực ra. "Tên lưu manh này, mỗi lần trở về đều khi dễ em." Hy Nguyệt sau khi thẹn thùng qua đi thì mỗi đôi tú quyền nện đập vào trên ngực của Diệp Trần. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, mặc cho Hy Nguyệt đánh, bỗng nhiên hai tay duỗi ra, bắt lấy đôi cổ tay trắng ngần kia của Hy Nguyệt, vẻ mặt hơi nghiêm túc một chút, nói: "Cô vợ trẻ, trước khi rời khỏi trái đất, anh còn có một chuyện quan trọng hơn muốn làm, tuy nhiên chuyện này còn phải có sự giúp đỡ của em mới được." Hy Nguyệt thấy thần sắc trang nghiêm của Diệp Trần thì không thể không hơi sững sờ, rất là khó hiểu nói: "Chuyện quan trọng gì? Anh bây giờ là chủ của Hạo Thiên giới, nói sao làm vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chuyện gì còn cần phải có sự hỗ trợ của em à?" Diệp Trần mỉm cười, cúi đầu rắn sát vào bên tai của Hy Nguyệt mới nhẹ nhàng nói: "Tự nhiên là hôn sự của hai chúng ta, mong rằng vợ đại nhân thành toàn." Oanh, Hy Nguyệt nghe được điều này thì thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, sau đó trong mắt đẹp hiện ra vẻ vui mừng: anh nói là anh muốn cưới em, em còn tưởng rằng mấy năm nay tinh lực của Diệp Trần vẫn luôn đặt ở trên vấn đề phải duy trì sự cân bằng của vũ trụ, tuy rằng thi thoảng cũng trở về trái đất, nhưng hai người mỗi lần đều chỉ là gặp nhau một cách vội vàng, Diệp Trần sẽ rời đi luôn, dần dần." Hy Nguyệt thật ra thì sớm đã không còn hy vọng xa vời về hôn sự của hai người. Những gì cô ta nghĩ đến, Diệp Trần là chủ của một phương thế giới, hơn phân nửa cũng không quan tâm những lễ tiết thế tục này. Nàng ta chỉ cần có thể trông coi ở bên cạnh Diệp Trần thì đã vừa lòng tỏa ý. Thế nhưng là làm nữ nhân, thật ra thì trong lòng cũng vẫn là tương đối coi trọng loại cảm giác nghi thức này. Nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình có thể ở trước mặt người khắp thiên hạ quang minh chính đại cưới chính mình. Cho nên, tuy rằng ngoài miệng Hy Nguyệt không nói nhưng trong lòng đối với vấn đề này vẫn mơ hồ có chút thất vọng. Ba, Diệp Trần thấy nét mặt đầy vẻ kinh ngạc của Hy Nguyệt thì không thể không ở trên bộ vị mềm mại tròn trịa kia vỗ nhẹ một cái,
Giả vờ tức giận nói, em còn tưởng rằng cái gì, cũng dám nghi ngờ tâm ý của anh đối với em sao, thật là đáng đánh đòn. Khi Nguyệt nghe được điều này thì trong lòng lập tức đắc ý, không nói ra được cảm giác sung sướng. Một đôi mắt đẹp sáng tỏ, cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe mắt giữa lông mày tất cả đều là ý cười, tuy nhiên trên mũi ngọc tinh xảo thì hơi nhíu lại. Cố ý nói, hừ, trước đó anh đã để em phải đợi nhiều năm cũng không thể bây giờ anh nói cưới em thì cưới được em đi. Đúng, việc này em phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Diệp Trần thấy thế lập tức âm thầm cảm thấy buồn cười, thế là cũng cố ý yếu ớt thở dài một hơi, nói, cũng được, vợ anh vậy thì tạm thời suy nghĩ kỹ một chút. Việc này cứ chờ anh từ tu chân giới trở về rồi hãng nói sau. Diệp Trần nói xong, thì muốn quay người rời đi. Hi Nguyệt lập tức cuống lên, vội vàng kéo cánh tay của Diệp Trần lại, không được, chờ anh từ tu chân giới trở về, cũng không biết là tháng nào năm nào. Em nhưng không đợi được lâu như vậy, em đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai làm hôn sự của chúng ta, càng nhanh càng tốt. Diệp Trần cười ha ha. Thành phố Vân Châu vốn chỉ là một thành thị nhỏ thuộc khu đô thị loại 3-4 của Hoa Hạ Quốc, thế nhưng trong những năm vừa qua, làn gió tu chân ra đời và phát triển, làm nơi đặt chân của tổng bộ Cuồng Tiên Môn, cũng là cố hương của Diệp Trần, hôm nay sớm đã trở thành thánh địa vô thượng trong lòng mọi tu chân giả trên trái đất. Một ngày này, toàn bộ Cuồng Tiên Môn răng đèn kết hoa, tất cả đều có màu sắc là đỏ, tiên khí lượn lờ, thậm chí ngay cả cây cối hoa cỏ ở xung quanh giống như cũng có sinh cơ thịnh vượng hơn rất nhiều so với ngày thường. Hôn sự của Diệp Trần cũng không có thông báo cho quá nhiều người được biết, ngoại trừ Cuồng Tiên Môn người một nhà, cùng một số người thân và bạn bè của Diệp Trần ở Vân Châu, sau đó là cao tầng quân đội Hoa Hạ mà Diệp Trần và Diệp Thiên Ca có quan hệ không ít. Tuy nhiên, đến ngày đại hôn này, mỗi loại đại thế lực đỉnh cấp trên toàn cầu vẫn là nghe được tin tức vụn vặt mà thi nhau đi tới Hoa Hạ để chúc mừng. Trên thực tế, thân phận chủ nhân của Hạo Thiên giới này của Diệp Trần cũng chỉ có một số ít người cực thân cận mới biết. Trong mắt người ở bên ngoài thì thân phận Diệp Trần vẫn chỉ là môn chủ Cuồng Tiên Môn, là đệ nhất nhân toàn cầu. Chỉ có điều, những năm gần đây, Diệp Trần chưa hết xuất thủ qua lần nào, người bên ngoài đối với thực lực của hắn có rất nhiều suy đoán, cho nên tự nhiên có không ít người muốn thừa cơ hội này tới tìm hiểu nội tình của vị đệ nhất nhân trên toàn cầu ngày xưa này một chút. Đối với những người không có hảo ý kia, dựa theo ý tứ của Trúc Minh Phi, vốn là muốn trực tiếp để cho người đuổi đi, tuy nhiên lại bị Diệp Trần ngăn lại. Sau khi trở thành trưởng khống giả của một phương thế giới này, tâm cảnh Diệp Trần cũng xảy ra biến hóa, chúng sinh đều là con dân của hắn, chỉ cần những người này an phận thủ thường, hắn cũng lời chấp nhặt với những người này. Lúc này, ở trên chính điện của Cuồng Tiên Môn, Diệp Trần và Hi Nguyệt, trên thân hai người đều mặc áo bào màu đỏ, là kiểu dáng quần áo trong tu chân giới cùng với loại trang sức thời cổ đại trên trái đất, nhưng trải qua chuyên gia thiết kế thời gian cao cấp nhất trên toàn cầu chế tác, bên trong phong cách cổ xưa lại không mất đi đại khí, mà ở phía trên cao đường của cung điện kia thì có ba người ngồi ngay thẳng ở đó, theo thứ tự là Diệp Thiên Ca, Tô Lam và Quỳnh Bích Lạc, sư phụ của Hi Nguyệt. Về phần phía dưới thì có người thân bạn bè của Diệp Trần như mấy người Tô Mạn, Đường Thanh Nhã, Ngỗ Lỗi, có hạch tâm cao tầng của Cuồng Tiên Môn như huynh đệ Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên. Còn có nhân vật cao tầng của quân đội như đám người Dịch Sơn Hà. Về phần những người không mời mà tới thì tất cả đều được sắp xếp ở ngoại viện tông môn. Đương nhiên cho dù có thể tiến vào ngoại viện thì tất cả cũng đều là đại nhân vật cấp cao nhất trên toàn cầu, người tầm thường tư cách tiến vào Cuồng Tiên Môn cũng không có. Nhất bái thiên địa, sau khi giọng nói của Cửu U Thôn Thiên Mãng người đảm nhiệm chủ trì vang lên ở bên trong đại điện, Diệp Trần dắt tay Hi Nguyệt hướng về phía bên ngoài đại điện không người cúi xuống, nhị bái cao đường, hai người xoay người lại hướng ba người Diệp Thiên Ca ngồi ở bên trên cao vị cúi mình hành lễ, phu thê giao bái. Ngay vào lúc hai người chuẩn bị thi một lễ cuối cùng thì Diệp Trần bỗng nhiên khẽ chau mày. Ngay sau đó, một giọng nói vang vọng đất trời đột nhiên từ bên ngoài đại điện vang lên, khặc khặc, nghe nói hôm nay Diệp Tiên Sinh tổ chức địa hôn, Huyết Nguyệt Tông đặc biệt đến đây chúc mừng. Trúc Minh Phi ở một bên nghe được giọng nói này thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, đột nhiên đứng dậy, nói, Huyết Nguyệt Tông này là thế lực nổi bật nhất trong đám người xâm nhập, trước đó đối đầu khắp nơi với Cuồng Tiên Môn chúng ta, không nghĩ tới hôm nay cũng dám tới nơi đây quấy rối, ta đây đi giải quyết bọn họ. Trúc Minh Phi nói xong, đang muốn chạy ra đại điện, không nghĩ tới ầm ầm, cùng với một cơn chấn động truyền đến từ bên ngoài, mấy đạo thân ảnh có khí tức cường đại đã xuất hiện ở trên quảng trường bên ngoài đại điện. Kiệt kiệt kiệt, Trúc môn chủ, giọng điệu này của ngươi không khỏi cũng quá lớn chút đi. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, một thân trường bào màu đỏ ngòm, cả người đều là sát khí trùng thiên, xem xét cũng biết chẳng phải là hạng người lương thiện gì. Mà ở bên cạnh người đàn ông trung niên kia còn có một ông lão có sợi râu bạc, khí thế càng vượt hơn sang người đàn ông trung niên kia, thậm chí dường như đã mơ hồ đạt tới cảnh giới hợp đạo tiên quân. Trúc Minh Phi thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, các ngươi thế mà xông qua hộ sơn đại trận của Cuồng Tiên Môn chúng ta. Hộ sơn đại trận của Cuồng Tiên Môn vẫn là lúc trước Diệp Trần chưa có trở thành chủ của Hạo Thiên giới mà bố trí, cho dù là cường giả cảnh giới phản hư cũng không có khả năng xâm nhập dễ dàng như thế, chỉ là mấy đạo cấm chế mà thôi. Ở trong mắt lão phu quả thực là thùng rỗng kêu to. Ông lão râu bạc kia ngạo nghễ mở miệng, đồng thời khí tức trên người cũng bỗng nhiên phóng thích ra ngoài. Ầm ầm, khí tức cường đại phát ra từ trên người ông lão này lập tức bao phủ toàn bộ Cuồng Tiên Môn vào trong đó. Hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực khó mà hình dung, ngay cả Trúc Minh Phi đã bước vào cảnh giới phản hư vậy mà cũng cảm thấy áp lực. Khí tức này chẳng lẽ là của một vị hợp đạo tiên quân? Soạt, trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng, ngoại trừ Diệp Trần, Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà Tông còn có thể giữ được bình tĩnh ra thì tất cả mọi người còn lại đều thi nhau vì đó mà biến sắc. Dù sao thì bây giờ ở trên trái đất, cảnh giới phản hư chân quân cũng đã là cường giả đỉnh cấp, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tồn tại còn cường đại hơn cả cảnh giới phản hư, mọi người tự nhiên cảm thấy kinh hoàng. Còn về phần những đại biểu thế lực khắp nơi vốn không có ý tốt kia thì thi nhau âm thầm cười lạnh,
tất cả đều có vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút cùng tiên môn giải quyết khốn cục trước mắt này như thế nào. Đây chính là một tên hợp đạo tiên quân a, kiệt kiệt kiệt, Diệp tiên sinh đúng không? Nghe nói ngươi vẫn luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân, lão phu hôm nay đặc biệt tới đây chính là muốn lĩnh giáo một phen, không biết Diệp tiên sinh có dám chỉ giáo một chút không? Ông lão cảnh giới hợp đạo tiên quân kia chậm rãi tiến lên mấy bước, hai mắt nhìn thẳng về phía Diệp Trần ở bên trong đại điện, mặt mũi đầy vẻ khiêu khích. Diệp Trần thấy thế thì không thể không khe khẽ lắc đầu, nhìn cũng chẳng thèm nhìn ông lão kia, thản nhiên nói, hôm nay ta không muốn sát sinh, nhanh chóng rời đi, bằng không chết. Soạt, Diệp Trần vừa mới mở miệng, đại biểu cầu các loại đại thế lực trên toàn cầu lập tức lại thi nhau xì xào bàn tán, tất cả đều cảm thấy lời này của Diệp Trần có chút quá phách lối. Đây chính là cường giả siêu cấp cảnh giới hợp đạo tiên quân a, cho dù là diệt đi toàn bộ trái đất, chỉ sợ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Như thế nào ngươi nói giết là có thể giết, ngay cả bên trong cùng tiên môn, một số đệ tử không rõ ràng thực lực của Diệp Trần cũng không thể không cho mày lại, cũng cảm thấy lời này của Diệp Trần có chút bất cẩn. Sau khi ông lão kia nghe xong lời này của Diệp Trần thì đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười ha ha, chỉ là một tên thổ dân cũng dám nói với lão phu như vậy, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tu chân giả. Ông lão nói xong, giơ cánh tay lên, oanh long long long, từ trên trời cao lập tức xuất hiện một đạo trưởng ấn to lớn hơn vạn mét, mang theo khí tức hủy diệt kinh người. Đại biểu của các đại thế lực ở khắp nơi khi thấy cảnh này thì vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên trắng bệch, có người thậm chí đã làm tốt chuẩn bị chạy trối chết. Tuy nhiên ngay sau đó, biến mất. Sau khi Diệp Trần nhẹ giọng phun ra hai chữ, một đạo lực lượng pháp tắc vô hình lập tức hướng bên ngoài đại điện bao phủ lại. Ầm ầm, sau khi giọng nói của Diệp Trần rơi xuống thì ở trên đỉnh đầu của đám cường giả Huyết Nguyệt Tông kia đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở lớn, giống như một cái miệng của một con quái thú khổng lồ, lập tức thôn phệ toàn bộ cường giả của Huyết Nguyệt Tông vào trong đó, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này, vừa mới xảy ra là chuyện gì? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác sao? Một tên cường giả cấp hợp đạo thiên quân, làm sao đột nhiên cứ biến mất như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị vừa xảy ra trước mắt, hầu như tất cả mọi người đều có vẻ mặt mờ mịt, ngay cả giải rác mấy người hiểu rõ được thân phận của Diệp Trần kia, mặt mũi cũng không thể không đến đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết Diệp Trần rất mạnh, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Trần xuất thủ, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không có động, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu thì có thể để cho một tên cường giả hợp đạo tiên quân đột nhiên biến mất, cho dù là cường giả cấp đại đế cũng tuyệt đối không có khả năng có được loại năng lực này a. Cũng đến lúc này, bọn họ mới chính thức mơ hồ hiểu Diệp Trần trước đó đối với bọn hắn nói tới trưởng khống giả vũ trụ là có ý vị như thế nào. Con rùa khiến mọi người chán ghét đã bị đuổi đi, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Trần hướng về phía Hy Nguyệt còn có chút sững sờ mà mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, chẳng mấy chốc tất cả các lễ tiết đã qua đi. Diệp Trần ôm lấy Hy Nguyệt chậm rãi đi ra địa điện, nhìn ở xung quanh một vòng mọi người vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, đa tạ các vị có thể đến đây, trước tiên ta kính các vị một chén. Diệp Trần nói xong lời này thì thuận tay vung áo dài lên, hô hô hô, ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người từ đạo ánh sáng bí ẩn kia từ trên trời cao rơi xuống, hóa thành một chất lỏng trong suốt như pha lê, bay vào bên trong ly rượu trước mặt của mọi người. Đây là rượu gì, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa ta có thể cảm nhận được bên trong loại rượu này dường như ẩn chứa một cỗ năng lượng thật lớn khó mà hình dung. Ở trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, có người nhẫn không được cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức cảm thấy trên dưới toàn thân của chính mình thoải mái không nói ra được. Thậm chí một số người tu vi vốn kẹt ở bình cảnh, vậy mà trực tiếp đột phá. Trong lúc nhất thời, mọi người trở nên sôi trào, mặt mũi mọi người đều đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn một chiêu rượu ngon từ trên trời rơi xuống này của Diệp Trần đã để mọi người kinh thán không thôi. Nhưng không có nghĩ đến, công hiệu của rượu ngon này vậy ảm nghịch thiên như thế, thắng qua vô số linh đan rượu dược, kỳ thực vô cùng kỳ diệu a. Các vị ở đây chậm rãi hưởng dụng, ta và vợ của ta xin lỗi không tiếp được. Diệp Trần mở miệng lần nữa, sau đó lôi khéo tay Hy Nguyệt, ở bên trong ánh mắt tràn ngập sự rung động nồng đậm, trực tiếp bước lên trời cao, chẳng mấy chốc chui vào trong đám mây trên trời. Bên trong tinh không vô tận, anh dẫn em tới nơi này làm gì? Hy Nguyệt nhìn những tinh cầu đầy trời xung quanh, có chút hiếu kỳ nói. Diệp Trần mỉm cười cũng không trả lời mà hướng về phía nơi xa cong ngón búng ra, tụ ầm ầm, mấy chục tinh cầu không tính là quá lớn, lập tức tập trung lại một chỗ, ngưng tụ thành một tinh cầu lớn hơn. Sau đó, Diệp Trần làm cho Hy Nguyệt càng không hiểu, thân thể hai người nhoáng một cái cũng đã đặt chân lên trên viên tinh cầu này. Dậy, sau khi Diệp Trần nói ra thêm một tiếng nữa, ầm ầm, ở trên tinh cầu này vốn vô cùng hoang vắng, lập tức bắt đầu xuất hiện từng dãy núi từng dòng sông, sau đó là các loại công trình kiến trúc vô cùng lộng lẫy. Sau một lát, trên mặt Hy Nguyệt lập tức hiện ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, đây là tinh cầu Lạc Hà. Hóa ra, Diệp Trần hội tụ mấy chục quả tinh cầu vào một chỗ, sau đó bắt chước theo tinh cầu Lạc Hà quê hương của Hy Nguyệt, vì nàng xây lại một quả tinh cầu giống y hiện, vợ à, lễ vật này của anh, em thích chứ? Diệp Trần kéo theo Hy Nguyệt, dạo bước ở phía trên Lạc Hà Tông cùng với Lạc Hà Tông ở tu chân giới kia quả thực giống nhau như đúc. Hốc mắt Hy Nguyệt hơi đỏ lên, gật đầu liên tục, mấy năm nay ở trái đất, Hy Nguyệt cũng thường xuyên nhớ tới quê hương của mình, chỉ là chưa từng có nói với Diệp Trần. Nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Trần vậy mà vì nàng xây lại một cái Lạc Hà Tông, tuy rằng đây đối với Diệp Trần mà nói cũng không tính là việc gì khó. Thế nhưng khó có được chính là phần tâm ý này, chồng, anh thật tốt. Trong mắt Hy Nguyệt hiện ra nước mắt, bỗng nhiên nhón chân lên tới chủ động ở trên môi Diệp Trần hôn một cái. Diệp Trần nghe được xưng hô thân mật này, lại thêm Hy Nguyệt chủ động hôn hắn, dù thân hắn bây giờ là chủ nhân của thế giới này, tâm trí kiên định cỡ nào, vào lúc này cũng không thể không đến tim hơi đập nhanh, cả thân thể đều mềm nhũn rất nhiều. Vợ, chúng ta bây giờ đã thành hôn, có phải cũng nên có một đứa con hay không? Diệp Trần ôm cả vòng eo của Hy Nguyệt, cười tủm tỉm mở miệng nhẹ giọng hỏi. Hy Nguyệt nghe được điều này thì trên khuôn mặt đỏ lập tức hiện ra vẻ ngại ngùng, tuy nhiên sau đó cúi đầu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, lập tức ôm lấy Hy Nguyệt, nhanh chân bước vào trong một phòng ở một bên. Một đêm triền miên, biên loan đảo phượng, cảnh xuân vô hạn,
Sau đó liên tiếp mấy ngày, hai người không có trở về trái đất, mà ở lại trên viên tinh cầu mới tạo này sinh sống như là tiểu tình nhân bình thường. Thẳng đến ngày thứ 7, ở dưới nhiều lần thúc giục của Hy Nguyệt, Diệp Trần lúc này mới không tình nguyện bước lên đường về. Tuy nhiên, ngay vào lúc hai người đi quy ao ước vạn dặm tinh không, trở lại gần tới trái đất một lần nữa, trái đất ở phía trước bỗng nhiên rung động kịch liệt một trận. Một cỗ linh khó vô cùng nồng nặc từ gần Everest phun ra bay thẳng ra ngoài dải ngân hà. Trong chốc lát, linh khí trên cả trái đất vậy mà nồng nặc không chỉ gấp đôi so với trước đó. Sau khi tu chân giả trên địa cầu phản ứng lại thì lập tức thi nhau hoan hô lên. Tuy nhiên, đứng ở bên ngoài tinh không, Diệp Trần nhìn thấy ở mọi thứ ở đây thì lại lập tức thay đổi sắc mặt. Hy Nguyệt ở một bên cũng ý thức được, có lẽ có chuyện xảy ra. Lão công, chuyện gì xảy ra? Linh khí từ tu chân giới chảy vào làm sao lại trở nên nồng đậm hơn rất nhiều như vậy? Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm về phía Everest, linh khí vẫn đang tràn vào một cách điên cuồng thì không thể không cho mày. Vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, chậm rãi nói, năng lượng của tu chân giới điên cuồng tràn vào hạo thiên giới như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là tu chân giới đã đến tình trạng sụp đổ toàn diện, không cách nào lại gánh chịu được năng lượng khổng lồ cho nên sẽ hướng chảy tới tiểu thế giới kết nối. Hy Nguyệt nghe được điều này thì lập tức giật mình, chồng, trước đó không phải anh đã nói, tu chân giới tuy rằng đã đổ nát không chịu nổi, nhưng ít ra còn có thể chống đỡ thêm nửa cái kỷ nguyên nữa sao, làm sao lại sụp đổ sớm như vậy? Diệp Trần tự cân nhắc một lát, cuối cùng lắc đầu. Việc này ta cũng không hiểu, chỉ sợ chỉ có tiến vào tu chân giới một chuyến mới có thể có được đáp án. Nói đến đây, Diệp Trần hít sâu một hơi, nhìn qua Hy Nguyệt trong ngực, một mặt vẻ ngượng ngùng nói, vợ, vốn là ta còn muốn ở lại với ngươi thêm một khoảng thời gian, sau đó lại đi tu chân giới. Bây giờ xem ra chỉ sợ phải đi sớm. Nói xong lời này, bàn tay Diệp Trần lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối bảo thạch hình trái tim, đặt ở trong tay Hy Nguyệt. Đây là thế giới chi tâm sau khi đã được anh luyện hóa, bây giờ anh giao nó cho em. Sau khi anh rời đi, dựa vào vật này em có thể có năng lực trưởng khống giả cấp 1, hạo thiên giới tạm thời giao cho em đến bảo vệ. Diệp Trần nói xong lời này, không đợi Hy Nguyệt từ chối thì đã hóa thành một đạo lưu quang xông vào bên trong lối vào tiến vào tu chân giới. Từ lối vào ở tiên mộ dưới chân Everest tiến vào, bước vào trong tu chân giới một lần nữa, Diệp Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, thời gian ngắn ngủi mới mấy năm, tu chân giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dải ngân hà mênh mông của tu chân giới trước đó những hành tinh là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ngược lại tinh cầu không hề có khả năng này có ánh sáng rạng rỡ. Rõ ràng so với trước đó bây giờ đã trở nên mờ đi rất nhiều, toàn bộ thế giới đều bị một cỗ khí tức hủy diệt như có như không tràn ngập bao phủ, giống như sắp tiến tới ngày tận thế. Trước đó các thế lực trông coi gần ở Mela Tinh Hải, lúc này đã từ lâu không thấy đâu nữa. Ầm ầm, Diệp Trần vừa mới bước ra ngoài Mela Tinh Hải thì đã nghe đến từng tiếng nổ kinh người, từ tinh không nơi xa xôi truyền đến. Đây là tiếng hành tinh sụp đổ. Sau khi Diệp Trần xác định nơi phát ra tiếng nổ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hành tinh giống như là một trạm năng lượng của vũ trụ, một khi một hành tinh sụp đổ, đó là khởi đầu của sự hủy diệt của vũ trụ. Cho đến cuối cùng, một lỗ đen được hình thành và toàn bộ vũ trụ bị nuốt chửng vào trong đó, một phương thế giới này tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Tại sao có thể như vậy? Ta trước đó rõ ràng tính toán qua, chỉ cần có thần trụ chống trời chèo chống, tu chân giới ít nhất còn có thể chống đỡ được nửa cái kỷ nguyên. Làm sao thế mà lại sụp đổ sớm như vậy? Diệp Trần chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay sau đó, Diệp Trần đã bước vào bên trong phạm vi tinh vực Thiên Hoang. Lúc này toàn bộ tinh vực Thiên Hoang đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Trên tinh cầu Thiên Hoang càng là hỗn loạn không chịu nổi, từng khỏa tinh cầu đang nhanh chóng sụp đổ, thu nhỏ, lực hấp dẫn cực lớn, dẫn đến rất nhiều cao thủ tu chân cũng không có cách nào thoát khỏi tinh cầu. Hơn nữa, không có năng lượng duy trì, tu vi của rất nhiều người bắt đầu nhanh chóng trượt đi, thống khổ kêu thảm. Đây chính là cảnh tượng sau khi vũ trụ sụp đổ sao? Diệp Trần cảm khái vạn phần, đồng thời bỗng nhiên nhớ tới cùng hổ tên đồ đệ kia của chính mình, lập tức phóng thích thần niệm của chính mình ra. Tìm thấy, vào lúc này, ở trên tinh cầu Mộc Lang, tại tổng bộ Ác Lang Bang, cùng hổ triệu tập toàn bộ đệ tử Ác Lang Bang đang chuẩn bị thoát khỏi tinh vực Thiên Hoang sắp bị phá diệt này. Hổ tử, sư phụ, nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, cùng hổ lập tức vô cùng mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống vái chào. Diệp Trần đỡ cùng hổ dậy, sau khi hỏi một số tình huống của tu chân giới mấy năm gần đây thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Dựa theo cùng hổ nói, tu chân giới bây giờ sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì sự hỗn chiến giữa bát đại tiên môn mà dẫn đến. Nghe nói, ở khoảng 5 năm trước, Vô Cực Tông sinh ra một tên cường giả cấp đại đế, thế lực một lần hành động vượt trên 7 đại tiên môn khác, muốn nhất thống toàn bộ tu chân giới. 7 đại tiên môn tự nhiên không cam lòng thua ở dưới người khác, thế là liên hợp cùng nhau muốn cùng nhau chống lại Vô Cực Tông. Thế là hai bên cuối cùng ở gần tinh cầu Nguyên Thủy phát sinh một trận đại chiến kinh thiên trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, kết quả giao chiến giữa hai bên lại nằm ngoài ý định của tất cả mọi người. Tất cả mọi người cho là, dưới sự liên hợp của 7 đại tiên môn thì Vô Cực Tông chắc chắn sẽ thua, lại tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng thế mà lấy được kết quả Vô Cực Tông thắng được mà kết thúc. Hơn nữa 7 đại tiên môn tổn thất nặng nề, về sau, Vô Cực Tông lại lấy thế mạnh như trẻ tre, trước sau dẹp yên 7 đại tiên môn, thế mà diệt sạch toàn bộ truyền thừa vô số kỷ nguyên của 7 đại tiên môn. Mà cũng chính lúc sau khi 7 đại tiên môn bị diệt, tu chân giới bắt đầu nhanh chóng suy sụp, rất nhiều tinh cầu không hiểu vì sao mà bắt đầu sụp đổ biến thành từng cái lỗ đen, cuối cùng phát triển cho tới cục diện như bây giờ. Sau khi Diệp Trần nghe cùng hồ giải thích xong thì vẻ mặt sớm đã trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này thời gian ngắn ngủi mới chỉ chưa tới 10 năm, chút thời gian đó, so với tu chân giới tồn tại trên trăm cái kỷ nguyên mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi, vậy mà lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy, cũng chỉ trách hắn những năm này, tâm tư hoàn toàn đặt ở trên sự duy trì cân bằng cho hạo thiên giới, đều không có phái người tiến vào tu chân giới tìm hiểu tin tức, xảy ra chuyện lớn này, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, vị cường giả cấp đại đế của Vô Cực Tông kia, thế nhưng là Vân Thương Sinh Tông chủ Vô Cực Tông sao? Sau khi cảm xúc Diệp Trần hơi bình phục lại, lập tức bắt đầu hỏi cùng hổ. Theo như suy nghĩ của Diệp Trần thì bên trong Vô Cực Tông, người duy nhất có cơ hội vượt qua thiên kiếp tấn thăng đến cấp đại đế thì chỉ sợ cũng chỉ có một mình Vân Thương Sinh mà thôi. Thế nhưng là, để cho Diệp Trần khó hiểu chính là,
Lúc này thời gian mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, cho dù Vân Thương Sinh vượt qua thiên kiếp, chắc là còn chưa đạt được tới cấp độ cấp đại đế, càng thêm không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà một lần hành động diệt đi 7 đại tiên môn khác. Phải biết, cho dù là Hạo Thiên Đại Đế năm đó ở sau khi trở thành cường giả cấp đại đế, nhất thống toàn bộ tu chân giới, cũng phải mất khoảng thời gian tới mấy trăm năm. Cho dù là đằng sau Vân Thương Sinh kia có thế lực Vô Cực Tông chống đỡ cho thì cũng tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Cuồng Hổ gãi đầu một cái, một mặt mê mang nói: "Sư phụ, tên thì đồ nhi không biết, những tin tức này là ta từ chỗ thương nhân trao đổi buôn bán hàng hóa giữa các hành tinh mà nghe được. Nơi này của chúng ta cách tinh vực trung tâm quá mức xa xôi, tình huống cụ thể là như thế nào, sợ rằng cũng không nói được." Diệp Trần lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, tuy nhiên tin tức mà Cuồng Hổ nhận được phần lớn chỉ là tin đồn, rất khó hỏi ra được tin tức có giá trị. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, 7 đại tiên môn bị diệt, thần trụ chống trời ở chỗ bọn họ bảo vệ chỉ sợ cũng đã bị hủy. Tu chân giới xuất hiện cục diện sụp đổ toàn diện như bây giờ, tự nhiên cũng không khó để hiểu được. Chỉ có điều, đều là thủ hộ giả thần trụ chống trời, Vô Cực Tông không có khả năng không biết, một khi 8 cái thần trụ chống trời bị hủy, toàn bộ tu chân giới sẽ nhanh chóng sụp đổ, đến lúc đó Vô Cực Tông bọn họ cũng không có mảnh đất nào để mà cắm rùi a. Vì sao bọn họ phải làm như vậy đây, chẳng phải là tự chịu diệt vong sao? Diệp Trần suy nghĩ rất nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, mà lai lịch của vị cường giả cấp đại đế kia thì càng làm cho hắn cảm thấy tò mò hơn. Kế trước mắt phải hiểu rõ tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có đi tới Vô Cực Tông một chuyến, hơn nữa 7 viên vĩnh hằng chi thạch, nói không chừng cũng đã rơi vào trong tay vị cường giả bí ẩn kia. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản truyền âm, đánh vào trong đó một đạo thần niệm của chính mình. Sau đó chỉ vào phương hướng Mê La Tinh Hải, nói: "Cuồng Hổ, ngươi còn nhớ đế ta đã từng nói với ngươi, ở tinh cầu trung tâm nhất của Mê La Tinh Hải, có thể tiến vào được một cái thế giới hoàn toàn mới không?" Cuồng Hổ lập tức nặng nề nhẹ gật đầu, đối nhi nhớ rõ. Thế giới đó chính là quê hương của sư phụ. Diệp Trần gật đầu, giao ngọc giản truyền âm trên tay cho Cuồng Hổ, ngươi mang theo những thủ hạ này của ngươi, sau khi tiến vào thế giới kia, tìm Trúc Minh Phi môn chủ Cuồng Tiên môn, ngươi chỉ cần lấy ra khối ngọc giản này giao cho hắn, hắn tự nhiên sẽ sắp xếp tốt mọi thứ cho các ngươi. Cuồng Hổ lập tức mừng rỡ, lập tức rất cung kính tiếp nhận ngọc giản, xin nghe theo lời của sư phụ. Tuy nhiên, sư phụ, ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Diệp Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía đại tinh vực trung tâm một cái, mới mở miệng nói, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần phóng lên trời cao, trong chốc lát cũng đã biến mất ở bên trong tinh hà vô tận. Trên đại điện tông môn Vô Cực Tông, một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím vô cùng uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cao, mà Vân Thương Sinh tông chủ Vô Cực Tông lại đứng hầu ở một bên rất cung kính, khom lưng, mặt mũi đầy vẻ khiêm tốn, giống như người hầu. Vân tông chủ, bản tôn bây giờ đã giúp ngươi diệt 7 đại tiên môn, để Vô Cực Tông các ngươi thống nhất toàn bộ tu chân giới, xứng đáng trở thành đại thế lực đệ nhất tu chân giới. Vì sao ngươi còn có một bộ dầu dĩ không vui? Người đàn ông trung niên áo bào tím kia liếc qua Vân Thương Sinh đứng ở phía dưới, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ đùa cợt. Nếu như Diệp Trần lúc này ở đây, chắc chắn có thể liếc mắt là nhận ra người đàn ông trung niên mặc áo bào tím này bỗng nhiên chính là người đã từng giao thủ với hắn, chính là chủ nhân của Hỗn Nguyên giới, Hỗn Nguyên đại đế. Vân Thương Sinh tự nhiên cũng nghe ra vẻ đùa cợt trong lời nói của Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt không thể không hơi đổi. Tuy nhiên sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng, nói: "Vâng vâng, nhờ có đế tôn đại nhân tương trợ, Vô Cực Tông ta mới có năng lực ép các phái, mới có được vinh quang vô thượng như bây giờ." Ngoài miệng Vân Thương Sinh nói như vậy, trong lòng lại âm thầm mắng to, toàn bộ tu chân giới như bây giờ đều ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Vô Cực Tông hắn coi như thống nhất toàn bộ tu chân giới, vậy thì có ý nghĩa gì? Chỉ có điều, loại lời này, Vân Thương Sinh tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Hơi dừng một chút mới lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, đế tôn đại nhân, bây giờ tu chân giới không có 8 cái thần trụ chống trời chống đỡ, chỉ sợ không còn duy trì được lâu nữa, không biết chúng ta khi nào trở về Hỗn Nguyên giới a. Chuyện cho tới bây giờ, tu chân giới bị phá hủy đã trở thành kết cục đã định, một khi sụp đổ hoàn toàn thì tất cả mọi người trong tu chân giới đều sẽ đi tới diệt vong. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể kỳ thác hy vọng tới trên người Hỗn Nguyên đại đế, chỉ có thể tiến vào Hỗn Nguyên giới, Vô Cực Tông mới có thể bảo toàn. Hỗn Nguyên đại đế mỉm cười, thu hồi vẻ đùa cợt trước đó, thản nhiên nói, Vân tông chủ yên tâm, nếu không phải ngươi tập hợp đủ bát thần khí để bản tôn tránh thoát khỏi phản phệ của thiên ý tu chân giới, chân thân của ta cũng không có cách nào tiến vào tu chân giới, bản tôn đã đáp ứng thì sẽ bảo vệ Vô Cực Tông ngươi chu toàn, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi phải chết ở chỗ này. Vân Thương Sinh nghe được lời này của Hỗn Nguyên đại đế, trong lòng lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người nói cảm tạ. Hóa ra, ở bên trong cổ tịch của Bát Đại Tiên môn từng có ghi chép, cường giả cấp đại đế đã mở ra tiểu thế giới, chỉ cần hội tụ bát đại thần khí chấn tông của Bát Đại Tiên môn dung hợp thành một thể thì có thể che đậy thiên ý của tu chân giới, chân thân cũng có thể tiến vào tu chân giới một lần nữa, sẽ không rơi vào sự công kích của thiên ý. Chân thân này của Hỗn Nguyên đại đến sở dĩ có thể bước vào tu chân giới mà không bị thiên ý của tu chân giới bài xích, lại là bởi vì được sự giúp đỡ của Vân Thương Sinh mà đạt được thần khí chấn tông của Bát Đại Tiên môn. Thật ra thì, sớm ở thật lâu trước đó, Hỗn Nguyên đại đế đã từng đi tìm Vân Thương Sinh, muốn lợi dụng hắn để đạt được bất đại thần khí, từ đó trở về tu chân giới một lần nữa hòng đạt được dã tâm của mình. Nhưng là Vân Thương Sinh tự nhiên cũng hiểu rõ, một khi đưa vị cường giả cấp đại đế này về tu chân giới thì chính hắn cũng tự nhiên bị khống chế, cho nên luôn luôn không có đáp ứng Hỗn Nguyên đại đế. Cho tới lần trước ở tinh vực Huyễn Diệt, Vân Thương Sinh bị thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra khiến hắn phải chấn kinh, may mắn đào thoát được một mạng. Sau khi trở lại Vô Cực Tông, lập tức càng nghĩ càng sợ, sợ có một ngày Diệp Trần tìm tới cửa, lại thêm Hỗn Nguyên đại đế thừa cơ dụ dỗ gạ tình một phen, Vân Thương Sinh cuối cùng cũng đã đồng ý. Sau khi Vân Thương Sinh lợi dụng thân phận tông chủ Vô Cực Tông của chính mình,
thừa dịp cường giả của 7 đại tông môn còn lại sau khi bị Diệp Trần giết chết, đưa tới sự khủng hoảng to lớn, thông qua hàng loạt cách thức cưỡng đoạt, thành công tập trung bát đại thần khí lại rồi giao vào trong tay của Hỗn Nguyên Đại Đế, lúc này Hỗn Nguyên Đại Đế mới có thể tiến vào tu chân giới. Lúc đầu, mục đích của Vân Thương Sinh là muốn lợi dụng Hỗn Nguyên Đại Đế đến đối phó kẻ địch mạnh Diệp Trần này, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liên tiếp 7-8 năm trôi qua, Diệp Trần cũng không có hiện thân ở bên trong tu chân giới, việc này để Vân Thương Sinh hối hận không thôi. Nếu như hắn sớm biết Diệp Trần cũng không có ý định tới trả thù thì hắn nói cái gì cũng sẽ không mời Hỗn Nguyên Đại Đế vào tu chân giới. Bây giờ, Hỗn Nguyên Đại Đế trên danh nghĩa là trợ giúp Vô Cực Tông thành công thống nhất toàn bộ tu chân giới, kỳ thực là mượn cơ hội cướp đoạt linh vật pháp bảo của các đại thế lực, mang toàn bộ về Hỗn Nguyên giới, thậm chí ngay cả thần trụ chống trời, căn cơ của tu chân giới cũng không buông tha. Bây giờ tu chân giới sụp đổ đã trở thành kết cục đã định, Vô Cực Tông cho dù thống nhất tu chân giới thì lại có ý nghĩa gì sao? Kết quả là, mưu kế mà Vân Thương Sinh hắn tính toán tường tận, chẳng những không đạt được chỗ tốt gì, thay vào đó lại làm ảnh hưởng tới Vô Cực Tông. Vân Thương Sinh, trong lòng ngươi vào lúc này, chắc chắn rất hối hận khi đã giao bát đại thần khí cho bản tôn đúng không? Hỗn Nguyên Đại Đế dường như đã nhìn thấu tâm tư của Vân Thương Sinh, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Vân Thương Sinh lập tức giật mình, liên tục khoát tay, cười bồi nói, Đế Tôn đại nhân ngài đây là đang nói gì vậy? Tu chân giới trải qua vô số kỷ nguyên, phá hủy cũng là chuyện sớm hay muộn, Vô Cực Tông ta có thể nhận được sự chiếu cố của Đế Tôn đại nhân, tránh thoát trận thảm họa thiên địa này. Trong lòng vãn bối đối với Đế Tôn đại nhân cảm kích vạn phần, Hỗn Nguyên Đại Đế hừ lạnh một cái nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy, nói rõ ngươi còn không tính là quá ngu, tu chân giới bị phá hủy đã trở thành kết cục đã định, cho dù là bản tôn không xuất thủ, tiểu tử Hạo Thiên giới kia cũng sẽ ra tay. Vân Thương Sinh nghe được điều này, hai con ngươi lập tức hơi ngưng tụ, hiện ra vẻ hận ý. Tiểu tử mà Đế Tôn đại nhân nói, thế nhưng có phải có tên gọi là Diệp Trần không? Đối với cục diện bây giờ, Vân Thương Sinh ở trong lúc vô cùng hối hận, đồng thời hận ý đối với Diệp Trần cũng đã lên tới mức độ trước nay chưa từng có. Nếu không phải bởi vì Diệp Trần cái uy hiếp to lớn này, hắn cũng sẽ không bị dọa đến ngu người, kết quả dẫn sói vào nhà, bây giờ bị Hỗn Nguyên Đại Đế khống chế, bây giờ Đế Tôn đại nhân tọa trấn tu chân giới, tiểu tử kia chỉ sợ cũng không có lá gan dám tới đây a. Vân Thương Sinh thận trọng mở miệng hỏi. Hỗn Nguyên Đại Đế cười lạnh nói, tiểu tử kia hơn phân nửa chắc là nghe được một chút tin tức cho nên bị dọa đến không dám ló đầu, tuy nhiên cho dù tiểu tử kia không ra mặt, bản đế cũng tự có biện pháp đối phó hắn, đợi bản đế dùng thần trụ chống trời phong bế lối vào của Hạo Thiên giới, xem hắn còn có thể nhịn được hay không. Cùng lúc nói ra lời này, trong lòng bàn tay Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên nhảy ra một cái khay ngọc thần bí lóe ra ánh sáng yêu dị. Cái khay ngọc thần bí này bỗng nhiên chính là thần khí vô thượng của Vô Cực Tông, Vô Cực Nhân Quả Bàn. Lúc trước Vân Thương Sinh chính là dựa vào vật này mới có thể truy tung được tung tích của Diệp Trần, chỉ có điều bây giờ đã rơi vào trong tay của Hỗn Nguyên Đại Đế. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế hơi sững sờ, bỗng nhiên cười lên ha ha, ngay cả Vân Thương Sinh ở một bên trong đôi mắt cũng bắn ra một đạo thần thái khác thường, thần tình kích động, là tiểu tử họ Diệp kia, hắn thế mà còn dám bước vào tu chân giới. Ngay vào lúc Hỗn Nguyên Đại Đế và Vân Thương Sinh đã phát hiện Diệp Trần tiến vào tu chân giới, và lúc này Diệp Trần đang bay vào vũ trụ hướng phương hướng Vô Cực Tông mà chạy tới, dọc đường vô số tinh cầu vẫn đang nhanh chóng sụp đổ, chẳng những tất cả trận pháp truyền tống bị phá hủy toàn bộ, thậm chí một số hành tinh đã sụp đổ hoàn toàn tạo thành từng cái lỗ đen quỷ dị. Nếu không phải tu vi của Diệp Trần bây giờ đã bước vào cảnh giới độ kiếp, muốn từ Mê La Tinh Hải chạy tới Vô Cực Tông gần như chính là chuyện không có khả năng hoàn thành. Cho dù lấy năng lực Diệp Trần bây giờ gần tiếp cận với tốc độ ánh sáng, không có khoảng thời gian tới 10 ngày nửa tháng cũng tương tự khó mà đến. Lúc qua lại giữa các tinh cầu, Diệp Trần chợt nhớ tới Lạc Huyền Băng và Minh Thương Tầm hai người bạn ở tu chân giới, thế là liền thuận lợi đi một chuyến tới Tuyệt Tình Cư và Minh Gia, phân biệt cho đều cho hai người mỗi người một cái ngọc giản truyền âm, để bọn họ tự mình tiến vào Hạo Thiên giới đến tránh né trận thảm họa thiên địa này. Từ trong miệng của Lạc Huyền Băng, Diệp Trần biết được một số tin tức chuẩn xác hơn. Dù sao Tuyệt Tình Cư thế nhưng là một trong 13 đại thế lực, tin tức biết được tự nhiên so với những cái tin đồn kia càng thêm chuẩn xác rõ ràng, nhưng là tổng thể cùng với những gì mà Cuồng Hổ nói, đại khai cũng không sai lệch bao nhiêu. 7 đại tiên môn quả thật đã bị Vô Cực Tông tiêu diệt, về phần Vô Cực Tông đột nhiên xuất hiện cường giả cấp đại đế thì cũng đúng như Diệp Trần dự đoán, cũng không phải là Vân Thương Sinh, thậm chí nghe nói căn bản không phải là người của Vô Cực Tông mà là một tồn tại có lai lịch cực kỳ thần bí. Diệp Trần nghe được tin tức này thì trong lòng lập tức càng cảm thấy có một loại cảm giác không ổn. Nếu như người này là Vân Thương Sinh vừa mới đột phá thì Diệp Trần ngược lại tuyệt không lo lắng, lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu như ở dưới tình huống ra hết át chủ bài thì cường giả vừa mới đạt tới cảnh giới đại đế, hắn cũng không sợ chút nào. Thế nhưng là nói đi thì cũng phải nói lại, để Diệp Trần cảm thấy rất không hiểu là, nếu như người này là một vị cường giả đại đế lâu năm thì hắn là thoát khỏi công kích của thiên ý của tu chân giới như thế nào. Diệp Trần càng nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra điểm này. Sau khi rời khỏi Tuyệt Tình Cư, Diệp Trần còn nhân cơ hội đi Kình Thương Tông một chuyến, phát hiện Kình Thương Tông quả nhiên đã bị diệt, toàn bộ trên tinh cầu Kình Thương đã không còn bất kỳ một chút sinh cơ gì, tính cả thần trụ chống trời cũng đã bị người miễn cưỡng nhổ đi. Thần trụ chống trời chính là Nguyên Thủy Đại Đế lúc trước lấy Vĩnh Hằng Chi Thạch kết hợp với thiên tài địa bảo chế tạo mà thành, tác dụng chủ yếu cả vi vững chắc tu chân giới, đối với tu chân giả bình thường mà nói cũng không có tác dụng gì, người này vậy mà kéo theo vật này, chẳng lẽ hắn có mục đích giống như ta? Hắn cũng là một chủ của một thế giới. Ngay vào lúc Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, đang suy nghĩ có nên tiến về Vô Cực Tông hay không, ầm, tinh không xung quanh bỗng nhiên chấn động một lúc, sau đó thì ở bên trong hư không trước đó lập tức tách ra tới. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Đi cùng với nụ cười điên cuồng vô cùng phách lối này, một bóng người từ sâu trong hư không chậm rãi đi ra. Diệp Trần nhìn người nọ, hai mắt lập tức hơi chừng một cái, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Hỗn Nguyên Đại Đế, hóa ra người diệt đi 7 đại tiên môn lại là ngươi. Diệp Trần thật không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế vậy mà lại xuất hiện ở đây.
Lúc trước Hỗn Nguyên Đại Đế này thiếu chút nữa thì cướp đi Hạo Thiên Giới từ trong tay của hắn. Ấn tượng của Diệp Trần đối với người này là vô cùng sâu sắc. Thế nhưng là, Diệp Trần vẫn không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế đã trở thành chủ của một phương thế giới. Vì sao có thể tránh thoát được công kích của Thiên Ý Tu Chân Giới, xuất hiện ở đây một cách bình an không có chuyện gì? Khắc khắc, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới bản đế sẽ xuất hiện ở chỗ này chứ? Hỗn Nguyên Đại Đế bước ra một bước, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần. Mặt mũi đầy vẻ đắc ý, Diệp Trần im lặng không nói, thần sắc cũng đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Phải biết, Hỗn Nguyên Đại Đế này thế nhưng là so với Hạo Thiên Đại Đế tồn tại còn muốn lâu hơn rất nhiều. Loại cường giả cấp bậc này nếu như sử dụng toàn bộ thực lực, lấy Diệp Trần bây giờ chỉ có cảnh giới độ kiếp trung kỳ thì gần như căn bản không có bất luận hy vọng nào có thể thắng đối phương. Mà Hỗn Nguyên Đại Đế kia nhưng cũng đồng dạng không có vội vàng xuất thủ, bỗng nhiên tay áo dài vung lên, oanh oanh oanh, 8 cái trụ dài màu vàng kim đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hỗn Nguyên Đại Đế, tỏa ra khí tức thần bí và quỷ dị, ánh sáng lộng lẫy rạp trời kín đất mà xuất hiện. Bên trong ánh sáng lộng lẫy kia dường như chứa đựng sức mạnh chấn áp cả thế giới, ở dưới áp lực khủng khiếp và khủng khiếp, tinh cầu kình thương có kích thước gấp 1 triệu lần so với trái đất, dường như bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Diệp Trần thấy thế, con người lập tức hơi co rụt lại, thần trụ chống trời, rất rõ ràng, 8 cái trụ dài màu vàng kim này chính là mục tiêu chuyến này của Diệp Trần. 8 cái thần trụ chống trời này duy trì sự cân bằng của tu chân giới. Hỗn Nguyên Đại Đế một tay nâng 8 cái thần trụ chống trời kia, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu như bản đế đoán không có sai, ngươi chắc là vì 8 cái cột này mà tới a. Diệp Trần im lặng không nói, Hỗn Nguyên Đại Đế tiếp tục chậm rãi mở miệng nói, nếu không phải bản đế ra tay thì chỉ dựa vào lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng dung chuyển thần trụ chống trời, bây giờ 8 cái thần trụ chống trời đều được bản đế thu, đẩy nhanh sự hủy diệt của tu chân giới và tốc độ tiến hóa của thế giới mới chắc chắn sẽ được tăng cường đáng kể. Cho nên, ngươi thật ra thì cần phải cảm ơn bản đế. Diệp Trần vẫn như cũ không nói. Hỗn Nguyên Đại Đế tiếp tục nói, tuy rằng ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của bản đế, cướp đi Hạo Thiên Giới vốn nên thuộc về bản đế, tuy nhiên bản đế vẫn là quyết định cho ngươi một cơ hội. Nói đến đây, Hỗn Nguyên Đại Đế hơi dừng một chút mới chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần ngươi giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới ra để bản đế trưởng khống Hạo Thiên Giới một lần nữa, bản đế chẳng những có thể tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa còn có thể cam đoan chờ sau khi chủ thế giới mới đại thành để cho ngươi trở thành trưởng khống giả của thế giới dưới quyền bản đế. Điều kiện này, ngươi thấy thế nào? Nghe xong lời này thì Diệp Trần lập tức cười, tuy nhiên lại là cười lạnh, lão già, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, lão tử dễ bị lừa gạt như vậy sao? Thông qua trong những lần tiếp xúc trước đó, Diệp Trần đã biết, Hỗn Nguyên Đại Đế này cực kỳ âm độc tàn nhẫn, hơn nữa, cho dù đối phương nói có là thật đi nữa, hắn cũng không có khả năng giao Hạo Thiên Giới vào trong tay kẻ khác. Hỗn Nguyên Đại Đế nghe được điều này thì lập tức giận tím mặt, được rồi, đây là bản đế đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đã không biết quý trọng vậy thì đừng trách bản đế vô tình. Bản đế ngược lại muốn nhìn xem, bây giờ ở trong tu chân giới này không có thiên ý che chở thì ngươi làm thế nào để chống đỡ được một kích của bản đế? Cùng với giọng nói rơi xuống, Hỗn Nguyên Đại Đế trực tiếp giơ bàn tay lên hướng về phía Diệp Trần vỗ, ầm ầm, đi cùng với một trường này của Hỗn Nguyên Đại Đế rơi xuống, những tinh hà vô tận ở xung quanh kia lập tức trong nháy mắt sụp đổ một mảnh, một cỗ đủ để dễ dàng oanh kích độ kiếp đế quân thành mảnh vỡ đang lao về phía Diệp Trần, bành, không đợi đạo cự trưởng kia rơi xuống, viên tinh cầu kình thương vô cùng to lớn ở dưới chân ầm ra dưới uy áp kinh khủng của một trường này thế mà rõ ràng vỡ vụn ra, vẻn vẹn chỉ là uy áp thì đã trực tiếp đánh nổ một quả tinh cầu đặc biệt lớn rồi, không hổ là cường giả cấp đại đế. Một kích tùy tiện lại có uy năng lớn tới như thế, Diệp Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức tế ra Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia ngăn cản đi lên. Ầm ầm, một cỗ ánh sáng màu xám quỷ dị từ trên Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia phát ra, mạnh mẽ ngăn cản trường ấn kinh khủng kia của đối phương xuống tới. Hai cỗ sức mạnh cường hãn đến nghịch thiên, hung hăng va chạm vào nhau, tinh vực xung quanh trong phạm vi trăm vạn dặm lập tức tất cả đều vỡ vụn, không gian vì đó mà chôn vùi. Ầm, Diệp Trần tuy rằng dùng Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia miễn cưỡng chặn lại một kích này của Hỗn Nguyên Đại Đế, nhưng là cả người cũng bay ngược ra ngoài, máu trong cơ thể sôi trào, cả người cảm giác giống như bị một ngôi sao hung hăng đập trúng. Xương cốt toàn thân đều suýt chút nữa muốn bị nghiền nát. Ồ, Hỗn Độn Linh Bảo, hơn nữa còn là Hỗn Độn Linh Bảo cao cấp nhất. Hỗn Nguyên Đại Đế kinh hô một tiếng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Diệp Trần đột nhiên gọi ra một cái Hỗn Độn Linh Bảo cao cấp nhất, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc hơn nữa lại là, lúc này thời gian ngắn ngủi mới có mười mấy năm, lúc trước kia chỉ là con kiến hôi cảnh giới hóa thần, thế mà đã có thực lực chống lại với hắn. Lần trước ở Hạo Thiên Giới vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần của hắn, nếu không phải bị thiên ý công kích, Diệp Trần sớm đã bị hắn diệt đi một cách dễ dàng. Mà bây giờ, ở bên trong tu chân giới này, thế nhưng là chân thân của hắn, vậy mà không thể một kích diệt đi Diệp Trần. Kết quả này để hắn thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử này được, xem ra bản đế là thật coi nhẹ ngươi, khó trách ngươi sẽ được Hạo Thiên chọn làm người thừa kế, quả nhiên có chút năng lực. Đáng tiếc a, nếu ngươi thành thành thật thật đợi ở Hạo Thiên giới, bản đế thật đúng là không làm gì được ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên trở lại tu chân giới để đi tìm cái chết. Giọng nói rơi xuống, bàn tay Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên nắm lại, ngay sau đó, trong lòng bàn tay Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức xuất hiện một cây trường thương có 7 màu. Trên thân thanh trường thương này tỏa ra một cỗ khí tức khủng bố làm người sợ hãi, đây là thần khí chấn tông của Kình Thương Tông Kình Thương Thần Thương. Diệp Trần nhìn thấy món pháp bảo mà Hỗn Nguyên Đại Đế lấy ra này thì không thể không hơi kinh hãi lần nữa. Trong bát đại tiên môn đều có một cái thần khí để chấn tông, được Nguyên Thủy Đại Đế truyền lại, mỗi một kiện đều có sự tồn tại rất nghịch thiên. Bây giờ 7 đại tiên môn tất cả đều đã bị Hỗn Nguyên Đại Đế tiêu diệt, Vô Cực Tông cũng bị Hỗn Nguyên Đại Đế khống chế, bát đại thần khí chỉ sợ tất cả đều đã rơi vào trong tay của người này. Sau khi Diệp Trần kinh ngạc, lại giơ Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lên tiếp tục ngăn cản, ầm ầm, trường thương 7 mày và bia đá màu xám ở bên trong hư không vỡ vụn hung hăng va chạm vào nhau. Giờ phút này dường như ngay cả toàn bộ tu chân giới đều đang hung hăng rung động, loại va chạm mức độ này đã không cách nào dùng lời nói để mà hình dung được. Trước đó đám người Vân Thương Sinh còn đang núp ở ngoài trăm dặm để quan chiến,
giờ phút này đều bị dọa đến thi nhau lùi lại. Loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù là Vân Lương Sinh loại cường giả cảnh giới độ kiếp này, có tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất toàn bộ tu chân giới cũng không dám tới gần một chút nào, sợ không cẩn thận thì sẽ rơi vào kết cục hồn bay phách tán. Phốc, ở dưới sự xung kích to lớn này, Diệp Trần tuy rằng lại ngăn lại được công kích của Hỗn Nguyên Đại Đế một lần nữa, cả người cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, lập tức phun ra một búng máu tươi, một đường bay ngược ra đằng sau vỡ nát vô số tinh cầu, đảo mắt đã lùi lại tới bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tuy nhiên, ở trong mắt người bình thường là khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng đối với Hỗn Nguyên Đại Đế chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước thì cũng đã đuổi tới trước mặt. Tiểu tử, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoan giao ra thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần ha ha cười lên điên cuồng. Lão già, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới ra như thế sao? Hỗn Nguyên Đại Đế nghe được điều này thì lập tức nhướng mày, sau đó cười lạnh, vậy cũng tốt, vậy bản đế trước hết giết ngươi đi, sau đó lại đi chiếm Hạo Thiên giới. Ầm ầm, Kình Thiên Thần Thương kia lại vung lên hạ xuống một lần nữa, vậy mà hóa thành một con cự long bảy màu dài tới 100 vạn mét, mở ra miệng lớn kinh người kia, hướng về phía Diệp Trần ở dưới thôn phệ mà đến. Khí tức của một kích này vậy mà so với trước đó còn mạnh hơn mấy lần, quả thực đã cưa ra khỏi cực hạn con người có khả năng đạt tới, đủ để so sánh với một kích của thiên ý của tinh vực hủy diệt trước đó. Rất rõ ràng, lần này Hỗn Nguyên Đại Đế đã đông sát ý đối với Diệp Trần, không tiếp tục lưu thủ chút nào nữa. Tuy nhiên, đối mặt với một kích này của Hỗn Nguyên Đại Đế, thần sắc của Diệp Trần ngược lại là vô cùng bình thản. Thật sao? Ngươi thật cho là ở tu chân giới, ngươi sẽ giết được ta sao? Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy mà trực tiếp giang hai cánh tay ra, như thể đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn thấy tình cảnh này thì lông mày lập tức nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ ra là Diệp Trần tại sao phải làm như thế. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì hai con ngươi của Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức động lại, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, dường như thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một kích kinh khủng vừa rồi đủ để phá hủy mấy chục cái tinh vực, vậy mà đi xuyên qua thân thể Diệp Trần. Diệp Trần thế mà giống như u linh, như thể đã không cùng hắn ở cùng bên trong một thế giới. Ngươi thế mà đã siêu thoát khỏi pháp tắc? Không, điều này sao có khả năng? Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế phản ứng lại thì lập tức nhịn không được mà gầm thét lên. Thực lực của Diệp Trần chỉ có cảnh giới độ kiếp, so sánh với Hỗn Nguyên Đại Đế đã đạt tới cảnh giới đại đế ở vô số kỷ nguyên trước thì có cách biệt một trời. Nhưng cho dù là Hỗn Nguyên Đại Đế bây giờ cũng không thể siêu thoát khỏi pháp tắc. Diệp Trần đây chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối cảnh giới độ kiếp vậy mà đã đạt tới cảnh giới mà vô số cường giả cấp đại đế đều không có đạt tới. Trên thực tế, nếu như Diệp Trần không phải cơ duyên xảo hợp, cũng tuyệt đối không có cơ hội đụng chạm đến loại cảnh giới huyền diệu này. Lão già, bay bây giờ đánh không lại ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không làm gì được ta, chúng ta gặp lại nhau sau. Diệp Trần cười ha ha lần nữa, sau đó thì quay người lại muốn nghênh ngang rời đi. Lấy thực lực của hắn hôm nay, chắc chắn còn không phải là đối thủ của Hỗn Nguyên Đại Đế. Thần trụ chống trời đã rơi vào trong tay của đối phương, khẳng định là không đoạt lại được, còn không bằng nghĩ biện pháp khác. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị rời khỏi, oanh, 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 8 cái thần trụ chống trời kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vây Diệp Trần ở trung ương. Ngay sau đó, ong ong, bên trong 8 cái thần trụ bỗng nhiên tản mắt ra một cỗ năng lượng quỷ dị, không gian xung quanh rung động kịch liệt một trận, dường như đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm xa, muốn nhảy ra khỏi 8 cái thần trụ kia, thế nhưng lại thất bại, mà Hỗn Nguyên Đại Đế thì vẫn ở đằng sau. Dường như Diệp Trần vừa rồi chưa từng di chuyển một chút nào. Thấu cảnh này, sắc mặt của Diệp Trần lập tức thay đổi lớn. Lúc này, tiếng cười của Hỗn Nguyên Đại Đế lại vang lên lần nữa. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi cho rằng đã siêu thoát khỏi pháp tắc thì bản đế không làm gì được ngươi sao? Chỉ cần bản thân ngươi còn ở bên trong thế giới này thì không cách nào có thể hoàn toàn tồn tại ở trạng thái thoát khỏi pháp tắc. Thần trụ chống trời chính là căn cơ của tu chân giới, có thể tùy ý thay đổi không gian vĩ độ. Bản đế bây giờ nhốt ngươi vào bên trong pháp trận kéo dài khoảng cách 1 tỷ lần, ngươi cứ từ từ ở bên trong mà chơi đi a. Hạo Thiên giới cuối cùng vẫn sẽ thuộc về bản đế. Ha 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 ha. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế cười lên điên cuồng thì hướng thẳng phương hướng Mê La Tinh Hải mà đi. Vẻ mặt Diệp Trần lập tức thay đổi lớn. Mục tiêu cuối cùng nhất của Hỗn Nguyên Đại Đế cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Trần mà là muốn thay thế Diệp Trần trở thành trưởng khống giả của Hạo Thiên giới. Bây giờ Diệp Trần bị vây ở bên trong loại trận pháp cường đại này, Hạo Thiên giới chẳng khác nào ở vào trạng thái vô chủ. Lấy năng lực của Hỗn Nguyên Đại Đế, muốn cướp đoạt Hạo Thiên giới thì có lẽ cũng không phải là một chuyện gì quá khó khăn. Nếu quả như thật để Hỗn Nguyên Đại Đế cướp được Hạo Thiên giới thì chẳng những Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa thân nhân của hắn thậm chí là toàn bộ trái đất, toàn bộ Hạo Thiên giới đều phải rơi vào thảm họa ngập đầu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Trần lập tức khẩn trương hơn bao giờ hết, lập tức toàn lực thi triển ra tốc độ của mình. Tuy nhiên, một lúc lâu về sau, Diệp Trần lại giống như vẫn còn đảo quanh nguyên chỗ này, căn bản là không có cách nào đi tới trước mặt mạch trận dùng thần trụ chống trời bố trí này. Dựa theo cái tốc độ trước mắt này, ta e là cho dù là 10 năm cũng chưa chắc có thể xông ra khỏi trận pháp này. Thần trụ kinh thiên này chính là căn cơ của tu chân giới, trận pháp được 8 cái thần trụ chống trời này bố trí thành thì nó cường đại tới mức khó có thể tưởng tượng được. Hỗn Nguyên Đại Đế vì muốn vây khốn Diệp Trần lại cũng coi như là bỏ hết tất cả tiền vốn, thậm chí ngay cả thần trụ chống trời cùng có thể bỏ qua. Ngay vào lúc Diệp Trần gần như sắp phải tuyệt vọng, bỗng nhiên linh quang lóe lên, kế trước mắt xem ra ta chỉ có thể nhanh chóng đột phá, dẫn tới thiên kiếp của tu chân giới tấn thăng đến cấp đại đế thì mới có thể giúp ta thoát khỏi bên trong cái trận pháp này. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đã không còn cách nào khác cả, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Thôn Thiên Thần Công, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, điên cuồng tăng tu vi của mình lên. Hô, 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 theo lượng linh khí vô cùng lớn được Diệp Trần luyện hóa, tu vi của Diệp Trần cũng bắt đầu liên tục được tăng lên nhanh chóng. Ông, tu vi của Diệp Trần vốn đã tiếp cận cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, bây giờ chẳng qua là cách cánh cửa đó chỉ một bước mà thôi. Sau khi một cỗ chân nguyên tinh thuần dung nhập vào bên trong đan điền, cuối cùng vượt qua một bước cuối cùng nhất kia, thành công bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Ngay vào lúc tu vi của Diệp Trần bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ thì ở phía trên tinh không vô tận kia,
lập tức bắt đầu xuất hiện từng đám lôi vân mày tím có khí tức vô cùng khủng bố. Đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết. Diệp Trần thấy thế thì lập tức hết sức vui mừng. Hắn vốn còn lo lắng, hắn ở bên trong trận pháp này có thể dẫn tới thiên kiếp được hay không thì bây giờ xem ra trận pháp này chỉ là thay đổi chiều không gian, cũng không có che giấu được thiên ý của tu chân giới. Soạt, một đạo lôi long màu tím dài đến hơn 10 vạn trượng từ trên 9 tầng tinh không đánh xuống, chỉ ở trong nháy mắt cũng đã rơi tới trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Từng đạo lôi quang cuốn tới, trong nháy mắt giam cầm thiên địa xung quanh lại, ngay cả thời không cũng vì đó mà vỡ vụn ra. Ầm ầm, 8 cái thần trụ chống trời ở xung quanh hình thành mạch trận, cũng theo đó mà hung hăng lắc lư một cái. Đáng tiếc chẳng mấy chốc đã vững chắc lại một lần nữa, dưới uy năng cường đại của thiên kiếp, lại không thể làm dung chuyển trận pháp này được một chút nào. Đáng tiếc, Diệp Trần lập tức hơi có chút thất vọng, tuy nhiên cũng ở trong dự liệu, thiên kiếp tuy rằng không giống với lôi kiếp xuất hiện trong lúc đột phá như trước kia, nhưng tổng cộng chia làm 9 tầng đại thiên kiếp mà mỗi một tầng đại thiên kiếp lại phân ra làm 9 đạo tiểu thiên kiếp, lúc này mới chỉ vẻn vẹn là tiểu thiên kiếp thứ nhất bên trong đại thiên kiếp tầng thứ nhất, uy lực cũng không tính là quá mạnh, không đủ để làm dung chuyển trận pháp thần trụ này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mà đối mặt với đạo tiểu thiên kiếp thứ nhất, Diệp Trần thậm chí không gọi ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có xuất thủ ngăn cản, trực tiếp dùng nhục thân của mình mạnh mẽ chống lại. Một đạo tiểu thiên kiếp kinh khủng đi qua, Diệp Trần không bị tổn thương một chút nào, thay vào đó nhục thân càng trở nên cường hãn. Sau khi thừa cơ thôn phệ năng lượng của thiên kiếp, tu vi cũng lại được kéo theo đi lên một lần nữa. Soạt, đạo tiểu thiên kiếp thứ hai kinh khủng hơn chẳng mấy chốc đã rơi xuống. Lần này Diệp Trần vẫn không có ngăn cản, chỉ dựa vào nhục thân là chịu đựng được. Soạt, liên tiếp 9 đạo tiểu thiên kiếp qua đi, đại thiên kiếp tầng thứ nhất xem như qua. Diệp Trần hoàn toàn lấy nhục thân ra cố gắng chống đỡ lấy, chẳng những không có bị thương, ngược lại tu vi tiến nhanh, nhục thân cũng càng thêm cường hãn. Tiếp tục, Diệp Trần bây giờ không dám nghỉ ngơi một chút nào, sau khi chỉ hơi điều tức trạng thái một chút thì lại tiếp tục vận chuyển thần công, toàn lực tăng tu vi của mình lên. Mấy ngày về sau, đại thiên kiếp tầng thứ 2 rơi xuống, Diệp Trần lại vượt qua một cách hoàn mỹ một lần nữa. Lại qua hơn 10 ngày, đại thiên kiếp tầng thứ 3 rơi xuống, chỉ trong chớp mắt thời gian mấy tháng đi qua, tu vi của Diệp Trần cuối cùng đạt đến cảnh giới độ kiếp đỉnh phong, đồng thời cuối cùng nghênh đón đại thiên kiếp tầng thứ 9. Ầm ầm, lôi vân màu tím ở bên trong tinh không mịt mù loáng thoáng hội tụ thành dáng vẻ của một ông lão khổng lồ. Ông lão kia chậm rãi nâng cái lôi chùy ở bên trong tay lên, rồi mới hung hăng giáng xuống. Ầm ầm ầm, liên tiếp 9 đạo thần lôi kinh khủng tới mức làm cho người ta phải tuyệt vọng, bỗng nhiên một lần hành động bổ xuống, vậy mà hóa thành một con lôi long dài tới 100 vạn trượng. Vô số tinh vực ở xung quanh chịu sự ảnh hưởng bởi lôi kiếp kinh khủng này mà thi nhau vỡ vụn, chôn vùi. Uy lực của đại thiên kiếp tầng thứ 9 này vậy mà so với 8 lượt đại thiên kiếp trước tập trung vào một chỗ còn cường hãn hơn, ngay cả Diệp Trần cũng hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự liệu, hoàn toàn không nghĩ tới lượt thiên kiếp cuối cùng này vậy mà lại cường đại tới tình trạng như thế. Khó trách từ vô số kỷ nguyên đến nay, cường giả có thể thực sự vượt qua thiên kiếp đạt tới cảnh giới đại đế lác đác không có mấy. Dưới thiên kiếp khủng bố như thế thì cho dù là đã hoàn toàn nắm giữ 50 loại lực lượng pháp tắc như Diệp Trần thì cũng cảm nhận được sự uy hiếp của thời khắc sinh tử. Đương nhiên, nếu như lúc này Diệp Trần lựa chọn nhảy ra khỏi pháp tắc thì có lẽ có thể tránh thoát sự cường hãn của lượt thiên kiếp cuối cùng này. Thế nhưng là một khi lựa chọn trốn tránh, Diệp Trần sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới cảnh giới viên mãn, vĩnh viễn không cách nào bước vào cảnh giới đại đế chân chính. Độ thiên kiếp là con đường trở thành đại đế phải đi qua, chỉ có trải qua niết bàn mới có thể thực sự bước vào một bước kia. Huống chi, nếu như hắn không thể bước vào cảnh giới đại đế thì hạo thiên giới nguy rồi. Vì hạo thiên giới, vì Hy Nguyệt, vì người thân và bạn bè của mình, hắn bây giờ nhất định phải buông tay ra đánh cược một lần cuối cùng. Tới đi, Diệp Trần vẫn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, điều động tất cả chân nguyên trong cơ thể, hướng con lôi long kinh khủng đối diện kia mà xông tới. Trong nháy mắt thì đã hoàn toàn chìm ngập vào trong đó. Cùng lúc đó, Mê La Tinh Hải, tại lối đi về hạo thiên giới. Không tốt, tiểu tử kia lại muốn đột phá đến cảnh giới đại đế. Một khi để hắn đột phá thành công thì có thể bổ ra vách ngăn của vũ trụ. Trận pháp mà bản đế bố trí coi như hoàn toàn vô hiệu. Xem ra nhất định phải để Vân Thương Sinh nhanh chóng giải quyết trưởng khống giả mới của hạo thiên giới kia. Thực sự không được thì cũng chỉ có thể để cho bản đế tự thân xuất mã. Hóa ra, Hỗn Nguyên đại đế tuy rằng có bát thần khí hộ thân, có thể che đậy thiên ý thế giới, thế nhưng là hắn vốn có tính tình cẩn thận giảo hoạt, cho nên cũng không có đặt mình vào nguy hiểm. Nhất là sau khi hắn biết bên trong hạo thiên giới mơ hồ xuất hiện một trưởng khống giả là nữ tử, thì đã để Vân Thương Sinh đi trước dẫn theo cường giả tu chân giới đối với hạo thiên giới không ngừng phát động công kích, mà hắn thì vẫn luôn trốn ở sau lưng tìm kiếm thời cơ thích hợp. Cũng chính bởi vì sự cẩn thận của hắn mới khiến cho Diệp Trần và toàn bộ hạo thiên giới có được cơ hội thở dốc. Hạo thiên giới, cách trái đất hơn ức vạn dặm tinh hà, từng đạo khí tức cường hoành đứng lặng ở bên trong vô số tinh cầu, thậm chí những tinh cầu ở xung quanh dường như cũng không chịu nổi nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Uy áp cường đại như thế, tất cả đều bị rung chuyển. Khắc khắc, không nghĩ tới một nữ tử nho nhỏ của Lạc Hà Tông ngày xưa vậy mà có thể trở thành trưởng khống giả của một phương thế giới, thật đúng là làm cho người phải sợ hãi thán phục a. Người nói chuyện là một ông lão mặc trường bào màu vàng kim, bỗng nhiên chính là Vân Thương Sinh tông chủ Vô Cực Tông. Ở xung quanh bên cạnh Vân Thương Sinh còn có hơn mấy chục đạo thân ảnh có khí tức gần như tương đương với Vân Thương Sinh, cũng là nói nơi này có khoảng chừng hơn mấy chục vị độ kiếp đế quân, mà ở giữa mấy chục tên độ kiếp đế quân này được bọn hắn vây quanh bao vây ở giữa thì là một nữ tử trẻ tuổi có dung mạo tuyệt đẹp. Người này tự nhiên chính là Hy Nguyệt. Từ hơn nửa năm trước, ở dưới sự sai khiến của Hỗn Nguyên đại đế, Vân Thương Sinh xuất lĩnh cường giả hạng nhất của tu chân giới cùng với cường giả đỉnh cấp được Hỗn Nguyên đại đế điều từ Hỗn Nguyên giới tới.
phát động tấn công điên cuồng với Hạo Thiên Giới. Hy Nguyệt tuy rằng có thế giới chi tâm ở trong tay, nhưng dù sao không đánh đồng được với Diệp Trần, chủ nhân chân chính của thế giới này, vẻn vẹn chỉ là trưởng khống giả cấp 1 mà thôi, lại thêm tu vi của nàng ta cũng không tính là quá cao, kinh nghiệm cũng không đủ, mặc dù có thế giới chi tâm gia trì, có thực lực cấp đại đế, vẫn còn xa xa không thể vận dụng một cách tự nhiên, hơn nữa, còn phải bảo vệ người thân và bạn bè của Diệp Trần cùng với người của Lạc Hà Tông, đối mặt với cuộc bao vây tấn công điên rồ của Vô Cực Tông, gần như là toàn bộ lực lượng của tu chân giới, một mình Hy Nguyệt tự nhiên có chút cố hết sức, cho tới bây giờ, trái đất sớm đã không còn tồn tại. Nhân số gần chục tỷ, chiến đấu trong mấy tháng trước đây cũng đã 10 không còn một, chỉ có số ít cường giả thoát khỏi trái đất, miễn cưỡng trốn qua một kiếp, cho dù là Hy Nguyệt cũng chỉ có thể bảo vệ được người thân và bạn bè của Diệp Trần và mình. Xuất lĩnh đệ tử Cuồng Tiên môn không ngừng chạy trốn ở trong tinh không, thế nhưng là bây giờ vẫn bị Vân Thương Sinh và những người này đuổi theo tới. Tiểu Oa Nhi, bổn tông chủ nể tình chúng ta đều là người của tu chân giới, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao thế giới chi tâm ra, bổn tông chủ có thể tha cho các ngươi không chết. Vân Thương Sinh thấy Hy Nguyệt không lên tiếng thì lập tức nghiêm nghị cao giọng nói. Hy Nguyệt lúc này mới chậm rãi ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, nhàn nhạt liếc qua Vân Thương Sinh, lạnh lùng nói, các ngươi những loại cường đạo hèn hạ vô sỉ này, bản cô nương coi như chết cũng tuyệt đối không có khả năng giao thế giới chi tâm ra cho các ngươi. Ta khuyên các ngươi nếu là thức thời thì nhanh chóng rời khỏi Hạo Thiên giới, bằng không đợi phu quân của ta trở về thì chắc chắn sẽ để cho những người như các ngươi hồn phi phách tán. Vân Thương Sinh nghe được lời này của Hy Nguyệt thì lập tức cười ha ha, tiểu nha đầu, ngươi còn trông cậy vào tiểu tử họ Diệp kia có thể trở về cứu các ngươi sao? Thật sự là nực cười a. Hy Nguyệt thấy trên mặt Vân Thương Sinh tràn đầy vẻ tự tin thì lập tức gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống. Vân Thương Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Vân Thương Sinh cười lên ha ha một tiếng nữa, chậm rãi mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, bổn tông chủ nói thật cho ngươi biết đi, tiểu tử họ Diệp kia sớm đã ở mấy tháng trước đó bị Hỗn Nguyên Đại Đế giết chết ở tu chân giới, bằng không ngươi cho rằng bổn tông chủ vì sao dám vào Hạo Thiên giới? Bạch bạch bạch. Hy Nguyệt nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức thay đổi lớn, liên tiếp lùi lại mấy bước, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Không, không có khả năng, phu quân ta chắc chắn sẽ không chết. Ngươi nói bậy. Vân Thương Sinh cười lạnh, bổn tông chủ có nói bay hay không? Thật ra thì trong lòng ngươi là rõ ràng nhất, bằng không thời gian trôi qua dài như vậy, hắn vì sao chậm chạp không có trở về Hạo Thiên giới? Hy Nguyệt lập tức im lặng, thân thể cũng càng run rẩy hơn. Quả thật, thật ra thì nàng ta cũng sớm phát giác được, Diệp Trần chắc là đã xảy ra chuyện, bằng không tuyệt đối không thể nào để cho Vân Thương Sinh và những người này hoành hoành bá đạo ở trong Hạo Thiên giới. Tất cả mọi người, xuất thủ. Vân Thương Sinh nhìn thấy mình đã thành công ảnh hưởng tới tinh thần của Hy Nguyệt, lập tức quát lớn một tiếng, dẫn đầu lấy ra sinh diệt chi nhận món hỗn độn linh bảo của chính mình hướng Hy Nguyệt đánh xuống. Ầm, tinh hà lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng óng ánh dài đến mấy vạn trượng, trong nháy mắt nghiền nát tất cả không gian xung quanh, mà cùng lúc đó, hơn mấy chục tên độ kiếp đế quân còn lại, cũng riêng phần mình xuất thủ theo, thi nhau lấy ra pháp bảo của mình, toàn bộ đều phát động một cách mạnh nhất của chính mình. Dù sao, bây giờ Hy Nguyệt nắm giữ thế giới chi tâm, đã có lực chiến cấp đại đế, đồng thời chỉ cần ở bên trong Hạo Thiên giới thì rất khó có thể chết. Trước đó Vân Thương Sinh cố ý dùng ngôn ngữ kích động tinh thần của Hy Nguyệt là muốn để cho nàng ta phân tâm, cũng chỉ có như thế, những người như bọn họ mới có khả năng thắng lợi. Không thể không nói, Vân Thương Sinh này quả đúng là lão hồ ly. Khi Hy Nguyệt nghe thấy tin tức Diệp Trần chết ở tu chân giới, tuy rằng cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng lại thành công nhiễu loạn thần trí của nàng. Trong chớp mắt, công kích của mấy chục tên độ kiếp đế quân đã tập trung ở một chỗ, bao phủ hoàn toàn Hy Nguyệt vào trong đó. Oanh long 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 long, một kích hợp lực của các cường giả đủ để hoành ép tinh hà, nghiền nát không gian, gạt bỏ thời gian, hủy diệt tất cả vật chất. Cho dù Hy Nguyệt có lực lượng thế giới bảo vệ, vòng phòng hộ quanh thân kia cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hy Nguyệt lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại ăn mòn tới thân thể của nàng, đánh thẳng vào đan điền của nàng, đánh thẳng vào thức hải của nàng, đánh thẳng vào mọi thứ của nàng, dường như muốn đưa mỗi một cái tế bào trên người của nàng đều xé rách ra. A, Hy Nguyệt lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, bản thân nàng ta có chút mất tập trung, bị mấy người Vân Thương Sinh đột nhiên công kích, thức hải trong giây lát không ổn định, suýt nữa thì bị đánh nát ngay lập tức. Không được, ta không thể chết, cho dù là chồng của ta thật không có ở đây, ta cũng phải thay hắn giữ vững một phương thế giới này, ở bên trong một phần ngàn tỷ giây. Tâm thái của Hy Nguyệt bỗng nhiên xảy ra chuyển biến, từ đau đến không muốn sống trước đó, muốn từ bỏ tất cả và đột nhiên khơi dậy khát vọng sống mãnh liệt. Lực lượng thế giới tái tạo, ong ong, thế giới chi tâm trong cơ thể Hy Nguyệt đột nhiên phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, thân thể của Hy Nguyệt vốn đã phải bị chôn vùi thì ở dưới sự tác dụng của lực lượng thế giới, lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Sau khi Hy Nguyệt tái tạo thân thể, trong lòng dâng lên một cỗ hận ý vô cùng cường đại, bỗng nhiên từ hư không bay ra, giết vào đám độ kiếp đế quân ở xung quanh kia. Bành bành bành, Hy Nguyệt sát ý bừng bừng, điều động ra lực lượng của thế giới, thực lực sánh ngang với cường giả cấp đại đế cũng lập tức được thi triển ra không sót lại chút nào. Đảo mắt cũng đã chém giết mấy độ kiếp đế quân, Vân Thương Sinh kia cũng lập tức trợn tròn mắt, hắn vốn là muốn dùng ngôn ngữ đi kích động tinh thần của Hy Nguyệt, lại tuyệt đối không ngờ rằng Hy Nguyệt chẳng những không có bị ảnh hưởng, ngược lại khơi dậy sát ý trước nay chưa từng thấy của nàng ta. Rầm rầm rầm, chẳng mấy chốc, độ kiếp đế quân chết ở dưới tay Hy Nguyệt đã gần 20 vị, ngay cả Vân Thương Sinh vào lúc này cũng không khỏi đến bắt đầu sinh lòng thoái ý. Đương nhiên, ở dưới sự phản công trước khi chết của những độ kiếp đế quân này, Hy Nguyệt cũng tương tự tiêu hao rất lớn. Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở toàn bộ tinh hà, một đám phế vật vô cụ, xem ra chỉ có thể để bản tôn tự mình xuất thủ. Giọng nói rơi xuống, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn cao ngạo tràn ngập toàn bộ tinh không, giống như toàn bộ Hạo Thiên giới đều đang run sợ, toàn bộ vũ trụ dường như cũng không thể thừa nhận được lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, ở bên trong sự bao vây của cỗ khí tức to lớn cao ngạo kia, một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím chậm rãi hạ xuống. Người này tự nhiên chính là Hỗn Nguyên Đại Đế, đã không thể kiềm chế được nữa mà phải ra mặt. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Hy Nguyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế,
Tuy nhiên đối phương vừa xuất hiện, nàng ta lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm mà trước nay chưa từng có, lúc này đã sinh ra lòng cảnh giác. Bái kiến đế tôn, một đám cường giả độ kiếp đế quân nhìn thấy Hỗn Nguyên đại đế hiện thân thì lập tức thi nhau khom mình hành lễ. Vân Thương Sinh lại nhíu mày, đáy mắt hiện ra vẻ phức tạp, hắn sở dĩ phí công cướp đoạt thế giới chi tâm như vậy, dĩ nhiên không phải vì Hỗn Nguyên đại đế mà là muốn sau khi đoạt lấy thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới thì chiếm làm của riêng, sau đó khống chế Hạo Thiên giới, trở thành chủ nhân của Hạo Thiên giới. Đáng tiếc mưu kế đã được tính toán tường tận của hắn, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Bây giờ Hỗn Nguyên đại đế hiện thân rồi thì nửa điểm cơ hội hắn cũng không có. Nữ oa oa, ngươi rất được, vậy ám có thể ép bản tôn phải tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Sau khi Hỗn Nguyên đại đế hiện thân, nhìn xuống Hy Nguyệt ở phía dưới, đôi mắt tỏ ý khen ngợi, như vậy đi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó chủ động giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới ra, bản tôn chẳng những có thể tha thứ cho ngươi khỏi chết, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ sẽ là trưởng khống giả của phương thế giới này, như thế nào? Hy Nguyệt cũng không có trả lời vấn đề này của Hỗn Nguyên đại đế mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt hiện ra hàn ý nồng đậm, hỏi, nói cho ta, Diệp Trần phu quân của ta có phải bị ngươi hại chết rồi hay không? Lông mày Hỗn Nguyên đại đế hơi nhíu lại, đối với lời nói vô lễ này của Hy Nguyệt như thể tuyệt không tức giận, cười ha hả nói, cũng không phải, bản tôn và Diệp tiểu huynh đệ cũng là chỗ quen biết đã lâu, làm sao lại đi giết hắn? Bản tôn chỉ hơi làm thủ đoạn bắt hắn lại mà thôi. Tuy nhiên nha, bây giờ cách cái chết chỉ sợ cũng không xa. Hy Nguyệt nghe thấy Diệp Trần không chết, đầu tiên là mừng rỡ, nghe tiếp lời nói phía sau thì lập tức khẩn trương lên, ngươi đã làm gì phu quân ta? Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hỗn Nguyên đại đế nghe được điều này thì nụ cười trên mặt lập tức càng trở nên nồng nặc. Nữ oa oa, đã như vậy, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch, chỉ cần ngươi giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới cho bản tôn lập tức trả lại phu quân cho ngươi. Thế nào? Hy Nguyệt nghe được điều này thì lông mày lập tức hơi nhăn lại, tâm tư hiển nhiên đã có mấy phần dao động. Nếu như ngươi không đáp ứng, bản tôn có thể cam đoan, nhất định sẽ làm cho vị phu quân kia của ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong, nhận hết sự tra tấn thống khổ trước nay chưa từng có. Không được, Hy Nguyệt nghe được lời này của Hỗn Nguyên đại đế thì lập tức theo bản năng kinh hô lên. Hỗn Nguyên đại đế cười lạnh, không muốn phu quân ngươi phải chịu khổ thì nhanh chóng giao thế giới chi tâm ra cho bản tôn. Hy Nguyệt nghe được điều này thì lập tức không biết phải làm như thế nào cho phải. Nàng ta có thể cảm nhận được người thần bí trước mắt này có thực lực rất mạnh rất mạnh, vượt xa đám người Vân Thương Sinh, thậm chí hơn mấy chục vị độ kiếp đế quân trước đó gộp lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tuy rằng nàng ta cũng không hiểu rõ, Hỗn Nguyên đại đế này vì sao có thể tránh né được công kích của Thiên Ý, tuy nhiên thực lực của nàng bây giờ chỉ sợ không phải là đối thủ của Hỗn Nguyên đại đế. Hơn nữa nghe thấy Diệp Trần ở trong tay của đối phương, Hy Nguyệt quan tâm sẽ bị loạn, đã có chút luống cuống, mà Hỗn Nguyên đại đế kia thì hiện ra vẻ vui mừng. Thật ra thì muốn đánh bại hoàn toàn trưởng khống giả của một phương thế giới là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhất là khi đối phương ở bên trong thế giới vũ trụ của đối phương thì càng thêm mạo hiểm hơn nữa. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, mà Hy Nguyệt lại vừa mới nắm giữ Hạo Thiên giới không lâu, lấy tính cách xảo trá của Hỗn Nguyên đại đế là tuyệt đối không có khả năng đặt mình vào thế nguy hiểm. Bây giờ nếu như có thể không đánh mà thắng, để Hy Nguyệt tự động giao thế giới chi tâm ra thì tự nhiên là một kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ở lúc tinh thần của Hy Nguyệt không ổn định, bỗng nhiên một tiếng hét to lớn vang lên, "Phu nhân, tuyệt đối đừng bận tâm đến mánh khóe của tên trộm già này, nếu như Hạo Thiên giới thực sự rơi vào tay tên trộm già này thì tôn thượng thật sự rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục." Tiếng hét to lớn kia rơi xuống, một con quái vật khổng lồ nửa người nửa xà và một con khỉ đột khổng lồ từ đằng xa hò hét mà đến ngăn ở trước mặt Hy Nguyệt. "Cửu U tiền bối, Ma Viên tiền bối, hai vị sao lại tới đây?" Hai con quái thú đột nhiên xuất hiện này chính là Cửu U thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên. "Phu nhân, ngài tin tưởng lão hủ chứ?" Cửu U thôn Thiên Mãng đi tới trước mặt Hy Nguyệt, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hy Nguyệt lập tức gật đầu, "Đương nhiên, Cửu U tiền bối là người mà phu quân ta tín nhiệm nhất, ta tự nhiên tin tưởng ngài." Cửu U thôn Thiên Mãng hít sâu một hơi, nói, "Nếu như ngài tin tưởng ta, vậy xin ngài ngàn vạn lần nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ thế giới chi tâm, tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay của bất luận kẻ nào. Bất kể như thế nào, nhất định phải chờ đến ngày Tôn Thượng trở về, chỉ cần Tôn Thượng có thể trở về thì mọi hy sinh đều là đáng giá." Nói xong lời này, không đợi Hy Nguyệt hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, Cửu U thôn Thiên Mãng lại nhìn về phía Hỗn Thế Ma Viên ở một bên. "Con khỉ thối, chuẩn bị xong chưa?" Hỗn Thế Ma Viên nhếch miệng cười một tiếng, "Cần gì phải chuẩn bị, làm tới con mẹ nó luôn đi." Nói xong lời này, hai chân Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên nhún một cái, phóng thẳng về phía Hỗn Nguyên đại đế kia, mà Cửu U thôn Thiên Mãng thì lấy đuôi dài của mình quấn lấy Hy Nguyệt, sau đó trực tiếp quăng nào bay đi về phía nơi xa, đồng thời hô to một tiếng, "Phu nhân đi mau, nhớ kỹ những lời lão hủ nói, bất cứ lúc nào cũng phải toàn lực bảo vệ thế giới chi tâm." Cùng lúc giọng nói rơi xuống, Cửu U thôn Thiên Mãng cũng đã làm việc nghĩa chẳng chùn bước hướng thẳng về phía Hỗn Nguyên đại đế mà phóng đi. Đến lúc này, Hy Nguyệt cuối cùng mơ hồ hiểu được hai chữ hy sinh mà Cửu U thôn Thiên Mãng vừa mới nói tới là có ý gì, muốn chết. Hỗn Nguyên đại đế nhìn thấy Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U thôn Thiên Mãng đánh về phía chính mình thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ khinh thường, trực tiếp thuận tay khẽ vung một cái, oanh oanh, trên tinh không lập tức xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ, vung một cái thì đã gắt gao bắt lấy Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U thôn Thiên Mãng. Hết cách rồi, hai đại yêu thú mạnh nhất ở cấp độ độ kiếp đế quân này cũng coi là cường giả đỉnh cấp, thế nhưng khi đối mặt với loại tồn tại Hỗn Nguyên đại đế này, nhưng vẫn vô cùng nhỏ yếu, thứ không biết tự lượng sức mình, cũng dám. Hỗn Nguyên đại đế cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không đợi hắn nói hết lời thì lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó vậy mà nhanh chóng lùi lại. Bành bành, hai con yêu thú kia bị bàn tay khổng lồ bắt lấy đột nhiên rõ ràng nổ tung lên, hóa ra Cửu U thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên sớm cũng đã hiểu rõ, lấy thực lực của bọn hắn là căn bản không cách nào chống lại được Hỗn Nguyên đại đế, cho nên bọn họ không có lưu lại đường lui nào, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Vào lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Hỗn Nguyên đại đế ở trong đó đều hoàn toàn choáng váng. Ầm ầm, sau khi Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U thôn Thiên Mãng
hai cường giả độ kiếp đế quân này lựa chọn tự bạo thì một cỗ lực lượng hủy diệt vô cùng to lớn hướng bốn phía lan tràn ra, tinh không trong phạm vi mấy triệu dặm đều sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ lực trùng kích cu ổng đại hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng mà lan tỏa ra, toàn bộ hạo thiên giới dường như cũng hung hăng chấn động một chút, giống như cũng muốn theo đó mà sụp đổ. Phải biết, độ kiếp đế quân gần như đã là cực hạn mà tu chân giả có khả năng đạt tới, chẳng những có tuổi thọ lâu đời, thực lực cường đại, thậm chí đều đã nắm giữ lực lượng pháp tắc. Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng thì càng là người nổi bật bên trong độ kiếp đế quân, thân mang lực lượng huyết mạch thượng cổ, ẩn chứa năng lượng mạnh hơn nhiều so với độ kiếp đế quân bình thường. Hai đại yêu thú lấy tự bạo để đánh đổi, đối với Hỗn Nguyên Đại Đế phát động một kích tuyệt mệnh, cho dù là cường giả cấp đại đế cũng tuyệt đối không thể coi thường. Huống chi, bản thân Hỗn Nguyên Đại Đế đang ở bên trong Hạo Thiên Giới, tâm tư vốn đã có kiêng kỵ, tự nhiên không dám chống lại, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh đi mũi nhọn. Phu nhân, đi mau! Ở trong nháy mắt, nguyên thần của Hỗn Thế Ma Viên hoàn toàn vỡ vụn, hướng về phía Hy Nguyệt giống lớn một tiếng. Hy Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hai mắt nước mắt sớm đã chảy ròng ròng, hận không thể lập tức vọt tới liều mạng với Hỗn Nguyên Đại Đế. Thế nhưng là lý trí nói cho nàng biết, mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng đã liều tính mạng vì tranh thủ thời gian cho nàng, để nàng ta có thể có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, đúng như Cửu U Thôn Thiên Mãng nói, chỉ cần Diệp Trần có thể bình an trở về thì có thể dùng lực lượng thế giới phục sinh bọn hắn, như vậy thì hy sinh tất cả cũng là đáng. Vừa nghĩ đến đây, Hy Nguyệt lập tức không do dự gì nữa, quay người hướng sâu trong vũ trụ mà bỏ chạy. Hô, Hy Nguyệt thao túng thế giới chi tâm, vận dụng lực lượng thế giới, nhanh chóng chạy qua chạy chạy lại trong tinh hà, trong nháy mắt đã vượt qua được ức vạn tinh hà. Tuy nhiên không đợi Hy Nguyệt được xả hơi, khặc khặc, chỉ là hai con kiến hôi cũng muốn ngăn cản bản tôn, thật sự là không biết sống chết. Ầm ầm, một đạo thân ảnh vô cùng quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở tinh không phía trước Hy Nguyệt, thời không lập tức sụp đổ một mảnh, trực tiếp chặn lại đường đi của nàng. Hỗn Nguyên Đại Đế đã đuổi theo tới, sắc mặt của Hy Nguyệt lập tức thay đổi lớn, nàng ta hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Hỗn Nguyên Đại Đế này vậy mà cường đại tới tình trạng như thế. Cho dù là ở dưới sự tự bạo của Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng vẻn vẹn chỉ tranh thủ cho nàng được khoảng thời gian mấy giây mà thôi. Bản tôn nói rồi, Hạo Thiên Giới cuối cùng vẫn là thuộc về bản tôn. Giọng nói của Hỗn Nguyên Đại Đế rơi xuống, cánh tay giơ lên hướng về phía Hy Nguyệt diêu không vỗ ra một cái. Ầm ầm, hư không lập tức bay ra một bàn tay khổng lồ, bao phủ Hy Nguyệt vào trong đó, phong bế tất cả đường lui của nàng ta lại. Phá! Sau khi Hy Nguyệt hết kinh ngạc thì lập tức điều động lực lượng của thế giới, hai tay hợp lại hung hăng chém xuống dưới. Bành! Bàn tay khổng lồ kia lập tức bị phá tan dưới lực lượng của thế giới. Lòng tin của Hy Nguyệt lập tức tăng nhiều, lập tức lại vẫy ra một chảo. Ầm! Lực lượng thế giới trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lợi kiếm sáng chói, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế lao nhanh mà đi. Hừ! Hỗn Nguyên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, dường như căn bản không có để công kích của Hy Nguyệt vào mắt, trực tiếp cong ngón búng ra, Kình Thương Thần Thương một trong Bát Đại Thần Khí đã từ trong cơ thể của hắn nổ bắn mà ra, mang theo khí tức khủng bố đủ để hủy diệt thế giới, hung hăng đâm thẳng vào thanh lợi kiếm mà lực lượng thế giới biến thành kia. Bành! Thần khí dù sao cũng chỉ là thần khí mà lại do Hỗn Nguyên Đại Đế sử dụng thì uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn, gần như không có bất kỳ lo lắng gì, trực tiếp đánh nát lợi kiếm, hơn nữa thế đi không giảm, tiếp tục hướng về phía Hy Nguyệt oanh kích mà đi. Phòng ngự, hai tay Hy Nguyệt giao thoa vào nhau, sử dụng lực lượng thế giới tọa thành một cái khiên tròn rất lớn, hiểm mà lại hiểm chặn lại Kình Thương Thần Thương. Bành! Hy Nguyệt đối với việc sử dụng thế giới chi tâm vẫn còn quá mức nông cạn, hơn nữa Hỗn Nguyên Đại Đế lại có thần khí đỉnh cấp trong tay, rõ ràng chiếm cứ được ưu thế, vẻn vẹn chỉ ngăn cản có mấy giây, cái khiên tròn rất lớn được lực lượng thế giới biến thành kia liền vỡ vụn ra. Hy Nguyệt cũng lập tức liên tục lùi lại, đi. Sau khi dùng một chiêu đánh lui Hy Nguyệt, Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên cong ngón búng ra một cái, sau đó ngay lập tức một sợi dây màu vàng kim bay ra, đây lại chính là âm dương khốn tiên tắc món thần khí chấn tông của Thái Huyền Tông. Một khi dây thừng này được tung ra, là chắc chắn có thể vây khốn đối phương lại, đồng thời có thể áp chế chân nguyên trong thể nội của đối phương, khiến cho tu vi giảm mạnh. Vật này vốn là pháp bảo tuyệt đỉnh nghịch thiên, bây giờ lại được Hỗn Nguyên Đại Đế sử dụng thì uy lực tự nhiên cường hãn hơn nhiều. Hy Nguyệt ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị âm dương khốn tiên tắc này trói buộc chặt, hơn nữa ngay cả lực lượng thế giới chi tâm cũng bị áp chế hơn phân nửa. Không đợi Hy Nguyệt trốn thoát khỏi âm dương khốn tiên tắc, Hỗn Nguyên Đại Đế lại lấy ra một cái pháp bảo nữa, Cửu Trọng Lưu Ly Tháp. Một cái bảo tháp tỏa ra ánh sáng vàng lưu ly, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hy Nguyệt, trong nháy mắt áp chế chân nguyên trong cơ thể nàng xuống. Nhiếp! Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế quát lớn một tiếng, ánh sáng trên Cửu Trọng Lưu Ly Tháp kia lập tức càng phát ra sáng chói. Cùng lúc đó, Hy Nguyệt lập tức cảm thấy chính mình ở trong đạo ánh sáng vàng kia bao phủ xuống, thế giới chi tâm ở trong cơ thể nàng bắt đầu ngo ngoe muốn động, dường như bị một cỗ lực hút hấp dẫn khó mà chống lại được, lúc nào cũng có thể chạy ra khỏi cơ thể của nàng. Hóa ra, Cửu Trọng Lưu Ly Tháp kia chính là một cái hỗn độn linh bảo chuyên dùng để cướp đoạt thế giới chi tâm. Không, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lấy được thế giới chi tâm, tuyệt không! Hy Nguyệt quát khẽ một tiếng, lập tức điều động tất cả chân nguyên và lực lượng thần thức của chính mình, liều mạng giữ lấy thế giới chi tâm ở trong cơ thể mình, không cho nó rơi vào trong tay của Hỗn Nguyên Đại Đế. Trên mặt đã bắt đầu hiện ra vẻ thống khổ vô cùng nồng đậm. Sau khi vồ bắt mấy lần liên tiếp đều không thành công mà trở lại, Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức hoàn toàn nổi giận. Được lắm, nữ oa oa, đây là ngươi bức ta, vậy bản tôn trước tiên diệt ngươi đi, sau đó cướp đoạt thế giới chi tâm. Oanh! Oanh, oanh, từ trong cơ thể của Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức lại bay ra hơn 10 món pháp bảo, hơn nữa vừa là thần khí đỉnh cấp lại còn hỗn độn linh bảo, tất cả đều hiện ra khí tức hủy diệt khiến cho người khác phải sở dĩ hướng về phía Hy Nguyệt oanh kích mà đi. Thấy cảnh này, sắc mặt của Hy Nguyệt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, thực lực của Hỗn Nguyên Đại Đế thực sự quá cường hãn, hơn nữa thế mà trong người còn mang theo 10 cái pháp bảo cấp bậc thần khí đỉnh cấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, đã vượt xa nàng ta, cường đại tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Phu quân, Cửu U tiền bối,
Ma Viên tiền bối, thật xin lỗi, ta chỉ sợ không bảo vệ nổi Hạo Thiên giới, ở lúc Hy Nguyệt đã không có lực chống lại, gần như đã tuyệt vọng. Ầm ầm, toàn bộ Hạo Thiên giới bỗng nhiên rung động kịch liệt một trận, thế giới chi tâm trong cơ thể của Hy Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu vui sướng. Sau đó, một đạo ánh vàng thần bí từ trong hư không bắn ra, trong nháy mắt chiếu rọi ở trên người Hy Nguyệt. Vào lúc này, thời không giống như đình chỉ, thập đại thần khí công hướng Hy Nguyệt cũng như ngừng lại ở đó. Hỗn Nguyên lão nhi, dám can đảm đụng đến nữ nhân của ta, ngươi muốn chết như thế nào? Đi cùng với giọng nói đầy vẻ giận dữ này rơi xuống, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong đạo ánh sáng vàng được bắn ra từ trong hư không mà tới này. Bóng người đột nhiên xuất hiện này bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hỗn Nguyên đại đế nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thì lập tức giống lớn một tiếng, mặt mũi đầy vẻ không thể tin được, Diệp Trần lại trở về vào đúng lúc này. Hơn nữa lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được, Diệp Trần vẫn là phá vỡ vách ngăn của vũ trụ từ thế giới hỗn độn trở về. Đây cũng mang theo ý nghĩa, Diệp Trần bây giờ giống như hắn cũng đã bước vào cảnh giới đại đế, chỉ ngắn ngủi trong thời gian hơn nửa năm. Diệp Trần chẳng những độ kiếp thành công đột phá cảnh giới đại đế, còn thoát khỏi trận pháp mà hắn dùng thần trụ chống trời để bày ra. Hắn vốn cho rằng ít nhất có thể vây khốn được Diệp Trần tới mười mấy năm, thế nhưng tuyệt không nghĩ tới thế mà chỉ vây khốn đối phương được có nửa năm mà thôi. Hơn nữa phải biết, nơi này chính là Hạo Thiên giới, là thế giới của Diệp Trần. Tuy rằng hắn căn bản không có cách nào chấp nhận được cái kết quả như thế này, thế nhưng là Hỗn Nguyên đại đế gần như không có một chút do dự nào. Ngay vào lúc nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện ở đây thì quả quyết tung ra một quyền đánh nát vách ngăn của vũ trụ chuẩn bị chạy ra khỏi Hạo Thiên giới. Dù sao, Diệp Trần thân là chúa tể của Hạo Thiên giới, ở bên trong Hạo Thiên giới hắn tuyệt đối là tồn tại vô địch. Xem như thằng ngu cũng có thể hiểu được cần phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Muốn chạy, Diệp Trần sớm đã có đề phòng, trực tiếp vẫy tay một chảo, một cỗ lực lượng thế giới vô cùng mênh mông bỗng dưng buông xuống, hóa thành một đạo xiềng xích, quấn chặt lại khóa chặt Hỗn Nguyên đại đế lại, làm cho hắn không động đậy được một chút nào. Thực lực Diệp Trần lại tinh tiến thêm lần nữa, bây giờ ước chừng đã đạt tới mức trưởng khống giả cấp 8. Cho dù còn chưa sử dụng thế giới chi tâm cũng đã có thể điều khiển được lực lượng của Hạo Thiên giới một cách dễ dàng nhất ép Hỗn Nguyên đại đế. Diệp đại đế, khoan hãy động thủ, có chuyện dễ thương lượng, chỉ cần ngươi không giết ta bằng lòng làm nô làm bộc. Sau khi Hỗn Nguyên đại đế bị Diệp Trần bắt lại một cách dễ dàng, lập tức hô to cầu xin tha thứ, biểu cảm hiện ra vẻ rất khẩn cầu. Cùng với Hỗn Nguyên đại đế bá khí uy vũ trước đó quả thực tưởng như hai người, không thể không nói, lão gia hỏa này thật đúng là một chút cốt khí cũng không có. Đường đường là cường giả cấp đại đế, thế mà ngay cả võ giả tầm thường cũng không bằng. Diệp Trần cười lạnh, Hỗn Nguyên lão nhi, ngươi dùng âm mưu quỷ kế vây khốn ta lại, quấy cho Hạo Thiên giới của ta tới mức nghiêng trời lệch đất, lại suýt chút nữa thì hại chết nữ nhân của ta, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha được ngươi sao? Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này thì dưới chân bước ra một bước dài, ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt Hy Nguyệt, mà Hy Nguyệt từ lúc Diệp Trần xuất hiện đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cho tới bây giờ còn chưa lấy lại được tinh thần, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, lẩm bẩm nói, chồng, thật là anh sao? Em không phải là đang nằm mơ đó chứ? Diệp Trần giơ tay lên, nhẹ nhàng búng ngón tay vào trên trán của Hy Nguyệt, cười nói, dĩ nhiên không phải nằm mơ, anh đã trở về. Sau khi Hy Nguyệt hơi ngẩn người một cái thì bỗng nhiên lao vào trong lồng ngực của Diệp Trần, sau đó thì khóc nức nở, chồng, anh làm sao mà bây giờ mới trở về a? Cửu U tiền bối, Ma Viên tiền bối, bọn họ tất cả đều đã chết, trái đất cũng bị những người kia và Vân Thương Sinh làm hỏng. Ô ô ô, Hy Nguyệt nói xong lại chui đầu vào trong lồng ngực của Diệp Trần, lại khóc nức nở không ngừng, càng khóc càng dữ dội. Diệp Trần ôm Hy Nguyệt vào trong ngực, vỗ nhẹ lấy đầu vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, có anh ở đây, người đã chết, anh cũng có thể làm cho bọn họ sống lại, trái đất cũng có thể tái tạo lại, những chuyện này đều không thành vấn đề. Dưới sự an ủi của Diệp Trần, Hy Nguyệt lúc này mới ngừng khóc, nước mắt ngừng chảy, cảm xúc cũng dần dần lắng xuống. Lúc này Diệp Trần mới chuyển rời ánh mắt tới trên người của Hỗn Nguyên đại đế, đôi mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng, Hỗn Nguyên lão nhi, ở trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Hỗn Nguyên đại đế trầm mặc một lát, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên, ngươi thật cho là ngươi có thể giết được ta sao? Cùng lúc Hỗn Nguyên đại đế nói ra lời này, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng thần bí mà quỷ dị, thế mà trong nháy mắt đã thoát ra khỏi xiềng xích mà lực lượng thế giới hóa thành. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài sự dự liệu, hiển nhiên không nghĩ tới, Hỗn Nguyên đại đế vậy mà có thể thoát khỏi lực lượng trói buộc của mình. Đi, tuy nhiên, sau khi phản ứng lại, Diệp Trần trước tiên dùng lực lượng thế giới ngưng tụ ra một cái lưỡi đao, hướng Hỗn Nguyên đại đế hung hăng đâm xuống, đây tuyệt đối là một kích đủ để giết chết cường giả cảnh giới đại đế, nhưng mà lại không nghĩ tới, Hỗn Nguyên đại đế dường như sớm đã đoán được Diệp Trần sẽ công kích hắn, tay áo dài bỗng nhiên vung lên, từ bên trong tay áo của hắn lập tức có một tấm phù ấn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một cái đồ án thái cực, chặn lại một kích đoạt mệnh này của Diệp Trần. Phốc, miệng Hỗn Nguyên đại đế phun ra máu tươi tung tóe, hắn thành công chặn lại công kích của Diệp Trần, nhưng ở dưới cỗ lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt bị nghiền thành vỡ nát, cả người càng là trực tiếp bay ngược ra ức vạn dặm xa. Lại còn có pháp bảo, ở vào lúc Diệp Trần hơi kinh ngạc, Hỗn Nguyên đại đế sớm đã mượn thời cơ này lùi lại đánh vỡ vách ngăn vũ trụ, sau đó lao thẳng vào trong đó. Đợi đến khi Diệp Trần hoàn toàn phản ứng lại thì Hỗn Nguyên đại đế sớm đã thoát khỏi Hạo Thiên giới, đúng là loại hổ báo cáo chồn lão hồ ly. Diệp Trần oán hận thầm mắng một câu, trên mặt không thể không hiện ra vẻ hối hận. Hắn vốn cho rằng ở trong Hạo Thiên giới thì chính mình là tồn tại vô địch tuyệt đối, cho dù là Hỗn Nguyên đại đế này thì cũng chỉ có thể bị mình trà đạp tùy ý, tuyệt đối không ngờ rằng lão gia hỏa này lại còn có át chủ bài, thế mà ở dưới mí mắt của hắn lại chạy thoát được. Không được, hôm nay nếu không thể nhân cơ hội này diệt đi lão già này, sau này muốn tìm cơ hội tới giết lão già này thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Vừa nghĩ đến đây, hai tay Diệp Trần hướng hư không nhẹ nhàng kéo một cái, xoẹt xẹt, vách ngăn vũ trụ lập tức được Diệp Trần mở ra một cách dễ dàng. Vợ,
ngươi ở chỗ này chờ ta đi diệt lão già này. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp bước ra một bước vào thế giới hỗn độn. Hy Nguyệt muốn mở miệng khuyên can thì sớm đã không kịp, vách ngăn vũ trụ đã nhanh chóng hợp lại một lần nữa. Thế giới hỗn độn, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu và không có bất kỳ một pháp tắc nào cả. Ở dưới sự cắt xé cường đại của loạn lưu, cho dù là cường giả cảnh giới độ kiếp đế quân, thân mà ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không có cách nào chống lại quá lâu, sẽ bị hồn phi phách tán, mất mạng hoàn toàn. Cũng chỉ có sự tồn tại như Diệp Trần và Hỗn Nguyên Đại Đế ở chỗ này mới có thể giữ được bình yên vô sự. Mà ở bên trong hỗn độn loạn lưu vô tận kia thì có từng cái bọt khí to to nhỏ nhỏ, mà những bọt khí này chính là từng cái thế giới vũ trụ. Ở trung tâm nhất có bọt khí lớn nhất, chính là tu chân giới, chỉ có điều lại hiện lên màu xám nhạt, dường như lúc nào cũng có thể bị vỡ vụn, hiển nhiên đã đi tới điểm cuối. Mà ở trong đông đảo các tiểu thế giới, chỉ có Hạo Thiên giới tuy rằng thể tích không tính là lớn, nhưng lại hiên lên mây vàng kim sáng chói, giống như mặt trời. Hỗn Nguyên lão nhi, hôm nay ta phải giết ngươi. Sau khi Diệp Trần xông vào thế giới hỗn độn, chẳng mấy chốc thì phát hiện được tung tích của Hỗn Nguyên Đại Đế, sau khi quát lớn một tiếng thì truy sát đuổi theo. Một khi tiến vào thế giới hỗn độn, vô luận là Diệp Trần hay là Hỗn Nguyên Đại Đế, lực lượng đều sẽ bị hỗn độn pháp tắc trói buộc, thực lực sẽ suy yếu đi rất nhiều. Diệp Trần vừa mới bước vào cảnh giới đại đế không tư, vốn là lấy tu vi mà nói, thật ra thì cũng không chiếm được ưu thế, nhưng Hỗn Nguyên Đại Đế kia trước đó chịu một kích của Diệp Trần nên đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa Diệp Trần bây giờ đã siêu thoát khỏi pháp tắc, ở thế giới hỗn độn cũng chiếm được ưu thế rất lớn. Hỗn Nguyên lão nhi, chịu chết đi. Diệp Trần đuổi theo tới sau sừng Hỗn Nguyên Đại Đế, trực tiếp lấy ra Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia, hung hăng đập xuống phía dưới. Ầm, hỗn độn loạn lưu ở xung quanh dưới sự xung kích của Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lập tức thi nhau sao động, thế giới hỗn độn vốn vắng vẻ cũng theo đó mà lắc lư một trận. Hừ, Hỗn Nguyên Đại Đế cũng cảm thấy hỗn độn linh bảo này của Diệp Trần không tầm thường, lập tức hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người đẩy ra song trưởng. Ầm ầm, đạo ngọc phù vô cùng thần bí kia từ trong lòng bàn tay của Hỗn Nguyên Đại Đế bay ra một lần nữa, cùng với Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia nặng nề va chạm vào nhau. Cái này hiển nhiên cũng là một kiện hỗn độn linh bảo, hơn nữa cấp bậc cũng không kém Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia là bao nhiêu. Khanh, oanh, long 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 long, sau khi hai kiện hỗn độn linh bảo va chạm vào nhau thì lập tức phát ra một tiếng nổ kinh người. Ngay tại chỗ mà hai kiện hỗn độn linh bảo va chạm vào nhau xuất hiện một cỗ ba rộng đáng sợ, hướng xung quanh lan tràn mà đi, một mảnh thế giới hỗn độn cũng vì đó mà rung động. Tuy nhiên, mức độ ổn định chắc chắn của thế giới hỗn độn hiển nhiên vượt xa thế giới vũ trụ bình thường, ở dưới sự va chạm mạnh mẽ như vậy, không gian vậy mà cũng không vỡ vụn. Đạp đạp, va chạm qua đi, Diệp Trần không thể không lùi lại mấy chục bước. Tuy nhiên Hỗn Nguyên Đại Đế thì thảm hại hơn, chẳng những ngay lập tức bay ngược ra đằng sau, hơn nữa miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới vừa mới bước vào cảnh giới đại đế mà ngươi lại có thực lực như thế. Sắc mặt của Hỗn Nguyên Đại Đế trở nên vô cùng âm trầm, gần như không có chút do dự gì, quay người lại co cẳng chạy đi lần nữa. Nếu như không phải trước đó đã bị Diệp Trần gây thương tích, hơn nữa bị mất đi thập đại thần khí, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ hãi Diệp Trần như vậy. Thế nhưng là bây giờ dưới loại cục diện này, ngoại trừ nhanh chóng chạy trốn về Hỗn Nguyên giới ra thì hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác. Chết đi, Hỗn Nguyên Đại Đế không chạy được bao xa nữa, Diệp Trần đã từ phía sau đuổi tới. Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia trong tay cũng lại vung lên hung hăng đập xuống một lần nữa. Hỗn Nguyên Đại Đế phát hiện tốc độ của chính mình không cách nào chiếm cứ ưu thế, lập tức phiền muộn không thôi, đánh phải gọi ra ngọc phù một lần nữa. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt hai kiện đại hỗn độn linh bảo lại va chạm thêm mấy lần nữa. Hỗn Nguyên Đại Đế thì liên tục bại lui, khó tức giảm đi rất nhiều so với trước đó, chỉ có thể chạy trốn một cách điên cuồng. Mà cùng lúc đó, động tĩnh giao chiến của hai người thực sự quá lớn, thậm chí đã kinh động tới thế giới vũ trụ khác. Bạch bạch bạch, từng đạo khí tức cường hoành từ trong số ít thế giới thì nhau bay ra, lại là chúa tể của thế giới vũ trụ khác. Cái gì? Hỗn Nguyên Đại Đế thế mà đang bị người truy sát, tiểu tử trẻ tuổi kia là người phương nào, lại có thực lực mạnh như thế? Bia đá hắn sử dụng trong tay kia, dường như là một kiện hỗn độn linh bảo, mà còn là một cái hỗn độn linh bảo có phẩm chất cực cao a. Những cường giả cấp đại đế kia bước vào thế giới hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần đang truy sát Hỗn Nguyên Đại Đế ở nơi xa kia thì lập tức thi nhau cao giọng bàn tán, đồng thời trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ vô cùng chấn động. Ta nhớ được tiểu tử kia, hắn chính là trưởng khống giả mới của Hạo Thiên giới, hình như tên là Diệp Trần thì phải. Một tên tráng hán trên đầu mọc lên một cái sừng, bỗng nhiên mở miệng hướng mọi người nói, hóa ra người này là Vạn Yêu Đại Đế, chủ nhân của Vạn Yêu giới. Các đại đế nghe được lời này của Vạn Yêu Đại Đế thì lập tức thi nhau sao động lên. Cái gì? Hắn chính là người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế sao? Nghe nói, Hạo Thiên giới sẽ thay thế tu chân giới trở thành chủ thế giới mới, tu chân giới bây giờ đã ở vào bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Mà ở trong đông đảo các tiểu thế giới thì hoàn toàn chính xác phải kể tới Hạo Thiên giới có sự tiến hóa nhanh nhất, xem ra truyền ngôn không phải là giả a. Ở lúc hơn 10 vị cường giả cấp đại đế bàn tán ầm ĩ thì Hỗn Nguyên Đại Đế kia dường như cũng đã để ý tới sự tồn tại của những cường giả này, vừa cố gắng ngăn cản công kích của Diệp Trần, đồng thời hướng về phía những cường giả này hét lớn lên: "Các vị đạo hữu, thế giới cũ đã tan vỡ, tiểu tử này chính là trưởng khống giả của chủ thế giới mới, tương lai rất nhiều thế giới chúng ta đều phải phụ thuộc vào chủ thế giới mới này mà sống sót, chúng ta sao không cùng nhau truy sát kẻ này, cùng nhau nắm chữ chủ thế giới mới?" Các đại đế nghe được lời này của Hỗn Nguyên Đại Đế thì lập tức tất cả đều thi nhau chấn động. Hỗn Nguyên đạo hữu nói không sai, một khi chủ thế giới bị phá hủy, những thế giới nhỏ như chúng ta sẽ trở thành không có khởi nguồn, tương lai chỉ sợ chỉ có thể phụ thuộc vào Hạo Thiên giới mới có thể bảo tồn. Bây giờ tiểu tử này lại dám bước vào thế giới hỗn độn, đây chính là cơ hội của chúng ta a, giết hắn, chúng ta cùng nhau nắm giữ chủ thế giới mới, tốt hơn là trong tương lai sẽ bị hắn quản chế. Lời ấy có lý. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả cường giả cảnh giới đại đế đều bị lời nói của Hỗn Nguyên Đại Đế làm cho mê hoặc, thì nhau hướng về phía Diệp Trần mà vọt tới. Diệp Trần thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi im, tuy nhiên sau đó thì khóe miệng lại hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh, đồng thời Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia trong tay lại vung lên rồi hung hăng đập xuống dưới một lần nữa. Phốc, Hỗn Nguyên Đại Đế vốn đã là nỏ mạnh hết đà, khi nhìn thấy nhiều đại đế chạy tới thì trong lòng vô cùng vui mừng, vì thế mà khó tránh khỏi có chút sơ sẩy.
cả người ngay lập tức bị Diệp Trần trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lại càng trở nên uể oải. Tuy nhiên, lúc Diệp Trần chuẩn bị thừa thắng xông lên, một lần hành động diệt sát Hỗn Nguyên Đại Đế, một đạo kim quang óng ánh chặn lại đường đi của Diệp Trần. Lại là hơn 10 vị cường giả cấp đại đế kia đã giết tới trước mặt, chẳng mấy chốc thì đã bao vây Diệp Trần vào giữa. Vị đạo hữu này, mọi người đều là chủ của thế giới, ngươi lại đuổi tận giết tuyệt đối với Hỗn Nguyên đạo hữu như vậy thì không khỏi cũng quá đáng rồi a. Người nói chuyện, một thân mặc trường bào màu đen, thân thể hiện ra cỗ khí tức hủy diệt nồng đậm, thậm chí so với Hỗn Nguyên đại đế kia còn cường hãn hơn một điểm. Hóa ra người này là chủ nhân của Hắc Huyền giới, Hắc Huyền đại đế. Lời nói của Hắc Huyền đại đế rơi xuống, các đại đế còn lại cũng thi nhau mở miệng, dùng lời nói làm vũ khí công kích Diệp Trần. Ở trong những chúa tể của thế giới như chúng ta, thế nhưng là từng có hiệp ước đồng minh, tuyệt đối không được công phạt lẫn nhau, bằng không người người đều có thể tru diệt. Tiểu tử, nể tình ngươi là mới vươn lên, ngươi không biết thì không có tội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao quyền lực trưởng khống Hạo Thiên giới ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Không sai, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch mới sống qua có mấy chục năm, nơi nào có tư cách trở thành chủ nhân của chủ thế giới mới. Ngoan ngoãn giao thế giới chi tâm ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Những cường giả cấp đại đế này, ai cũng đều là chủ nhân thế giới của riêng mình, hơn nữa đều là tồn tại sống qua vô số kỷ nguyên, tự nhiên không có ai để Diệp Trần vào mắt. Hơn nữa bọn họ có tổng cộng hơn 10 vị cường giả cấp đại đế, hiển nhiên cho rằng đã ăn chắc Diệp Trần. Diệp Trần nhìn các vị cường giả cấp đại đế này ở xung quanh mình một vòng thì cười lạnh, mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Các ngươi muốn cướp Hạo Thiên giới từ trong tay của ta thì cứ xuất bản lĩnh của các ngươi tới cướp đoạt là được, cần gì phải ăn nói đàng hoàng như vậy. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần hơi dừng lại một chút, sau khi lại quét mắt ở trên thân mọi người một vòng nữa thì sau đó lại chậm rãi mở miệng. Chủ thế giới cũ đã chết, chủ thế giới mới đang tồn tại, ta là chúa tể cử chủ thế giới mới. Những người như các ngươi, nếu ai bây giờ thần phục với ta, ta cam đoan thế giới của các ngươi có thể vĩnh thế trường tồn. Bằng không mà nói, Diệp Trần còn chưa nói xong thì các đại đế lập tức thi nhau cười vang lên, từng tên giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong đời mà họ nghe được. Dù sao, những người như bọn họ sớm ở vô số kỷ nguyên trước đó đã là tồn tại cấp đại đế, tu vi cảnh giới của mọi người đều cao hơn Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần cứ ở bên trong Hạo Thiên giới mà không ra thì bọn họ tự nhiên cũng không thể làm gì được hắn. Thế nhưng là bây giờ đang ở trong thế giới hỗn độn thế mà còn dám nói ra lời nói ngông cuồng như thế, quả thực là không biết sống chết. Hỗn Nguyên đại đế kia nghe được lời này của Diệp Trần thì càng là hết sức vui mừng, các vị đạo hữu cũng đều thấy được, tiểu tử này thực sự ngông cuồng tới cực điểm, nếu để cho kẻ này nắm giữ chủ thế giới mới thì trong tương lai chúng ta chắc ca hứng sẽ bị hắn nô dịch. Các vị còn chờ đợi cái gì, hiện tại đồng loạt ra tay giết hắn, sau đó tất cả chúng ta cùng nhau trưởng khống chủ thế giới mới. Các đại đế thi nhau gật đầu. Ba vị cường giả cấp đại đế dẫn đầu phát động công kích đối với Diệp Trần. Hư vô, Diệp Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp siêu thoát ra khỏi pháp tắc. Công kích của ba vị cường giả cấp đại đế trong nháy mắt đã xuyên thấu qua thân thể của Diệp Trần. Diệp Trần bình yên vô sự không sao hết. Tại sao có thể như vậy? Siêu thoát khỏi pháp tắc, tiểu tử này không đơn giản a, khó trách có thể trở thành người thừa kế của Hạo Thiên đại đế. Quả nhiên có chút năng lực, các đại đế thi nhau kinh hô lên. Lúc này, Hỗn Nguyên đại đế mở miệng lần nữa. Các vị chớ hoảng sợ, tiểu tử này tuy rằng có thể siêu thoát khỏi pháp tắc, nhưng cuối cùng vẫn còn ở bên trong thế giới hỗn độn. Chúng ta mặc dù không cách nào giết chết hắn, thế nhưng có thể phong ấn hắn lại. Hỗn Nguyên đại đế trước đó dùng loại biện pháp này đối phó với Diệp Trần, hiển nhiên là đã có kinh nghiệm. Hỗn Nguyên đạo hữu nói có lý, cứ làm như thế đi. Tuy nhiên, vào lúc mọi người chuẩn bị cùng nhau phong ấn Diệp Trần lại, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận rung mạnh, hơn nữa còn xen lẫn một tiếng gào thét làm cho mọi người phải sợ hãi. Không tốt, là hỗn độn thú, không biết là ai kêu lên một tiếng, các đại đế lập tức tất cả đều quá sợ hãi. Duy chỉ có khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên hiện ra nụ cười bình thản. Hóa ra, Diệp Trần sớm ở trước khi giao thủ với Hỗn Nguyên đại đế, vì phòng ngừa Hỗn Nguyên đại đế trốn về Hỗn Nguyên giới cho nên đã lặng lẽ thả hỗn độn thú từ bên trong hỗn độn huyễn diệt bia ra, để nó đi vòng ra đằng sau đi công kích Hỗn Nguyên giới, cho Hỗn Nguyên đại đế một cái rút củi dưới đáy nồi. Đối với hỗn độn thú mà nói, đối với thế giới có trưởng khống giả chấn giữ, bọn chúng gần như không có khả năng thôn phệ. Diệp Trần bây giờ vì nó kiềm chế Hỗn Nguyên đại đế, cho nên nó không kiêng kỵ chút nào đi thôn phệ Hỗn Nguyên giới. Hơn nữa, trước đây nó với Diệp Trần còn có thể ước hỗn độn, cho nên đối với đề nghị này của Diệp Trần, nó tự nhiên không có bất kỳ lý do nào khác để cự tuyệt. Chỉ thấy thân hình của con hỗn độn thú kia đột nhiên bành trướng lên vô số lần, sau đó dương cao chiếc sừng lớn của chính mình lên, hướng Hỗn Nguyên giới hung hăng tấn công tới. Không, sau khi Hỗn Nguyên đại đế phản ứng lại thì sớm đã không kịp đi ngăn cản. Hơn nữa bản thân hắn bây giờ đang bị trọng thương, cho dù phóng đi cũng chắc chắn không phải là đối thủ của hỗn độn thú, chỉ có thể phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng. Dưới sự công kích của hỗn độn thú, Hỗn Nguyên giới kia lập tức xuất hiện một đạo vết rách to lớn, sau đó hỗn độn thú mở ra cái miệng khổng lồ của mình, bắt đầu cắn xé Hỗn Nguyên giới. Xoẹt xẹt, hỗn độn thú này không hổ là tồn tại thôn phệ thế giới, mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xé rách Hỗn Nguyên giới ra không còn hình dáng gì, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phốc, Hỗn Nguyên giới kia và Hỗn Nguyên đại đế vốn là một thể, Hỗn Nguyên giới bị hỗn độn thú công kích, Hỗn Nguyên đại đế tự nhiên cũng rơi vào phản phệ, lập tức lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, khí tức càng trở nên uể oải. Mà sau khi các đại đế còn lại kịp phản ứng, lập tức cũng không lo đi tiếp tục vây công Diệp Trần nữa mà thi nhau chạy trở về thế giới của mình, sợ thế giới của mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hỗn độn thú. Hỗn Nguyên đại đế thấy mọi người chạy đi thì lập tức cuống lên, "Vạn yêu tiền bối, Hắc Huyền đạo hữu, mời giúp ta đuổi hỗn độn thú đi a, ta chắc chắn sẽ hộ tạ." Tuy nhiên, hai người Vạn yêu đại đế và Hắc Huyền đại đế sau khi liếc nhau một cái, căn bản không có để ý tới Hỗn Nguyên đại đế, bay thẳng lên mà đi. Hỗn độn thú chính là khắc tinh của thế giới vũ trụ, hơn nữa bất tử bất diệt, không phải ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì không có người nào nguyện ý đi trêu chọc, bằng không bọn hắn thật vĩnh viễn không có ngày nào được yên tĩnh. Chỉ có điều, bọn họ lại làm sao biết được rằng, con hỗn độn thú này bây giờ là đang nghe lệnh của Diệp Trần. Ba ba ba, chớp mắt một cái, hơn 10 vị cường giả đại đế, tất
tất cả đều đã trở về tiểu thế giới của chính mình, duy chỉ có một mình Hỗn Nguyên Đại Đế ở lại, nhìn chòng chọc vào Hỗn Nguyên giới đang bị hỗn độn thú xé rách vỡ vụn, muốn tiến tới ngăn cản nhưng rồi lại không có cái dũng khí đó, khóe miệng không thể không co quắp một trận. Hỗn Nguyên lão nhi, ta nói rồi, hôm nay ta phải giết ngươi. Diệp Trần lại lạnh lùng mở miệng lần nữa. Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Diệp Trần vậy mà không có trở về Hạo Thiên giới, còn muốn tru sát chính mình thì lập tức hai mắt trợn trừng một cái. Tiểu tử, bản tôn bây giờ tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng ngươi muốn giết bản tôn thì cũng không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ hỗn độn thú công kích Hạo Thiên giới sao? Diệp Trần cười lạnh, cũng lời giải thích với hắn về quan hệ giữa mình và hỗn độn thú, trực tiếp vung hỗn độn huyễn diệt bia lên, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế hung hăng đập xuống. Khí tức của Hỗn Nguyên Đại Đế đã không lớn bằng lúc trước, cố gắng sử xuất ra toàn lực, trước mặt ngăn cản được một kích này của Diệp Trần, cả người lại bay ngược ra đằng sau một lần nữa. Diệp Trần, ngươi có muốn biết bên ngoài thế giới hỗn độn là gì hay không? Có muốn biết Hạo Thiên Đại Đế đi nơi nào hay không? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể lấy bí mật lớn nhất của thế giới hỗn độn ra nói cho ngươi biết. Hỗn Nguyên Đại Đế liên tục bại lui, đồng thời bỗng nhiên hướng về phía Diệp Trần hô to lên. Diệp Trần nghe được điều này thì không thể không hơi động tâm một chút, thật là sự cũng hay, nhưng chẳng mấy chốc thì bỏ qua loại suy nghĩ này, không có ý tứ, ta không có hứng thú biết. Diệp Trần lại vung hỗn độn huyễn diệt bia lên một lần nữa rồi lại hung hăng đập xuống dưới tiếp một lần nữa. Hỗn Nguyên Đại Đế lại bị đập bay ra ngoài, toàn thân đã máu thịt be bét. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên giới kia cũng đã bị hỗn độn thú thôn vệ được hơn phân nửa, cường giả cấp đại đế có một phương thế giới chống đỡ, như muốn hoàn toàn giết chết thì quả thực rất không có khả năng. Tuy nhiên, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Diệp Trần, dùng hỗn độn thú đi phá hủy hỗn nguyên giới căn cơ của Hỗn Nguyên Đại Đế, để tương đối mà nói thì đơn giản hơn nhiều, nhưng ở vào lúc Diệp Trần chuẩn bị thừa thế xông lên, hoàn toàn diệt đi Hỗn Nguyên Đại Đế thì trên thân Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh vàng màu xanh, vậy mà chặn lại một kích chí mạng của Diệp Trần rất dễ dàng. Tiểu tử, đây là do ngươi ép ta. Cùng với tiếng gầm gừ của Hỗn Nguyên Đại Đế, trên đỉnh đầu của hắn vậy mà xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng xanh, tỏa ra khí tức vô cùng mênh mông, thậm chí ngay cả khí tức của hỗn độn huyễn diệt bia đều bị gắt gao áp chế xuống. Ồ, đây chẳng lẽ là hỗn độn thanh niên, là hỗn độn chí bảo thời cổ đại sao? Không nghĩ tới a, hỗn độn thanh niên vậy mà nằm ở trong tay lão hồ ly này, trong tay hắn đã có hỗn độn chí bảo, vì sao trước đó không dùng? Ngươi đây là không biết a, hỗn độn thanh niên này nghe nói là vô cùng nghịch thiên, cho dù là tu vi chúng ta muốn thúc giục bảo vật này thì chỉ sợ cũng phải trả một cái giá vô cùng cao. Ở nơi xa, tiếng bàn luận của các cường giả đại đế kia vang lên quanh quẩn ở trong thế giới hỗn độn, mà hỗn độn thú kia nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế đột nhiên lấy ra một kiện hỗn độn chí bảo thì lập tức giống như nhìn thấy vật gì đó vô cùng đáng sợ, không lo được tiếp tục thôn phệ hỗn nguyên giới nữa, trực tiếp quay người xông vào trong dòng hỗn độn loạn lưu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng chết đi. Hỗn Nguyên Đại Đế vì thúc giục hỗn độn chí bảo, cả người tính cả nguyên thần đều đang hoàn toàn bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành một đám lửa chui vào bên trong bông hoa sen màu vàng xanh kia. Toàn bộ thế giới hỗn độn đều hung hăng chấn động, mà bông hoa sen màu vàng xanh kia thì lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu xanh sáng chói, hướng Diệp Trần bắn thẳng mà tới. Hỗn Nguyên Đại Đế vì thúc giục hỗn độn thanh niên vậy mà thiêu đốt chính bộ thân thể đại đế này của chính mình. Diệp Trần hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế lại còn có một con át chủ bài như thế. Đôi con ngươi không thể không co rụt lại, theo bản năng muốn lui lại, thế nhưng là ở dưới ánh vàng màu xanh kia bao phủ, thân thể của hắn vậy mà không thể động đậy được một chút nào. Cái gì? Diệp Trần lập tức hoảng hốt không thôi, lập tức tâm niệm vừa động, cả người siêu thoát ra khỏi pháp tắc, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Đây lại là lực lượng siêu việt hỗn độn. Đối mặt với một kích phát ra từ hỗn độn chí bảo này, Diệp Trần phát hiện chính mình vậy mà không có một chút sức chống cự nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thân thể của mình ở dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng màu vàng xanh kia bắt đầu bị hòa tan từng chút một, cuối cùng tính cả nguyên thần của hắn cũng theo đó mà hòa tan, ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Không biết đi qua bao lâu, hô, Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đi tới bên trong một vùng không gian trắng xóa, xung quanh không có tồn tại bất kỳ pháp tắc nào, thậm chí ngay cả hỗn độn pháp tắc cũng không tồn tại. Đây là nơi nào? Diệp Trần cảm thấy thật tốt, vốn cho là mình bị một kích của hỗn độn thanh liên kia chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà sống tiếp được. Nơi này là không gian chuyển tiếp đi về thế giới có tầng thứ cao hơn, một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông đột nhiên vang lên ở sau lưng Diệp Trần. Diệp Trần quay đầu nhìn một cái thì lập tức sợ ngây người, ngươi là Hạo Thiên Đại Đế? Chỉ thấy người này mặc áo bào xanh nho nhã, khí tức lộ ra một chút bá khí, bỗng nhiên cùng với ban đầu ở Mê La Tinh Hải gặp qua tàn hồn của Hạo Thiên Đại Đế không khác nhau chút nào. Nam tử áo bào xanh mỉm cười, hai mắt nhìn qua nhìn lại trên người Diệp Trần đánh giá một phen, đôi mắt hiện ra vẻ khen ngợi, chậm rãi nói, không sai, tên ta là Hạo Thiên, xác thực mà nói đây chỉ là một đạo hình ảnh mà ta lưu lại nơi này. Tiểu bối, trên người ngươi có ấn ký của ta, chắc hẳn chính là người thừa kế Hạo Thiên giới a. Không nghĩ tới a, lúc này mới ngắn ngủi 10 vạn năm mà thôi, ngươi đã tách ra khỏi thế giới. Chà chà, không thể không nói, vận khí của ngươi thật rất tốt. Diệp Trần nghe xong lời này thì lập tức lại càng thêm choáng váng. Hạo Thiên tiền bồi, hóa ra ngài vẫn chưa có chết. Hạo Thiên Đại Đế lập tức cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói, bản đế há lại chết dễ dàng như vậy. Nói đến đây, đôi mắt của Hạo Thiên Đại Đế hiện ra vẻ hồi ức, mới chậm rãi nói ra, lúc trước, bản đế vì để chế tạo ra một cái thế vĩnh hằng mà hoàn mỹ, phải bước vào sâu trong hỗn độn thì bị một đám hỗn độn thú vây công, mắt thấy có khả năng lúc này phải bỏ mạng lại, lại ngoài ý muốn đạt được hỗn độn thanh liên, cuối cùng ta phải dựa vào hỗn độn chí bảo này đánh lui hỗn độn thú, nhưng cũng phải trả một vài cái giá cay đắng. Ở vào lúc sinh tử, ta đột nhiên đốn ngộ, siêu thoát khỏi pháp tắc, sau đó dưới sự chỉ dẫn của hỗn độn thanh liên liền tới đến nơi này. Hạo Thiên Đại Đế nói tới đây bỗng nhiên tay áo bào xanh hướng về phía sau vung lên, xoạt, phía trước vốn là không gian hư vô, lập tức xuất hiện một con đường vô cùng thần bí, không biết sẽ đi về nơi nào. Nhìn thấy không, đi qua con đường này, phía trước chính là thế giới kia của chúng ta.
thế giới có tầng thứ cao hơn, chúng ta gọi là thế giới cao duy. Diệp Trần nghe được điều này thì hai mắt lập tức hơi ngưng tụ. Các ngươi, Hạo Thiên Đại Đế cười nói, không sai, người siêu thoát trước ta và ngươi còn có rất nhiều, bọn họ đều đã bước vào thế giới cao duy, mà mỗi một kẻ đến sau cũng sẽ lưu lại ở nơi này một đạo hình ảnh, tới đón và đưa người siêu thoát phía sau đó. Diệp Trần lập tức giật mình, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạo Thiên Đại Đế lại nói tiếp, chỗ thế giới kia của chúng ta, mỗi khi đi qua 100 cái kỷ nguyên thì chủ thế giới sẽ phá diệt một lần, sau đó lại đản sinh ra thế giới mới, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không dứt. Ta vốn cho là ta có thể sáng tạo ra một cái thế giới vĩnh hằng, thế nhưng là về sau ta phát hiện, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng, cho nên ta rất thất vọng. Mặc dù ta rất rõ ràng, Hạo Thiên giới của ta sẽ trở thành chủ thế giới mới, sẽ thống lĩnh các tiểu thế giới khác, nhưng đó thì như thế nào đây? Chờ đến lúc Hạo Thiên giới bị phá diệt, ta vẫn phải bỏ mình mất mạng, cũng không phải là vĩnh hằng tuyệt đối. Cho nên, ở một nhiệm kỳ tiếp dẫn người trước đó, nói cho ta tất cả những điều này, ta thật rất vui vẻ, là một người đứng tại đỉnh phong quá lâu, lúc đó cuộc sống trở nên vô nghĩa, cho nên ta bỏ chủ thế giới chưa thành hình mà bước vào bên trong thế giới không biết kia. Sau khi nói xong lời này, Hạo Thiên Đại Đế nhìn về phía con đường thần bí ở phía trước kia, đôi mắt lóe ra ra ý chí chiến đấu nồng đậm, sau đó lại nhìn về phía Diệp Trần, nói, cho nên bây giờ, ngươi nên nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Diệp Trần gần như không do dự một chút nào, trực tiếp lắc đầu, nói, tạm thời ta còn chưa muốn rời khỏi thế giới kia. Hạo Thiên Đại Đế nghe được câu trả lời này của Diệp Trần thì lập tức khẽ chau mày. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi có thể đi tới không gian chuyển kiếp này, là bởi vì duyên trùng hợp, cũng có thể nói là cơ hội trời cho. Hơn nữa, một khi ngươi rời khỏi cái không gian này thì đạo hình ảnh này của ta sẽ biến mất, không có đạo hình ảnh của ta chỉ dẫn, sau này ngươi muốn dựa vào lực lượng bản thân tiến vào nơi này thì sẽ vô cùng gian nan. Nói theo một cách khác thì khả năng đây là cơ hội duy nhất mà ngươi có thể tiến vào thế giới cao duy. Hiện tại, ngươi chắc chắn là muốn từ bỏ sao? Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, chợt mỉm cười, đa tạ ý tốt của tiền bối. Ta đối với thế giới cao duy cũng chính xác là rất tò mò. Tuy nhiên, người ta yêu, thân nhân và bằng hữu của ta đều còn ở tại thế giới kia. Ta không thể bỏ đi mà không để ý tới bọn họ. Hai mắt Hạo Thiên Đại Đế lập tức trừng một cái. Ngu ngốc, người đã siêu thoát khỏi hỗn độn, vì sao lại ngay cả một cái tình cũng không nhìn ra? Tất cả tình dục, chẳng qua chỉ là chấp niệm trong lòng của ngươi. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ rời bỏ ngươi. Thời gian có thể chôn vùi tất cả, chỉ có vĩnh hằng mới là chân lý mà những người tu hành như chúng ta theo đuổi. Hạo Thiên Đại Đế khuyên bảo tận tình, muốn để Diệp Trần thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên, Diệp Trần lại lắc đầu lần nữa. Vẻ mặt ngược lại càng thêm kiên định, một người nếu như thật vô tình vô dục, đó cho dù có đạt tới vĩnh hằng thì có gì thú vị. Hạo Thiên Đại Đế lập tức bị kiềm hãm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần một lát, đôi mắt hiện ra vẻ phức tạp, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi, thôi được rồi, ngươi đã khăng khăng như thế, vậy thì tùy ngươi vậy, chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Nói xong lời này, Hạo Thiên Đại Đế vung tay áo dài lên một lần nữa, sau lưng Diệp Trần lại xuất hiện một con đường khác. Diệp Trần hướng về phía Hạo Thiên Đại Đế, cung cung kính kính thi lễ một cái thì dứt khoát đạp lên con đường trở về. Có lẽ ngươi đã đúng. Hạo Thiên Đại Đế nhìn qua thân ảnh của Diệp Trần, tự lẩm bẩm một câu, hình ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên giới, ở trong một quả tinh cầu hoang vắng, Hi Nguyệt nhìn qua xung quanh hơn chục đạo khí tức không kém gì Hỗn Nguyên Đại Đế trước đó, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, những người này bỗng nhiên chính là các chúa tể của những thế giới nào kia. Hóa ra, những đại đế này mắt thấy cảnh tượng trước đó đều cho là Diệp Trần và Hỗn Nguyên Đại Đế đều đã đồng quy vu tận, Hạo Thiên giới tự nhiên cũng đã trở thành thế giới vô chủ. Hạo Thiên giới làm chủ thế giới mới, những người này có ai là không muốn lấy được, kết quả là bọn họ ngay cả hỗn độn thú uy hiếp cũng không lo được, thi nhau bước vào Hạo Thiên giới, mà hơn 10 vị cường giả đại đế phối hợp với nhau, thậm chí ngay cả thiên ý Hạo Thiên giới cũng bị áp chế gắt gao. Nữ oa oa, ngoan ngoãn giao thế giới chi tâm ra đi, bằng không ngươi đừng trách bản đế không khách khí. Người nói chuyện rõ ràng là vị Hắc Huyền Đại Đế. Mơ tưởng, Hi Nguyệt biết rõ chính mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nhiều cường giả đại đế như vậy, thế nhưng vẫn quả quyết từ chối, không biết sống chết. Hắc Huyền Đại Đế cười lạnh, trực tiếp vung ra một bàn tay khổng lồ, hướng về phía Hi Nguyệt hung hăng đập xuống. Hi Nguyệt căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, tâm tư hoàn toàn tuyệt vọng. Ở vào lúc này, ầm ầm, kèm theo đó là một trận rung động mạnh, trước mặt Hi Nguyệt đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, một bóng người từ trong cái khe hở này thoát ra, ngăn ở trước mặt Hi Nguyệt, người không biết sống chết là ngươi, với giọng nói lạnh nhạt rơi xuống, đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia, chỉ là thuận tay vung lên, bành, một kích kinh khủng kia của Hắc Huyền Đại Đế lập tức bị hóa giải. Chồng tôi, sau khi Hi Nguyệt phản ứng lại thì lập tức nhào vào đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này đột nhiên đánh vỡ vách ngăn của vũ trụ, xuất hiện ngăn ở trước mặt Hi Nguyệt tự nhiên chính là Diệp Trần vừa mới từ không gian chuyển tiếp trở về. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà không chết? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã đồng quy vu tận với Hỗn Nguyên Đại Đế, làm sao lại còn sống? Sau khi các đại đế nhìn thấy rõ ràng người tới là Diệp Trần thì lập tức thi nhau thốt lên một tràng, mọi người chớ có hoảng sợ, cho dù tiểu tử này còn sống thì như thế nào, chúng ta cùng nhau còn có thể trấn áp thiên ý của Hạo Thiên giới, huống chi hắn chỉ là một tên trưởng khống giả, trực tiếp diệt là được. Hắc Huyền Đại Đế đầu tiên là giật mình qua đi, chẳng mấy chốc thì đã trấn định lại, hướng về phía những người khác cao giọng nói. Diệp Trần không thể không cười lạnh, ngẩng đầu liếc qua Hắc Huyền Đại Đế, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, ngươi xác định ngươi có năng lực này sao? Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần trực tiếp vẫy tay một chảo, chôn vùi, ầm, hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ hiện ra khí tức thần bí, một chảo đã bắt lại Hắc Huyền Đại Đế kia, bành, Hắc Huyền Đại Đế kia đường đường có thân thể to lớn cao ngạo cấp đại đế, ở dưới bàn tay khổng lồ có khí tức thần bí kia, vậy mà giống như bùn nặn thành con rối, trong nháy mắt sụp đổ. Không, không có khả năng, không, nguyên thần của Hắc Huyền Đại Đế phát ra một tiếng kêu không cam lòng thảm thiết thê lương thì hoàn toàn bị chôn vùi, chỉ để lại một viên thế giới chi tâm của Hắc Huyền giới.
Diệp Trần lại đưa tay chộp một cái nữa, viên thế giới chi tâm kia đã được Diệp Trần thu vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Các cường giả đại đế còn lại nhìn thấy cảnh này thì lập tức tất cả đều vô cùng chấn kinh. Sau khi phản ứng lại thì thi nhau muốn đánh vỡ vách ngăn của vũ trụ, thoát khỏi Hạo Thiên giới, bây giờ muốn trốn, muộn. Dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên giẫm một cái. Hỗn độn chi, xung quanh đột nhiên dâng lên một màn sáng khổng lồ quỷ dị màu vàng kim, giam cầm toàn bộ hơn 10 vị cường giả cấp đại đế vào trong đó. Chết, trong lúc các đại đế vô cùng sợ hãi, còn chưa hiểu là chuyện gì đang diễn ra thì Diệp Trần lại thuận tay đánh ra mấy chưởng. Bành, 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 những cường giả cấp đại đế trước mắt này đều là chúa tể của một phương thế giới, lại bị Diệp Trần tùy ý đồ sát giống như giết một bầy chó, không có bất kỳ một chút sức phản kháng nào. Không, không có khả năng, thực lực của hắn làm sao lại mạnh tới như vậy? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới mà năm đó Nguyên Thủy Đại Đế đã đạt được? Vào lúc này các cường giả đại đế này nơi nào còn có loại cao cao tại thượng bộ dáng nhẹ như lông gà như những ngày trước đây nữa, từng tên đều hoảng sợ như chó nhà có tang, mà Diệp Trần thì không lưu tình một chút nào, vẫn như cũ một trưởng một tên, tiếp tục oanh sát. Những chúa tể của các thế giới nhỏ này phải phụ thuộc vào chủ thế giới mà sống sót, giống như một đám ký sinh trùng, hôm nay đã rơi vào trong tay của Diệp Trần thì hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Không được, thủ hạ lưu tình. Diệp Đại Đế, ta nguyện ý thần phục, đừng có giết ta, mặc cho những người này cầu xin như thế nào đi nữa, Diệp Trần cũng không thay đổi chút nào. Đảo mắt cái gần như đã giết sạch hơn 10 vị đại đế, duy chỉ chừa lại một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ vô cùng quyến rũ. Người này bỗng nhiên chính là lúc trước ở bí cảnh Côn Luân từng gặp mặt Diệp Trần một lần, tên là Mẫu Hoàng Trùng Tộc. Tinh Không Đại Đế, ta cũng coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay sẽ không giết ngươi, ngươi tốt nhất tự lo cho bản thân mình đi. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên. Soạt, Tinh Không Đại Đế kia còn chưa có hoàn toàn phản ứng lại thì đã bị Diệp Trần trực tiếp đưa ra khỏi Hạo Thiên giới. Trong lúc nhất thời, thiên địa trong sáng, Diệp Trần xoay người lại, cùng Hy Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Vợ à, tất cả đều đã kết thúc rồi. Trái đất trước kia sớm đã bị chôn vùi, hoàn toàn sụp đổ lúc đại quân của tu chân giới xâm lấn, nhưng đối với Diệp Trần bây giờ mà nói, tái tạo một quả tinh cầu tự nhiên không có gì đáng nói. Hơn nữa, không những trái đất khôi phục hoàn toàn bộ dáng như trước đó, những người vô tội trước đó bị chết trong chiến loạn cũng gần như đều được Diệp Trần phục sinh. Lão Vượn, Cửu Lão, trở về đi. Diệp Trần đứng ở trong hư không, tay áo dài vung lên, rầm rầm, phía trước lập tức xuất hiện vô số điểm sáng, cuối cùng ngưng tụ thành thân hình của hai con yêu thú khổng lồ, cả thân cao 100 mét, toàn thân lông đen, sát khí bừng bừng, một người thân đuôi rắn, dài đến vài 100 mét. Chẳng mấy chốc, hai con yêu thú này hóa thành hình người, bỗng nhiên chính là Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng, Tôn Thượng. Hai người ngốc trệ một lúc, chẳng mấy chốc đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện thì lập tức thi nhau cười to. Vân Châu, Hoa Hạ, tất cả mọi người đều đã được Diệp Trần phục sinh. Sau khi tất cả mọi người trên trái đất cũng như người của Cổn Tiên Môn trải qua lần thảm họa này, ai ai cũng đều cảm nhận được sự sợ hãi. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, những ngày tháng bình yên đối với Hạo Thiên giới cũng đã tới. Tuy nhiên không khí tu luyện trên toàn thế giới đã phát triển vô cùng nhanh chóng, tuy rằng chưa đạt tới độ cao như tu chân giới trước đây, nhưng số lượng cường giả trở nên đông đảo và tăng mạnh về chất. Trong căn biệt thự số 1 tại tiểu khu Tử Kim Sơn, những người thân bạn bè của Diệp Trần đều quây quần ở trong này, nào là Diệp Thiên Ca, Tô Lam, Tô Mạn, Lâm Tiêu Tiêu, Đường Thanh Nhã, Ngô Lỗi, Tào Văn, Mân Côi, Tiêu Nhược Hy, Lâm Vũ Y, Cuồng Hồ, Sở Phi Yên, Dịch Sơn Hà, Lâm Chấn Nam, Âu Dương Hàn, Lạc Huyền Băng, anh em Trúc Minh Phi, cao tầng của Lạc Hà Tông, tất cả đều ngồi kín vào trong 5 cái bàn có 6 chỗ ngồi. Trên bàn đều là các món ăn ngon nhất trên thế giới sớm đã được Tào Văn chuẩn bị. Tất cả mọi người ngồi nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa, nào là nhắc tới lúc quyết chiến với Tần Đạp Thiên trên sông Thiên Giang, diệt Thánh Tâm Các, nào là lúc bôn ba tu chân giới. Dịch Sơn Hà thì kể ra hàng loạt chiến công của Diệp Trần trước kia cho mọi người nghe, nào là diệt đi 7 đại tổ chức sát thủ trên thế giới, nào là thu phục Cao Ly Quốc, đánh tan nhánh quân đội của đảo quốc, buộc Mỹ quốc phải đầu hàng vô điều kiện, cơm nước say sưa, nói chuyện rôm rả nguyên cả một ngày thì cũng đã đến lúc mọi người phải ra về. Mọi người đều về hết, chỉ còn một mình Diệp Thiên Ca thì ở lại, vẻ mặt có chút buồn bã, đôi lúc lại hiện ra vẻ kiên quyết. Diệp Trần hiểu ý vung bàn tay lên, phía trước xuất hiện một đường hầm thời không. Cha đã quyết định rồi. Diệp Trần nhìn qua Diệp Thiên Ca, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Nhìn thấy nhiều người được phục sinh như vậy, Diệp Thiên Ca trước đây đã tìm tới Diệp Trần, muốn bảo hắn phục sinh Lâm Uyển Dung mẹ của hắn. Đáng tiếc là Lâm Uyển Dung chỉ là người bình thường, hơn nữa qua đời trong khoảng thời gian quá lâu, chân linh sớm đã tan hết. Bởi vậy, Diệp Thiên Ca muốn gặp lại Lâm Uyển Dung thì chỉ còn lại một cái biện pháp, đó chính là giống với Diệp Trần lúc trước, trùng sinh tới thời không trong quá khứ. Tuy nhiên, một khi trùng sinh đến quá khứ thì vĩnh viễn không cách nào trở về, trừ khi có một ngày có thể giống với Diệp Trần vượt ra ngoài thời không pháp tắc. Diệp Thiên Ca nhìn ra ánh mắt lo lắng của Diệp Trần, mỉm cười, ta quyết định rồi, chỉ cần có thể gặp lại Dung Dung, ta coi như lập tức chết đi cũng đáng, bằng không ta cho dù có được tuổi thọ vô tận thì cũng chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên Ca vỗ vỗ bả vai Diệp Trần, con trai, ta không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, cha làm bây giờ là vì muốn tới bù đắp sự tiếc nuối trong lòng của cha, con cần phải cao hứng thay cho cha mới đúng. Nói xong, Diệp Thiên Ca lại cười ha ha một tiếng nữa, sau đó xoay người kiên quyết bước vào bên trong đường hầm thời không. Ai, nhìn qua thân ảnh của Diệp Thiên Ca biến mất ở bên trong đường hầm thời không, Diệp Trần không thể không thở dài một cái, cảm thấy mất mát, cho dù hắn bây giờ đã siêu thoát khỏi hỗn độn, nhưng cũng không phải là cái gì cũng có thể làm được. Lúc này, bỗng nhiên một bàn tay trắng như ngọc mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Diệp Trần, lại là Hy Nguyệt đi tới lúc nào không biết. Chồng à, em ngược lại thật ra cảm thấy cha nói rất đúng, cha hiện tại là muốn đền bù sự tiếc nuối trong lòng mà muốn trở lại, cũng giống như anh lúc trước, chúng ta có lẽ nên cảm thấy vui mừng thay cho cha. Nói đến đây, Hy Nguyệt bỗng nhiên cười trêu ghẹo nói,
Nói ngược lại, chồng tốt của em, anh sống lại một đời, bây giờ trong lòng nhưng còn có cái gì tiếc nuối không? Diệp Trần bị Hy Nguyệt hỏi lên như vậy, không thể không trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cho tới bây giờ, dường như chỉ có một chuyện tiếc nuối vẫn chưa hoàn thành. Ồ, là chuyện gì vậy? Hy Nguyệt lập tức rất là tò mò, vội vàng truy vấn, khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười xấu xa, điều tiếc nuối duy nhất mà bây giờ anh vẫn chưa hoàn thành, đó chính là cùng em sinh ra một bảo bảo của chúng ta. A, không được, cần phải sinh ra một đám bảo bảo mới đúng. Nói xong lời này, Diệp Trần bế ngang Hy Nguyệt lên, cười ha ha, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt lập tức đỏ bừng hiện ra vẻ thẹn thùng, song trưởng đấm vào lồng ngực của Diệp Trần một lúc, gắt giọng, "Phi Phi, cái gì mà một đám, anh nghĩ em là heo nái sao?" Hết chặng bộ, Thu Lệ vừa gửi cho các bạn tập 124 của bộ truyện.